Alo, à, nghe. Anh lên được kênh không ạ? Hả? Anh có lên anh giờ giờ em đang like nè, anh có Đây, 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 không có thường thường bên kênh của Trần Ly Lai để đến coi cái iPad, anh đến cái iPad vô dạ, anh mở cái iPad lên là anh thấy đó. Anh đây là một người công giáo đạo dòng. Ba anh từng là chủ tịch hội đồng giáo xứ. đây 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 nè. Dạ, em đưa mặt anh lên 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 kênh, anh có phiền gì không ạ? À, anh thì chả có phiền, nhưng mà có một cái là anh đó, là đặc biệt có một cái là anh cũng nói thật luôn, anh là người thật việc thật chứ không có cái kiểu mà dạng giống như đó là múa máy. Anh chào khán giả của kênh Trần Ly đi anh. Rồi xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Trần Ly, bây giờ đây cũng đang 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 kênh Trần Ly cũng đang live luôn nè. Rồi anh giới thiệu sơ về anh đi anh. Rồi bây giờ đang tắt bên này cái. À, tôi đó là nếu nếu nói mà nói theo bên công giáo là tôi là tên là Phêrô Cao Hồng Phúc. Phêrô Cao Hồng Phúc. À, tất nhiên á, là mình đó là sinh năm 1966, năm Bính Ngọ đó, thì năm 1978 á, thì đó mình là một trong những người đó là được là đi thi giáo lý giỏi cấp địa phận của tại địa hạt Cần Thơ. Tại ngày xưa đó là mỗi một địa phận như vậy là nó phụ trách tới mấy tỉnh nè đó. Do đó là nói về, cũng xin nói với bên kênh của Trần Ly là nếu mà nói về bên giáo lý về công giáo với nói về giáo lý phúc âm á, là mình nói không phải nói giỏi chứ còn và cỡ mà cha thầy nào đó học cỡ nào không biết, chứ nếu nói ra mà đã nói về học thuộc lòng đó sao là ra đây đóng với mình dám chơi. Đấy, anh là nói về giáo lý, nói về kinh thánh là anh rành như cháo, thuộc như cháo á. Rồi lý do tại sao anh là một con chiên, bây giờ anh còn đi nhà thờ nữa không anh? Không, anh không đi nhà thờ cách đây khoảng 20 năm rồi. Cả gia đình luôn, vợ con luôn hả anh? Đúng rồi, vợ vợ con luôn, vợ con luôn chứ, nhưng mà chỉ có gia đình anh thôi nha, còn với gia đình kia là vẫn còn đi, chỉ có gia đình anh là với gia đình anh rồi với một cái người anh thứ ba với thằng em thứ 15 thôi, chứ còn còn là bên như gia đình anh thứ ba thì vợ con anh vẫn đi, rồi gia đình thằng em thứ 15 là vợ nó với con nó vẫn còn đi học, với con nó vẫn còn đi học giáo lý, rồi chỉ có gia đình anh là vợ con là cùng đồng lòng thôi, còn mấy gia đình kia là chỉ có chồng là nghe theo anh thôi, chứ còn mấy mấy người vợ đồ nó, thứ nhất mấy người đạo mới đạo theo người ta còn cuồng dữ lắm. Đúng rồi anh, cứ một người mà gọi là càng tân tông thì càng cuồng đúng không anh? Bởi vì anh nói với bà xã anh nói trời ơi, bây giờ anh mới nghiệm lại là cái giáo lý hôn nhân là cũng giả dối cái mà bí tích hôn nhân á. Trong đó có câu là kêu bằng á, thầy yêu em là lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, chẳng yêu thương và chiều chuộng em suốt đời anh, mà dù với anh với em nói chuyện vài ba câu chạch chút xíu cự lộn rồi chứ có chiều chuộng không. Mà cũng bỏ nhau ầm ầm đúng không anh? Có cái giáo lý gì đâu mà nó dốc tùm lum hết trơn, đủ thứ hết trơn đó. Kêu bằng là tôi là thí dụ như Phêrô Cao Phúc xin nhận em là Maria Tario Nguyễn Thị B gì đó làm vợ đó. Em hãy nhận lấy chứng nhận này để làm bằng chứng tình yêu và trung thành của anh, rồi kêu bằng là lúc thịnh vượng như lúc gian nan, lúc mạnh khỏe như lúc đau yếu, vẫn yêu thương và chiều chuộng em mọi ngày suốt đời anh. Nó nhiều khi mình nó có nói chứ anh đọc là nó như cháo luôn chứ hơi là vừa đó, anh từng dạy giáo lý hôn nhân nữa mà. Thường á, thường thì ở trong nhà thường thì càng những người thế hệ lớn tuổi càng càng cuồng, mà như anh nói là ba anh thì mới mất được tháng 4 năm ngoái giáp năm, giờ gần giáp năm thì anh lại tỉnh cách đây 20 năm, thì anh có gặp khó khăn gì từ ba mình không ạ? Nói chung là không gặp khó khăn, nhưng mà khi mà mình nói chung là khi mà mình nhậu mình bàn về mình nói những cái mà sai trái của bên công giáo đó, thì lúc lúc mà ông già còn khỏe thì ổng phản đối dữ lắm, nhưng mà trước khi ổng mất khoảng 2 năm đó, lúc đó ông hiểu ra, tại lúc là trước khi ổng mất khoảng 2 năm đó, thỉnh thoảng có nghe ổng nghe ông thầy Pháp Hòa ở bên Canada giảng pháp á. Cái ông nghe cái ông có nói một câu này mình nghe cũng mát bụng, ông nói trời ơi, cái sứ đạo này mà nó nghe ông thầy này giảng thì chắc nó bỏ đạo hết quá.
ông già cắt câu đó. Vậy là ông già anh á là một cái người mà từng làm chủ tịch hội đồng giáo xứ. Vậy mà rồi gần cuối đời cũng nghe thầy Thích Pháp Hòa giảng và có nói câu là nếu mà sứ đạo này nghe thầy Thích Pháp Hòa thì người ta bỏ đạo Công giáo hết à anh? Trời ơi, cái họ đạo của anh á là nó dữ dữ trời lắm. Mà nói ngày xưa năm 78 là cái trận lũ lớn nhất, nên lúc đó không biết là Trần Ly chắc còn giống như không phải nhỏ, nhưng mà có cái chắc không nhớ đâu. Sau năm 75 thì cái kinh tế nó đã khó rồi, thấy không? Nhưng mà mình mặc dù mình còn nhỏ, mình vẫn cảm nhận được tới năm 78 là cái trận lũ lịch sử lớn nhất, là sau giải phóng đó, là cái trận lũ đầu tiên, là kêu bằng đó, là lúc đó là cái vùng miền Tây đó là cô biết không á, là đó đói khổ, là dân ở tứ xứ khác nó đi qua cái xứ của mình nó làm thuê làm mướn nhiều lắm. Không? Tất nhiên là ngày xưa cái xứ của mình đó là đa số những cái xứ khác đi làm thuê làm mướn. Nhưng mà khi tôi đã đi khỏi cái địa phương đó, tôi đi, tất nhiên là lúc đó tôi thấy cái ông già tôi đối xử với bà già tôi nhiều cái mà chả mang, mà bà già tôi bá chịu đựng á. Hồi xưa là tôi lúc còn nhỏ nhỏ là tôi đã từng khuyên mẹ tôi bỏ cha tôi là nhiều lần lắm. Cái đó nó sự thật luôn đó. Mà tại vì lý do đó, nói thì cái gì đó nói cũng nói thật luôn á, là hồi xưa đó đúng là nhờ mình cũng có nhà cũng tin trong đạo, là cũng tin Chúa, là sợ tội quá trời đó. Thật tình mà nói là dân trong đạo thì thường thường ít có nói chuyện chữ thề, cái đó nó thiệt. Nhưng ở xóm tôi thì những người có đạo thì không có nói chuyện chữ thề, tại vì hồi xưa tôi đi chung với mấy thằng mà bạn nó nhỏ mà chơi, mấy thằng đó chữ thề thôi, mà ông cha ông gặp tôi ông lôi đầu lại ông đánh giữa đường luôn như thế. Nhưng mà mỗi lần ông đánh là ông kêu tên ông già mình đánh, không chứ không có kêu tên mình đâu. Là kêu như nào anh, đánh như nào, kêu Phêrô Phúc hay là kêu Phêrô? Ông kêu tên ông già tôi á, thí dụ như ông già ông nói chứ, mà ông già tôi là ông tên ông Năm Tinh. Nói chung đỡ đi về tới cái xứ Phong Điền mà nói tên già tôi, ông biết thứ nhất là nhà tôi là Đông Con, thấy không? Cái thứ hai nó gia đình tôi đặt tên là Hà Công Bằng Bác Ái Thực Hành Hạnh Phúc Âm Truyền Đạo Tạo Hòa Bình. Đó Phúc là tôi nè. Anh lấy ví dụ đấy, anh thuật lại nguyên văn cái câu mà ông linh mục thường chửi anh khi đánh kêu anh khi đánh anh đâu. Ông nói là Phúc ở Năm Tinh là đi chơi với cái đám mà chữ thầy hay là ông quần giả bóp là cái quần giả, mà ông giả là ghê lắm, ông bệnh cái lỗ tai bên này ông đập vô cái lỗ tai bên kia là giả, là cái quần là bung cái lỗ tai luôn vậy đó. Linh mục mà ngày xưa đó khổ nhất á là nhiều khi đó là quê ngoại của mình thì ở dưới Vĩnh Thuận với Kiên Giang á, thì đó là nhỏ nhỏ mình đi đâu thì mẹ với hay dẫn mình đi theo để mà bồng mấy đứa em. Đó mà đi về đó mà đi xin tội bỏ ngày Chủ Nhật, thế rồi ông kêu đi ra bên hông nhà thờ đứng chờ đây, tưởng đâu về ra hả, là ông nắm cái mái tóc mình, ông gịch cái đầu xuống là đưa cái cần cổ lên, là ông lấy cái ống tre đó, là cái ống tre đó ông cắt ra một lóng vậy đó, bắt đầu ông gõ từ trên gõ xuống, đập giảm gõ nó, mình nó phải nói chứ gõ đó là nó phải nói chứ là đái trong quần luôn đó. Mà lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Thì mới cái 11, 12 tuổi, thì tôi nói là cái năm mà tôi mà được đào tạo mà để đi thi giáo lý giỏi đó, là cái năm đó là kêu bằng đó là ông quýnh giả mang, bởi vì do đó là khi mà ông bắt về mà để ông nuôi mà để ông dạy học đó là phải học thuộc lòng hết trơn, là không dám là không thuộc là quýnh kêu bằng đó là quýnh tàn sát. Mà ổng giờ còn không anh? Ổng chết rồi, tại vì ổng sanh năm 39, ổng là Augustino Lê Dương Tân, ổng sanh năm 39, chịu chức năm 1969. Nói chung ngày xưa ra, đó ngoài anh ra đó thì những người và những con thiên nhĩ khác có bị quýnh giống anh không ạ? Nói chung là ít, là tại vì thứ nhất là người ta đó là dạng giống như người ta chỉ đi cái thủ tục thôi, giống như đa số đó là người ta cái ngày Chủ Nhật là người ta đi lễ, giống như người ta đi trả nợ là nhiều. Còn như đó là ngày xưa đó, thứ nhất là mình không hiểu sao đó là mình cái lúc nhỏ nhỏ năm 75 thì khi mà giải phóng vô đó thì gia đình mình ở ngoài Cần Thơ mới giờ về đó để ở đó. Thì lúc năm 75 là khi mình vô mình học giáo lý đó là mình học rất là giỏi. Do đó đó là nó lạ đời đó. Nói chung là có khi mà ông đọc cái bài Phúc Âm ở trong nhà thờ mà ông giảng đó, là ông hỏi không ai biết trả lời, là mình trả lời được hết. Do đó ở trong xóm đạo đó là kể cả những cái lứa tuổi ngang mình hay lớn hơn mình đó, là ta gặp mình ta rất là nể, người ta nói ủa sao mà ông cố, tại ở dưới kêu ông mà ông cố không biết ngày nào kêu ông cha lắm. Kêu ông cố không à, đó ông cố ông hỏi cái gì mà sao mà mình cũng hiểu, chứ thì mình nói mình cũng chả biết nó. Do đó là bởi vì trong anh quay lại nói ba anh mà hồi nãy anh có nói với em trước ấy, là nói người đi đạo mà
ác á, mà đập đập nọ kia đó, anh có thể kể chứng minh để có con chiên bé bé đó. Không phải, anh nói thật luôn, cha anh ha, là thứ nhất á, là mình nói phải nói hả, là nói dùng cái từ lộ thuộc dạng là giả mang luôn đó. Nhưng mà con cái là anh nói là cái ngày Chủ nhật là cái ngày ám ảnh nhất trong cuộc đời anh, bởi vì anh nói là anh thoát ly được gia đình ngày nào là anh mừng ngày đó. Do đó đó là tại vì ngày xưa đó cái ngày Chủ nhật á, thì thường thường đó ở dưới quê đó là nó chia ra đó, là thí dụ như cái giới trẻ mà chưa có gia đình đó thì đi lễ chiều thứ bảy thế cho ngày Chủ nhật, nghe không? Buổi sáng á, là lễ cho gia trưởng, là mấy ông đàn ông có vợ á, buổi chiều là lễ cho hiền mẫu, là cho mấy bà. Thì thường thường đó là cái ngày Chủ nhật đó là cái ngày lễ buộc, là cái ngày ta bởi vì ta trong sáu điều răn hội thánh đó, là thứ nhất giữ ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ buộc đó, là cái ngày đó nếu đi làm việc xét á, là bị có tội là phải đi xin tội. Do đó cái ngày nó đi lễ xong là bắt đầu là từ ở ngoài đầu dàm đó, tại ở dưới là hồi xưa đó là nó còn là cái con kinh ông Hào đó, nó còn cái rạch kia đó, là nó kêu là đầu già, cái nhà thờ nằm ở ngoài đầu kinh đó đó, mà hãy đi lễ xong là bắt đầu từ đó ông nhậu dài về đó, nhà nào có đạo Thiên Chúa hầu như Chủ nhật nó cũng tổ chức ăn nhậu hết trơn á đó. Mà hãy ông nhậu đó mà về đó mà mẹ tôi bá nhận hay gì cái là ông cầm cái gì là ông phan cái đó đó, bất kể là có chúng hay không chúng, mà chúng mà lại có chết thì không, không chả quan tâm. Khiếp ừ, lắm. Trời, tôi nói là ngày xưa nè, ngày xưa năm 75 á, lúc mới giải phóng đó là à, là ông anh lớn của tôi đó, thì ông làm đó là ông làm xã đội trưởng, xã đội phó gì của ngoài xã đó, thì ông mới có đứa con đầu tiên, đứa cháu nội đầu tiên đó, ông cưng đó, rồi mà rồi làm thôi nôi cho nó mặn con chó, thì đó tôi đó tôi nuôi chó tôi thương đó. Thì đó là mặn con chó đó, là tôi không cho mặn, tôi cản, tôi khóc đó, là khi mà ở sớm người ta chấn nước con chó đó là ông thấy tôi khóc, ông thấy ông chấn nước tôi theo chó luôn mà. Ghê. Ông nói mày thương con chó quá đó là cho mày chết theo con chó luôn, là khi chấn tôi ngọt quá tôi chọi đầu lên lại cho ông lấy chân ông đạp đầu xuống. Mà mình tới chừng sau này tôi ngồi tôi quay là tôi mới nhớ, tức là biết bao nhiêu người mà sao người ta không can. Người ta vẫn để cho ông già tôi làm cái chuyện đó, mà tôi nói là tôi biết nếu mà ông già tôi là toàn ông chân, mà toàn chân có đạo ngôi đó đó. Ừ. Toàn chân, rồi tôi nói đi. Toàn chân có đạo ngôi đó, nhìn thấy anh bị nhấn nước vậy đó. Thì tại vì ngay chân bữa đó là đang bữa làm đám mà người ta lại người ta chơi nhấn nước con chó thì cũng đông người để đi dự lắm rồi. Rồi có mấy người bà quen với bà con với tôi là cũng ở đó là đang nhấn nước con chó, thì ông thấy tôi ông tránh nước dùng cho chó cái bên con chó thì bỏ trong bao, còn tôi thì ở ngoài thôi. Đó. Bởi vì tôi nói nhiều khi mình nói người khác có thể người ta nói thêm, còn nay là tôi nói ông già tôi nè. Nhưng mà đâu có một cái đó là tôi hãnh diện là mẹ tôi ba nói đó. Là mình đó để có cái mẹ tôi đẻ 15 đứa con thì đặc biệt là không có đứa nào thiếu một lóng tay. Đó, yeah. Nó tính là vẫn là trọn vẹn đầy đủ hết. Đó, thì đó là cái đó. Nhưng mà trời ơi, mẹ tôi là cái đạo theo thôi mà bà cũng cuồng dữ trời lắm. Bà gặp mấy bạn tôi làm cha và bà cầm bọp rồi, mà tôi kêu bằng thằng quá còn chửi rồi. bà nói mày hổn rồi con cha, mà kêu bằng thằng đó, trời ơi thằng này hồi xưa nó đi học, nó học dở chết bà đi, nó viết chữ to, mà lúc mà nó đi tu làm cha nó khổ quá, con ghét còn dẫn nó đi nhậu nữa mà. Có nghĩa là bạn của anh ngày xưa học là rất là dốt, nhưng mà lớn lên lại được làm cha thiên hạ. À, nhưng mà có một lần anh dẫn đi nhậu, nó gần sắp sửa được lên làm cha rồi đó, lên thầy sáu rồi đó, nó được đi làm cha phụ rồi đó, nó được lên bàn thờ làm lễ phụ rồi đó, và xong cái đợt anh dẫn nó đi nhậu nó về nó bị treo chén hết 2 năm chứ không. Lý do bị treo chén là bị đi nhậu hả? Đi nhậu á, tại vì nó đi ra khỏi chủng viện, nên ghé chủng viện đó, tại hồi xưa anh đi làm việc á là thường thường anh đi tới mấy cái chỗ chủng viện rồi mấy gác cửa rồi nó ngán lắm, rồi do đó là anh vô anh kêu vô cho gặp, rồi lúc đó nó còn làm thầy công, bây giờ nó làm cha công đó. Nó rồi sao mắc cỡ lắm, rồi nó đi ra cái dẫn đi nhậu về cái sao cái nó bị treo chén 2 năm, rồi gặp anh vẫn vui vẻ, mà mình nói trong bụng chứ mày cha chứ tao bây giờ đó tao vẫn kêu mày tao như thường à. Rồi anh có kể là lúc hồi bé là cứ 4:30 trẻ con phải đi nhà thờ mà anh không đi, chưa kịp đi cũng bị ba. Ồ, không phải đi nhà thờ, tất nhiên ngày xưa đó 4:30 sáng là phải thức dậy, tại lý do 5 giờ là nhà thờ giọng chuông. Yeah. Giọng chén, nhưng mà nguyên tắc ở trong đạo mấy ngày xưa đó người ta theo đạo không biết người ta tin cuồng thế nào, hãy nghe chuông nhà thờ giọng là ở tất cả nhà phải bật dậy đọc kinh. Thứ nhất là sáng 5 giờ, chiều đó trưa 12 giờ và chiều 6 giờ. Đó. À, nó kêu là như vậy đó, nhưng mà có một cái đó thì chủ yếu là giấc sáng thôi, thường thường ở nhà ở dưới quê đó thì sáng nào cũng phải đọc kinh sáng, rồi xong đó là tối trước khi ngủ đọc kinh tối, nhưng mà tối đó thì mình không nói đi,
Bởi vì do đó ở dưới quê đặc biệt đó là ngày xưa đó là dắt tối là không có được đi đâu chơi, chứ muốn đi ra đọc kinh rồi mới đi. Mà thường thường ở dưới quê thời đó chưa có điện à, ở dưới quê mình là như mới có điện từ năm 90 mấy hay gì à, nó 89 mấy chứ gì đó, tại vì mình đi khỏi quê từ năm 84, nhưng mà có cái là tỉnh thoảng là năm về 2-3 lần thôi đó. Mà nó mình mới kể cho nghe. Nhưng mà có cái đặc biệt đó là thường thường nhà anh em đông 3-4 anh em ngủ chung trong một cái mụn. Mà thường thường nó có biết là tuổi trẻ trẻ nhỏ nhỏ mà giác mà 4-5 giờ sáng là ngủ ngon dữ lắm. Mà ông kêu thích gì mà đọc kinh sáng, bữa nào ông thích là một là phan dép, hai là có cây có củi gì đó, củi là phan là gắt mùng hết vậy. Phan là để cho thức dậy đó mà đọc kinh. Bởi nãy tôi điện về cho anh em thứ 15 mới với tôi nói tao nhớ lại hồi xưa nguyên sao mà nó dã man quá, bởi vì con tao bây giờ cái ngày nào nó nghỉ học mà cho nó ngủ luôn, cái chừng nào nó muốn thức thức cho tao trả kêu đó, tao bù lại hồi xưa là tao bị hành hạ quá trời. Có nghĩa là mình trải qua rồi, cứ đang ngủ ngon lành cái nghe chuông giọng là phải dựng dậy để đọc kinh anh. À, đọc kinh, trời đất ơi, ta nói là đọc kinh, nói đó tất nhiên là giấc sáng là đọc kinh sáng á, rồi đó rồi tối đó là trước khi ngủ đọc kinh tối, nói chung ra là ngày còn giấc trưa 12 giờ, nhiều khi đi đâu á thì có ông già tôi đó thì hãy ông nghe tiếng chuông nhà thờ là dầu cho ông ở ngoài ruộng ngoài đồng hay chỗ nào ông vậy, nghe cũng nhà thờ là ông lột nón xuống là ông đứng là ông đọc kinh đó, ông là chủ tịch hội đồng giáo xứ, rồi sau này tôi đặt ông là chủ tịch hội đồng giáp xóm á, đi giáp xóm tôi kêu là chúng tôi hội đồng giáp sớm. mà anh hỏi ba anh cái câu mà ba đi đạo 80-90 năm ba ngộ được cái gì thì ba anh hỏi anh kể cho khán giả nghe đi. À, tất nhiên trước khi ông già tôi mất 2 năm, khoảng năm đó ông 88 tuổi, thì đó bây giờ tôi có hỏi ông, tôi nói bây giờ con hỏi cha nè, con cho cha là 8 tuổi cha đi nhà thờ đi, lúc đó cha biết cha đi nhà thờ đi. Rồi bây giờ 88 tuổi cha đi 80 năm rồi, với cha đi vào nhà thờ vì mục đích gì đâu, cha nói con nghe coi, hoặc là cha suy nghĩ sao cha đi vậy? Nói tao đâu biết gì đâu à. Thì đó giờ đi cứ đi hoài tới vậy thôi. Nó thích cái đó ông già tới đó, mà ông là một cái người đó là mình nó phải nói cho nói về kinh sách đó là ông cũng hơn ông cha nó đó, tại vì có những cái kinh đó là mấy ông cha không có thuộc đâu, kinh của hồi xưa đó là kinh của hồi thời mà mình nói là cái thời mà trước cái thời mà Ngô Đình Diệm đó kìa, tại vì ông nội của tôi đó là ông nội của tôi đó là nghe ông già ông kể lại thôi tới, chứ còn mình không biết mặt ông nội, nhưng mà nghe ông già kể lại là ông nội là chạy đi vào trong Nam này đó, là lý do là ngày xưa là cái thời bắt đạo của thời mà Thiệu Trị với Minh Mạng đó. Yeah. Do đó trong xóm tôi đó là kêu ông nội tôi bằng ông thầy Huế, tức là ông người Huế. Ông người Huế mà ông là dân Đâu Chỉ, ông nội tôi đó là cái bằng chân ông không có mang dép được. Đó. Dạ. Cái cha tôi sau này cũng giống nội tôi là cái chân ngón cái với ngón trỏ cái ngón cái của ông nó giống người nàng sung vậy đó. À, nó công vọng nha, nói cho không có mang dép được. Đó kêu là dân Đâu Chỉ đó. Thì đó thì tôi nói đó là theo mấy ổng theo thời nào không biết, mà có những cái kinh ngày xưa, với như tôi nói là có những cái kinh ngày xưa là tôi đọc tới cả những bây giờ những cái nhà thờ đồ ở trên Sài Gòn này đó là tôi đọc kinh mà tôi thuộc kinh là mấy cha là còn phải nể mà đó. Nhưng mà từ nãy giờ nói nhiều nhưng mà khán giả vẫn thắc mắc là nguyên nhân từ đâu mà anh bỏ đạo. Tất nhiên là nó có vấn đề như gì, tất nhiên là bà má vợ của tôi đó bà cũng rất sùng đạo. Nhưng mà cách đây khoảng gần chừng 20 năm đó thì có một cái bà là ở nhà ngoại cảm ở ngoài Hà Nội vô. À, chắc thì đó Phan thì biết Khang hả? Không phải, tôi không biết phải hay không, nhưng mà tại vì đó là tôi thấy che dù đồ là lộng dù đồ đó đón rước rồi về nhà đó, thì bắt đầu mới bày ra một cái bàn, thì bà mua một cái đầu heo về rồi lấy cái miếng mỡ chài chụp lên cái đầu heo và để bình hoa, rồi đó là đốt nhang đồ cúng rồi đó, rồi mua 2 lít rượu về cho bà này uống. Nói chung là tại vì tôi với nhà bà và vợ tôi ở cách nhau khoảng chừng 40 mét à. Yeah. Ở trong câu vậy đó, thì đó là tôi thấy ủa sao kỳ vậy ta, má mình đi nhà thờ hàng ngày mà những cái đó là trong luật công giáo cấm đó. Đúng rồi, tại vì là công giáo là nếu mà mình mê tín dị đoan là cũng phải đi xưng tội đó. Yeah. Tất nhiên là chỉ tôn thờ Chúa duy nhất thôi, chỉ tôn thờ. Cho em cắt ngang. Thực ra cái đạo công giáo mê tín bậc cố luôn, nhưng mà đúng, nó đúng. Cho tất cả những cái hình thức ở không phải của nhà thờ thì là đều nó quy cho là mê tín. À. Đúng, đúng, chính xác. Tại tôi nói là tôi học giáo lý là tôi phải hiểu những cái đó là mình mới dám đi thi được chứ. Yeah. Là cô biết không là ngày
Ngày xưa đó là khi mà tôi thi từ ở trong địa phương mà từ ở trong phường xã mà tôi ra tới thành phố Cần Thơ mà tôi thi với các địa phận là đâu phải vừa đâu, mình nói thật đó. Mà mình đó là tại vì bên cái giáo lý đó nó khác đó hơn là cái bên ngoài phổ thông, cái là tôi học giáo lý chung với những cái người anh lớn của tôi luôn, kể cả bà chị thứ năm là ông anh thứ bảy là bà chị thứ chín ông anh thứ tám là đều học chung tôi hết, mà không có người nào học giỏi tôi chứ. Ở bên giáo lý thì nó có phân lớp, nói chung là mình học được tới đâu, giống như đó là ngày xưa tôi học lớp 1 là tôi đã rước lễ dở lòng, lớp 2 là tôi tiêm sức rồi. Rồi tới lớp 3, lớp 4 phải học 2 năm nữa mới tới bao đồng, lòng với tiêm sức thôi chứ chưa có số người chưa có rước lễ bao đồng. Đó, như tôi là có rước lễ bao đồng này, rồi lại có nhiều người mà ta chưa rước lễ bao đồng, cho đó người ta cũng chưa có dám nói về vấn đề bao đồng là gì nữa. Nhưng mà mình nói đó thì để tôi kể cho đó, thì tôi mới thấy bà vợ tôi là bố sốc kỳ với ta. Má bà đi lễ với bà đọc kinh, tôi nói bà vợ tôi bà đọc kinh rồi chịu cơm luôn đó. Đọc kinh trừ cơm luôn. Cái đó gọi là cuồng hết thuốc chữa đó. Nhưng mà tôi nói ủa sao kỳ vậy ta, sao là đi làm đi thợ lại cái bà này, cái xong cái bà mới kêu mấy đứa em trong gia đình á đi xuống kêu hai vợ chồng tôi lên, nói có cái cô này đó là hay lắm rồi bà đang kêu thần thánh gì lên á, là bà hỏi rồi vô lên nó hỏi cái gì là bà nói. Cái tôi có hỏi mấy đứa em tôi hỏi cho bà kêu ai lên, nói trời ơi bà nói là cái chân miếng đất mình có con nhỏ này đó là nó tên là dạng giống như là nó tên Thảo, nó chết cách đây 300 năm rồi. Kêu nó lên để nói chuyện, tôi nói trời ơi tôi đâu kêu nó trời thần hay quỷ thần thánh gì hỏi chứ kêu quỷ ma lên làm gì. Thì từ đó tới giờ đó là bà rất ghét tôi là tôi đã phán câu đó. Rồi sao tôi nói trời ơi tôi đâu kêu ai hỏi chứ kêu quỷ ma hỏi làm gì, thì vợ chồng tôi không có làm. Thì xong hồi đó là dẫn cái bà đó đi ngang nhà tôi, là có một đứa em nó che dù nó cho bà đi thôi, thấy cái tướng bà này thì thấy tướng cũng tướng thì coi cũng được gái lắm rồi này nọ, mà không thấy mặt thôi, thấy bà chỉ vòng vòng vậy đó. Rốt cuộc nói là không làm giùm mà không có ăn tiền, nhưng mà bắt con nhỏ em dâu đó chở đi qua xì ba làm đẹp với đi sắm đồ với vé máy bay trên tổng cộng cách đây khoảng gần 20 năm đó, là lúc đó khoảng tốn hết 30 triệu. Cho cái bà nhà ngoại cảm đó. Cách đây 20 năm 30 triệu là có thể mua được một miếng đất rồi đó. Một đúng rồi, nhà, lớn lắm. Một căn nhà biết. Ở thành phố Hồ Chí Minh có thể mua được miếng đất ở tầm Bình Tân, ở ven ven thành phố đó. Thì đúng rồi, tôi nói là đó, thì đó từ lúc đó là bắt đầu là tôi thấy rồi. Tôi nói với bà xã tôi nói thôi má mà kêu bạn đó trời, tôi nói hồi đó tôi gửi cho Trần Ly coi mà ông Hồng Y Phạm Minh Mẫn ông lại ông muốn rượu với tôi là cũng ly như là bạn bè nè, để cho nhiều người khác đó, người ta gặp cỡ giám mục rồi khó, còn tôi là Hồng Y đó là Tết là mùng hai Tết là ra đây phải ăn cơm với tôi đó. Thằng hồi nó gửi cho Trần Ly cái hình mà tôi ngồi nhậu với Phạm Minh Mẫn là kêu bạn là Hồng Y, kêu bạn là Hồng Y thứ năm của Việt Nam mình đó. Giờ quay lại lý do cả nhà anh bỏ đảo. Tất nhiên là khi thứ nhất là không phải là gì hết trơn á, thì khi mà tôi là một cái người đó là thứ nhất là bà xã tôi bà thấy là mình về kinh sách hay giáo lý này nọ là quá giỏi mà sao tự nhiên là mình không đi, rồi bà cũng bắt chước bà không đi luôn, cái tới chuyện bà không đi bà nói trời công nhận từ lúc không đi nhà thợ giờ thấy nó khỏe gì đâu. Bà nói không có sợ cái vụ mà không đi cái phải mắc tội nữa, giờ không có sợ ai mắc tội hết trơn. hôm qua có em có bé ở dưới Xuân Lộc Đông Nai thế, từ hồi bỏ đảo giờ con thấy khỏe gì đâu không á. Trời ơi, tôi nói khỏi có lo lắng với mình, thấy cuộc sống gia đình nói chung á, mình nói phải nói là tốt nha. Tôi nói đó từ cái lúc mà mẹ tôi mất á, thì tôi cũng hơi bị sốc, tại là mẹ tôi mất á, là cách đây 8 năm rồi, thì ông già mới mất năm rồi thôi. Nhưng mà tại vì mẹ tôi mất rất là đông ngọc, mẹ tôi rất là khỏe nha. Không bệnh hoạn gì hết trơn á, bà mất năm 82 tuổi. Mà có cái đó là bà chỉ có đau bụng rồi dạng giống như là đi tiêu chảy thôi, mà trước khi chết là rất là tỉnh, vẫn là nói chuyện với tôi vẫn bình thường vậy, là họ là đi ra, nói chung là khi mà phát bệnh đi lúc chết mà lấy tới lúc mà hết biết gì khoảng tiếng mấy hồi chết thôi. Mà mẹ anh đúng là thực hiện đúng lời dạy trong Kinh Thánh là gì, đẻ cho đầy mặt đất á. Tất nhiên là cái đó có, cái đó là ngày xưa đó, cái đó là Chúa phán với Abraham hãy đi đến đất ta sẽ chỉ cho, ta sẽ ban cho con một dân tộc phi thường,
và vì con mà mọi dân tộc đều sanh đầy trên mặt đất. Ta sẽ cho con đâu con cháu của người đông như sao trên trời và cát dưới biển. Tôi nói về các phúc âm nè, tôi nói là nó nói dốc đủ thứ hết trơn nè. Tôi nói thứ nhất nè, tôi nói mấy đứa em tôi đó, tôi nói bây giờ đơn giản đi mày, ở dưới quê mình hay dùng cái từ đơn giản, tôi nói giống như mày đương cái rổ hay mày đóng cái bàn, có phải mày lựa cây tốt hay cái gì đó hay mày làm cho chắc chắn mày làm không? Nó nói đúng rồi. Tôi nói chúa con gì, chúa dựng ai dông hay gì à, thôi chúa dựng con rắn chi để cho nó dụ dỗ người ta. Tôi nói chúa gì dở vậy, chúa gì sao mà nó dốt vậy, thấy không? Ví dụ như dựng lên ông Mây mẹ già thôi đi đi tạo cái con rắn cho chạo cái Satan đi cho nó cám dỗ gì rồi xong để cho mang tội nguyên tổ. Mà tôi mới nói nè, tôi nói là chúa tới gần chết chúa vẫn còn nói dốc nè. Chúa nói dốc như nào anh? Chúa gần chết mà nói dốc như nào? Tất nhiên là chúa nói với cái thằng bị đóng đinh bên tả chúa, chúa nói là ngay hôm nay ngươi sẽ ngồi trên nước trời với ta, nhưng mà trong khi chúa chết rồi chúa xuống ngục tấu tông, chúa đâu lên trời đâu. À, vậy là chúa nói xả với cái thằng ăn trộm bên cạnh đúng không? Đúng rồi, tất nhiên tôi tại bởi vì tại sao tôi nói đó, nhiều người ta giật mình, ta nói tôi nói là chúa tới gần chết rồi tắt thở, chúa vẫn nói dốc, tôi nói dốc chỗ nào? Tôi nói đây nè, giáo lý ta hỏi nè, hỏi chúa Giêsu chết rồi chúa Giêsu đi đâu? Thưa chúa Giêsu chết rồi chúa Giêsu xuống ngục tổ tông để đem các thánh lên thiên đàng, vì từ khi ai dông và Adam phạm tội thì chẳng ai được lên đó. À, đó là trong giáo lý đó, đó là gì vậy, là chứng tỏ là chúa chết rồi chúa xuống ngục tổ tông chứ chúa đâu có lên trời đâu. Vậy là chúa xảo ke hả? Chúa xảo ke hả? Đó, tôi nói là chúa tới chết chúa cũng nói chết, chết đến cổ rồi vẫn xảo ke hả? Ừ, tôi nói đó bây giờ đó rồi thêm cái nữa nè, tôi nói ủa tại sao đó mà chúa là chúa rồi mà vẫn phải là mà cũng phải mang tội tổ tông rồi phải đi lại sông Gio Đăng cho kêu bằng đó là John Bautista mà để mà kêu bằng làm phép rửa hả? Làm phép rửa ở sông Gio Đăng. Yeah. Nhiều lắm. Gọi trong cái kinh cầu lễ, cái kinh cầu lễ là cầu cho những người chết ở trong đạo Thiên Chúa đó. Yeah. Có cái kinh đó là chúng con cảm ơn Đức Chúa Giêsu mà đã 33 năm mỗi chân những đi dạy dỗ chúng con, mà chúng con lấy đinh sắt đóng đinh cho làm vậy cùng nguyện một kinh Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi nói trong khi Chúa giảng đạo có 3 năm chứ làm gì có 33 năm đi giảng đạo đâu, mà kinh sách viết là 33 năm mỗi chân những đi dạy dỗ chúng con. À, tại vì nói tào lao không hả? Nói chung đây, tại vì trong kinh thánh nó nói ít, nhưng mà trong những cái kinh sách đọc hàng ngày đó, bởi vì ta nói tại sao lúc sau này đó nhà tôi mà cầu lễ đó, tại thường thường đó là tới cái ngày đám giỗ đó thì bên đạo Thiên Chúa thì hay có cái màn cầu lễ. À, cầu cho người chết đó, thì tôi không cho ca cái bài mà xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn mà ra qua chỗ u sầu đó. Chính vì công nghiệp đất nước đông chính mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nồng nâu vô cùng đớn đau. Tôi nói với mẹ tôi xuống quá ngục sao cứ xin Chúa dập tắt lửa hồng hoài vậy, tôi không cho ca bài đó. Anh hát thì sao lại, anh hát đó là anh hát chậm chậm lại xíu vậy, anh hát chậm chậm cái bài đó vậy. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn Maria qua chốn u sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đông chính mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau đó. À, tức là cái ý nghĩa của cái câu này là giờ xin Chúa là dập tắt cái lửa hồng đang nung nấu đớn đau cái linh hồn mà mình cần cầu xin cho họ đó, đúng không? Vậy là, đúng rồi đó. Vậy là người nào cũng bị đưa cũng bị cái lửa hồng nung nấu đớn đau vậy. Do đó là khi mà sau này đó là ở nhà tôi không cho ca bài đó. Tại tôi nói là sau này tới chừng thì tôi giải thích lại thì mấy cái người mà dạng giống như bu lão của địa phương đó, ta nghe ta nói mày nói có lý. Tôi nói ủa nếu mà bây giờ đó ca bài đó là chứng tỏ là mẹ tôi bị đưa xuống dưới là cứ lửa là cứ nung nóng hoài gì rồi chứng tỏ là mẹ tôi là không được lên thiên đàng sao? Do đó là ca bài đó tôi không cho ca. Còn nếu mà ca bài khác đó thì tôi cho cầu lễ, mà tại từng cầu lễ tôi không tham gia, tại vì lý do mà nó mấy cái kinh đó mình thuộc như cháu rồi, còn mấy bả tôi sần chết thì để giữ linh hồn cũng phải cầm cuốn sách đọc chứ tôi không cầm. Đó tôi nói thật đó, là kinh sách là nếu có những cái là tôi quên, nhưng mà hãy ai gợi ý đọc thêm vài câu là tôi thuộc liền. Rồi anh có tin là thế bây giờ anh có biết mẹ anh và ba anh bây giờ đang ở đâu, ông thiên đàng hỏa ngục hay luyện ngục? Trời ơi, tôi nói thật luôn á, mình nói phải nói chứ khi mà mình nghe về cái kinh Phật rồi đó mình mới biết rồi đó, người ta nói kêu bằng đó là ngũ uẩn giai không và thân tứ đại trả về cho tứ đại mà chứ có cái gì đâu. Rồi trong cái bài hát của Trịnh Công Sơn thì các bộ giới và các bộ mà trong đạo Thiên Chúa có cái ngài sức cho cũng nói câu đó nghe.
Cái ngày lễ sức cho đó, ông cha ông lấy cái cho ông sức lên trán mình, ông hãy nhớ mình là các bụi sẽ trở về các bụi, chứ ông đâu có nói là mình sẽ là trở lên thiên đàng hay xuống quan ngục đâu. Đó rồi tôi mới thế kể nè, bây giờ đây là tình này nè. Thế là bây giờ lộ ra là con chiên nhưng mà lại khoái nghe kinh Phật hả? Đúng rồi, nói chung đó là tôi nghe thuyết pháp là nhiều lắm, tất nhiên là ông thầy, nhưng mà tôi tâm đắc nhất là ông thầy Thích Từ Thông đó, ông năm nay 97 tuổi. Đúng rồi đó. Thầy Thích Từ Thông đó thầy. Thích. Ông đó là hiệu trưởng của trường Phật học đầu tiên của Việt Nam mà sao phóng, mà ông là của hiệu trưởng của là trước thầy giải phóng luôn đó. Dạ. Ông đó là ông nói rồi rất là hay, là mình thấy là rất là thực tế luôn. Đúng. Tất nhiên là ông nói không có lại thằng nào, không có cầu xin thằng nào, con nào nó cho mình được cái gì hết trơn á. Thầy đó là thầy lên án những cái hình thức mê tín dị đoan lắm á. Ừ, ông nói rất là hay, với phần ông nói mình cảm thấy đúng nè. Ông nói giống như đó, ông Phật Thích Ca vẫn từng có ngai vàng điện ngọc, từng có vợ đẹp con xin, mà ông bỏ ra đi tìm cái chân lý mà bây giờ nó mình xin ông không có cái gì ông cho. Đúng rồi. Rồi bây giờ tôi nói đơn giản, tôi nói Chúa nè, bởi vì tôi nói đó là nói cho mình kinh sách nó dốc chỗ này, nên là tôi nói là mình tạo hình ảnh Chúa giống mình, chứ không phải nói là Chúa tạo hình ảnh mình giống Chúa có hình ảnh đâu mà tạo giống Chúa. Chúa do con người tạo ra. Đúng, thì bởi vì tôi mới nói đó là mình phải nói ngược lại, đó là mình tạo hình ảnh Chúa giống mình. Đó, đúng không? Tại vì mình tạo cho Chúa giống hình con người, chứ thực tế Chúa đâu có hình hài gì đâu, tôi nói là chứ đứng kêu bằng nó là vô hình mà. Tại vì đó là thấy ông hỏi người ta hỏi chứ hỏi chứ Đức Chúa Trời ở đâu, thưa Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, chẳng có nơi nào mà không có Đức Chúa Trời mà. trong giáo lý nói gì mà hỏi trời đất muôn vật bởi đâu mà có, thưa trời đất muôn vật bởi Đức Chúa Trời tạo thành mà có. Thấy không, hỏi ta làm thế nào mà biết có Đức Chúa Trời, thưa ta nhìn xem trời đất muôn vật và trật tự la lùng trong vũ trụ liền biết có Đức Chúa Trời là đứng tạo thành gian bài mọi sự nọ. Thuộc cái cháo nha. Bởi vì mình không phải, nếu mà nói về giáo lý Phúc Âm đó tới đoạn nào tôi chứng minh đoạn đó cho coi là dạng giống như trong Phúc Âm nè. Còn thêm một cái nữa, trong cái ngày lễ có cái kinh cáo mình, thì cái kinh cáo mình nó có cái đoạn cũng giống như á là bên đạo Phật á, là mình thường thường mình phạm tội vào ba nghiệp thân khẩu ý, đúng không? Thân khẩu ý thì bên kinh cáo mình có chứa là tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, không? Và cùng anh chị em tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi, là lúc đó tôi là đấm ngực đó. Tôi cứ đè đấm ngực, lỗi tại tôi mọi đằng đó. Đó là đấm ngực đó. Thế dạo này anh Phêrô Hồng Phúc có hay đấm ngực như vậy nữa không? Thật ra nói là 20 năm nay rồi không đi nhà thờ, thì bởi vì nhiều khi kinh sách cũng quên chút đỉnh, nhưng mà hãy nhắc tới đâu là nhớ tới đó. Có người nghĩ là nhớ. Rồi bây giờ đề nghị Phêrô Hồng Phúc cho biết, bây giờ Phêrô Hồng Phúc có biết là ba mẹ Phêrô Hồng Phúc đang ở hỏa ngục hay luyện ngục hay thiên đàng? Nói. Nói chung cái đó là mình nói phải nói chứ, cái đó là không ai biết, tại vì người ta đã nói rồi. Bây giờ tại vì bên Thiên Chúa nó có cái câu á, là nó chỉ có hai đường thôi. Một á, là lên thiên đàng, hai là xuống địa ngục. Nhưng mà tôi nói thật luôn, năm 75 đó, là lúc đó đó, khi mà tôi có học cái chữ nho đó, thì đó là tôi đã biết rồi là không có thiên đàng địa ngục rồi. Chính xác. Tại vì tôi đã nói là thiên đàng địa ngục là ngay tại trần gian này chứ không có đâu hết trơn á. Anh và ba anh nghe thầy Pháp Hòa thì thầy Pháp Hòa cũng nói nó chỉ là một cái trạng thái thôi, chứ không phải là một cái nơi hiện hữu. Đúng rồi. Với thêm một cái nữa đó, là do người ta suy nghĩ và vẽ vời ra, và giống như đó, đơn giản đi, giống như ông thầy Thích Từ Thông hay nói một câu đó, xưa bài nay làm. Đúng rồi. Thôi, chứ thực tế đó, tôi xin lỗi luôn á, bây giờ đây là tôi hay nói ở nhà tôi hoài, từ xưa là tôi nói bữa nào gia đình mình vui vẻ ha, gia đình hòa thuận, đồ ăn uống vui vẻ là bữa đó mình hưởng thiên đàng đó. Đó là thiên đàng đấy. Còn bữa nào mà gây lộn, mà tôi nói hồi xưa là nhà tôi là cứ tới ngày Chủ Nhật là địa ngục đó. tại vì ông già tôi, ông đi lễ về đó, thường thường người ta đi làm lễ sẽ lâu lắm, có tiếng hồ à. Mà từ ngoài nhà thờ lại bộ về nhà tôi đó khoảng chừng 20 phút là cả tiếng rưỡi là về tới nhà, mà ông đi từ sáng tới chiều mới về tới nhà là ông xỉnh mềm hết trơn. Rồi cái là ông đi dài dài lắm, ông đi lễ nhà thờ chánh tà, là ông đi tà mới về đó, chứ không phải tòa. Còn xưa là tôi kêu là nhà thờ chánh tòa, phải không? Còn ổng thì ông nói tao đi lễ nhà thờ chánh tà, là ông đi tà, là mới về.
Nhiều khi mình, tôi nói là nhiều khi mình nói người khác thì có thể người mình là ta nói, mình nói thêm nói bớt, còn tôi nói ngay chân gia đình tôi luôn, không nói đâu xa. Kể cả mấy bà chị tôi bây giờ nè, mấy bà mà đi về với đám tiệc gì mấy bà ngồi riêng bàn hay bắt đầu mấy bà trách móc tôi, mấy bà nói tao rất tiếc cho một cái thằng là từng đại diện cho bằng giáo xứ mà đi thi giáo lý giỏi khắp các nơi mà bây giờ nó lại phản đạo. Tôi nói câu là tôi chưa có, tôi chừng nào mà tôi đứng, tôi ngày xưa mà nhỏ tôi không biết, còn bây giờ chừng nào mà lớn mà tôi đứng lên tôi thề tôi sẽ vô đạo, tôi trung thành với đạo, rồi bây giờ tôi nói tôi bỏ đạo mới gọi là phản, cho tôi đâu có thề tôi vô hay tôi có đăng ký vô nào. Tôi nói kể cả nè, có cha đây nè, tôi nói lúc cha tôi sống tôi nói kể cả có cha nè, tôi có đâu có làm đơn tôi xin vô tôi làm con cha đâu, không? Tại vì cái nghiệp nó dẫn tôi vô làm con tôi phải chịu thôi, chứ còn nếu cho tôi lựa chọn dứt khoát tôi không bao giờ tôi chọn làm con trong gia đình này. Lý do, Cho nên phải hả? lý do. Tại vì lý do tôi thấy nó quá khổ đi. Nhưng mà bữa nay tôi nói cho chàng Lê biết luôn, khi tôi đi khỏi địa phương là năm 84 thì năm nay là cũng tính ra là cũng gần đúng rồi 40 năm rồi còn gì nữa. Ba mươi năm rồi. Thì tôi nói thật luôn, ngày xưa năm 75 tới 78 đó, bao nhiêu xứ khác nó qua xứ tôi nó làm thuê làm bước. Mà tôi đi gần 40 năm thì tôi quay trở về đó là không có cái xứ nào nghèo bằng xứ tôi. Lý do tại sao nghèo? Lý do là đạo Thiên Chúa không? À, lý do là thứ nhất là sao? nhưng Thứ mà nhất á, anh nói cụ thể hơn tại sao đạo đây Thiên đây Chúa? đây, tôi kể ra. Thứ nhất á là nó đó là đi vô nhà thờ đó đa số đó là dòm ngó với nhau nhiều hơn là về cái niềm tin. Thí dụ như tôi có làm cái gì bậy bạ mà tao biết đi, đi ra bắt đầu tới chuyện nó ra khỏi nhà tao sẽ sợ nó sợ thằng đó mẹ mới hôm qua hôm kia. Thí dụ mình nói nó nói cái cách mà vui chơi đi, nó mới đi uống bia ôm rồi bữa nay mà đặt cũng đi lên rước lễ nữa, thấy không? Thì giống như nó xấu nhau chưa? Tại thường thường ở bên đạo Thiên Chúa đó là tao nói là phải giữ mình trong sạch mới được lên rước mình Thánh Chúa. Tại vì bên 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 đạo cái gì cũng là thánh hết trơn, mà mình thánh máu thánh chúa rồi bạn thánh rồi cũng thánh rồi các bạn là cái gì cũng thánh đó. Do đó là mình nghe là cái gì cũng thánh hết, bởi vì do đó là bởi vì ta nói là trước khi rước lễ đó 1 giờ đồng hồ là không được ăn uống gì hết đó đó, chứ đừng có nói tới mà phạm tội. Rồi thứ hai nữa là sao, hỏi hỏi cái gì cũng có chúa lo đó. Tại vì trong 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 phúc âm nó có bài phúc âm chúa nói đó, các ngươi hãy coi đi, chim trên trời và những con chuột ở trong hang đó không có kho dự trữ, không có kho lẩm, mà cha của các ngươi trên trời đâu có để nó đói ngày nào đâu. Kể cả tổng tóc trên đầu các ngươi rụng xuống là cha trên trời cũng biết, nó chúa rảnh giữ hang điếm tóc ta rụng luôn, phải không? Hả? Thấy chưa? Bây giờ tôi nói đó, đến hỏi thằng em kế tôi. Nói theo ngôn ngữ người Nam Bộ là chúa rảnh háng thiệt chứ. Là ta nói là cái thằng em kế tôi nè, thằng thứ 11 mà ta nói nó cuồng đến nỗi hả, kêu bạn nó nói cái gì á là nó cãi, nó nói cái gì cũng là chúa ban không, mà tôi nói chúa ban con khỉ, chúa ban khỉ. Rồi bây giờ đó mày ngồi không đi, tôi nói đó giống như ông Phật ông mày nói một câu đó, ông không cho đệ tử ông nào mà giỏi đi, bây giờ đó đổ dầu trên mặt nước đi, mày nói mày giỏi đi, mày niệm đi, chừng nào dầu nó chìm xuống dưới đó là nói là kêu bạn đó là có thần thánh đó. Rồi đúng cục rồi. Đá mà thảy xuống dưới đất đi, mày niệm nó nổi lên đó là có thần thánh đó. Đúng rồi. Ừ chứ trời đất ơi, mấy chúa ban cái gì mà bây giờ tao nói nè. Nhưng mà bây giờ đó nhà mày cũng làm ruộng, nhà tao cũng làm ruộng đi, mà bây giờ đó mày làm xong đó mày bỏ, mày đi ra nhà thờ mày cầu nguyện hoài đi. Rồi bây giờ đó mày không gãi phân, mày không ấy đi, rồi chúa cho mày có bông có trái không? Giờ đừng đi học, đừng có đến học cô giáo, đừng bệnh, đừng đến bệnh viện, mà chúa cho biết chữ, chúa cho hết bệnh đi. Nói như anh lấy cái câu Đức Phật nói đó, giờ đổ dầu lên trên nước rồi mày cứ cầu, mày dầu chìm xuống hoặc ném cục đá xuống biển rồi mày cầu mà cục đá nổi lên đi, tao tin. Đấy, thế mà như tao nói là cái hoàng đó là không có, đây là ông anh tôi ở bên Mỹ cũng vậy, trời ơi, ông cũng cuồng, tao nói ngang, ông điện về, ông cho ổng á, thì ổng muốn nói với tôi mà ông nói không lại, ông không dám nói, phải không? Nhưng mà có cái ông kêu tôi là anh phiên ngồi, anh ngồi dịch sang phải giúp em giúp. Rồi rồi được rồi, dạ dạ dạ. Ổng kêu tôi phiên thằng em thứ 15 ở dưới quê á, ổng nói mày điện thoại về dưới mày la đó, đừng có bài đặt nghe Phật pháp Phật đồ nó nghe tùm lum hết trơn nha. Nó ủa nó nghe Phật pháp mà gia đình nó vui vẻ, gia đình nó hạnh phúc mà làm sao mà cản nó được. Đúng rồi. Bắt đầu cái tôi quay qua tôi thuyết pháp cho ổng nghe cái bài vợ ổng nghe. Yeah. Tại vì ổng đặc biệt có cái ổng cuồng mà vợ ổng là theo đạo Phật. Vợ ổng là người Hoa, do đó là theo đạo Phật.
À, cái vợ ông nghe vợ ông khoái quá, vợ ông nói ê Phúc ơi, mày là mày đăng đàn thuyết pháp được rồi đó Phúc à, tại vì tôi nói là về tam quy ngũ giới tôi cũng biết bát chánh đạo là tôi đọc rò rò là phải không, tứ niệm xứ, tứ vô chánh, tứ như ý tốt, tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần nè, phải không, về cho bằng đó ba bộ phẩm chợ đạo, nói chung là những cái kinh của Phật tôi đọc ra là tôi diễn giải được. Dạ. À, chứ không phải nói mà mình nói mà không diễn giải được đâu. Đó. Giống như có cái bài sấm mà nói là Đức Thích Ca xưa ở lầu đài niệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Thấy không? Người ta nói cái bằng Phật thành được, chúng sanh thành được, mà thánh với phàm cũng một bổn lai khác nhau, kẻ tỉnh người sai với ai thì cũng ngay đủ hình à. Đó đó mình nói, nói nhưng mà trong kinh thánh thì bảo là các ngươi không được gọi ai là cha, vì các ngươi chỉ có một cha trên trời, thế sao cha anh lại để cho anh gọi ông là cha? Trời ơi, ta nói đó, bởi vì ta nói Chúa nói là ta là đường, là sự thật và là sự sáng, ai đi theo ta sẽ không được, sẽ không phải bị tối tăm, phải không? Yeah. Rồi thứ nhất là các ngươi phải tôn thờ ta hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Đó. Nếu mà nói là cái mặt là nói về về bên Chúa là thứ nhất là tôi nói là tôi nói ủa không có tại sao đó, là thêm cái nữa cái vụ mà Chúa mà đây là tháng này là tháng ăn chay của trong đạo Thiên Chúa là gần tới lễ phục sinh nè. Yeah. À, tôi mới kể nè, tôi nói đơn giản nhất đó là mình nói tại sao mà nó đi ăn chay rồi xong xuôi hết trơn mà Chúa đi thua quỷ, sao nó dẫn nó kêu là biến đá thành bánh đi ăn, rồi nó dẫn lên trên cái đền thờ thì cao, nó kêu lại nó đi đó, rồi nó sẽ cho mấy cái đó, rồi cứ đuổi người ta, nói là con người ta sống không nguyên bể bánh còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra, thì bởi vậy bây giờ tính ra mấy linh mục nó dùng mọi lời Thiên Chúa để nó dốc nó sống không, thì do đó sống bằng lời Thiên Chúa, đúng rồi. do đó kinh thánh đó là nó cái đó, để mà diễn giải kinh thánh tôi diễn giải cho nó thấy không, nó hủy người ta. Có khi nào anh hỏi cha anh là ủa sao kinh thánh cho gọi cha mà sao cha con mình lại gọi cha con? Trời ơi, ta nói là những bởi vì tôi nói mà bởi ta nói là Phật có tam năng và tam bất năng, thì bên đạo Thiên Chúa cũng vậy đó, cái người nó cuồng rồi đó mình nói hồi đó, bởi vì tôi nói cái đạo Thiên Chúa nó rất là dữ đó, mình nói hồi đó là mình nói bậy đó. Trời, tôi nói là qua đấy tôi kể lại cho cái dân cái xứ đạo đó mà năm 78 đó là nó xém giết cha tôi, mà toàn là dân xứ nguyên xứ đạo nha, mà có những thằng con đỡ đầu của ổng nữa. Yeah. À, lúc đó đó là tại vì thường thường ở xóm đạo nó có cái đất thánh. Yeah. Đất thánh là cái đất thánh là để chôn xác chết, bởi vì tôi nói là cái chân chủ nghĩa địa nó cũng kêu đất thánh đó, cái gì cũng thấy à. À, đó thì lúc đó đó thì cô biết không, à, thường thường đó là đất ở dưới quê đó thì thường thường đó là cỏ nó mọc. Yeah. Thì cỏ nó mọc hoài đó thì ông già tôi ổng là chú đồng giáo xứ, mà thời đó là còn kêu là hội đồng giáo xứ chứ chưa phải kêu hội đồng mục vụ như bây giờ. À, thì ổng mới thấy là nó cỏ nó mọc hoài mà bằng cũng cực quá đi, ổng với ông phó chủ tịch hội đồng giáo xứ đó là ông chú chú bác của gia đình tôi nè, mới súng với nhà đó là cuốc cái gốc cỏ nó lên, tại thường thường cỏ ngay chân chủ mấy cái đất sánh đó là cỏ chanh không à, nó có cái củ, nó có cái rễ đó cô Ly đó, thì do đó nếu mà không cuốc nó lên đó, thì nó dễ mọc lại lắm, thì ông già tôi ông cuốc lên ông mới lấy lúa ông rải thay vì cỏ mọc để cho lúa nó mọc đó, thì đó là nó đỡ hơn. Châu đó coi không biết nó đồn nó biết làm sao, nó nói là ông già tôi là cuốc mồ cuốc mã để xạ lúa ăn á, tối đêm đó hả nó tập trung nguyên một cái họ đạo lại, nó để dừa son nồi với thùng phi đồ để dưới ghe, tại thời điểm đó còn đi ghe chứ chưa có đường lộ như bây giờ, chưa lộ xe như bây giờ mới giải phóng à, đó là nó đi gần tới nhà tôi hay nó dỗ trống rồi nó dỗ nồi dỗ son ầm 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 ầm, nó lấy tầm dông giặc nhọn nè búa nè nó lên, nó kiếm ông già tôi đi giết, mà lúc đó là nhà tôi đóng cửa kín mít hết trơn, thì lúc đó mình còn nhỏ mình chỉ hé cửa sổ rồi coi thôi, cái thằng mà con đỡ đầu của ông già tôi đó là nó cầm cây tầm dông giặc nhọn ha, nó kiếm ông già tôi không có, thì đó là còn cái thằng mà tôi kêu bằng bà con cũng dây anh đó, là thằng đó là nó hỏi chứ nó kêu ông già tôi bây giờ nó tính đâu, mà nó kêu là bằng cậu đó nghe, nó kêu tên không à, ông tin đâu ra đây à, ai chỉ đạo cho ông tin quốc đất thánh, thì đó mẹ tôi ba trong nhà thì cha tôi lúc đó kêu nó phải nói cho ông muốn đái cho quần luôn, ông đâu có dám lên tiếng. Ừ. Đó thì đó là mà mẹ tôi nói đấy là toàn con chiên với nhau mà à, con chiên không đó, thì lúc đó ông anh thứ bảy tôi đó ông đi chơi về, thì ông anh thứ bảy tôi đó thì cái tướng giống già tôi, lúc đó ông anh thứ bảy cũng lớn, thì cái thằng cha kia ông giơ búa lên tính đập. À,
ông dơ búa lên tính đập đầu đó, nhưng mà tới chuyện dòm lại là không thấy ông già tôi, rồi thôi không đập. Ghê. Rồi sau đấy là mẹ tôi mới nói là ông cha Tân á, là chỉ đạo, thì cái thằng mà kêu cha tôi bằng bỏ đó, nó nói đi ra tìm cha Tân, nếu cha Tân chỉ đạo nó đâm cha Tân như thế này, bắt đầu nó lấy cái tầm dông nó đâm vô cây chuối của một người già cô ở nhà tôi một cái, nó đâm cha Tân như thế này, đâm cái là cây chuối gãy xuống liền. Ghê. Đó. Ghê, bởi vì tôi nói là bởi vì tôi nói anh ơi, qua cái vụ việc của ba anh ấy, của cha anh ấy, mà bị cha anh là một người chủ tịch hội đồng giáo xứ mà còn bị giáo dân trong xứ như đối xử như vậy đó, thì anh có thể tưởng tượng được là cái thời ở Bùi Chu Phát Diệm chúng nó dã man, chúng nó moi gan mổ bụng những người yêu nước đó anh. Tôi nói cái đó là cái chuyện gì chứ, chuyện đó là mặc dầu tôi không biết, cái chuyện đó tôi tin là tôi nói là dân Thiên Chúa này nó hung dữ mà nó ác ghê. Bởi vì tôi nói đó, bữa nào mà tôi giả bộ tôi chọc với anh em tôi chơi nè, tôi nói bữa nào tôi về dưới ở nhà tôi mở ra cửa tôi đăng đàn thuyết pháp, bởi sớm nó xuống để giết tôi liền. Có nghĩa là anh mà đăng đàn thuyết pháp về Phật pháp hoặc là nói tôi nói về cái mà là Phật pháp, là tôi nói là cái mà là Phật đã tới lai rồi, tôi nói chừng nào gấp một năm trời rồi ta giác sức lệnh là tới lai ta giác chặt, đó là kêu mà đó là tôi nói là ta là Phật sắp thành rồi, đây là nó giết liền. Ghê nhỉ. Nhưng mà giờ họ biết anh lên kênh em, họ có giết anh không nè? À, nói chung đó là thứ nhất là tôi vợ tôi ở Sài Gòn rồi, nhưng mà bắt đầu là ngày thứ hai này tôi về dưới nè, nhưng mà thường thường tôi về là tôi chỉ giáo dục mấy anh em tôi là để cho sống tốt thôi. Tôi nói thứ nhất là mình không đi nhà thờ, nhưng mà có một cái đó là mình cảm thấy nó vui vẻ, nó hạnh phúc, là nó không có giống như lặp lại cái vết đỏ của cha mình là ok. Đó giống như tôi là tôi thấy trường hợp của cha tôi đó là tôi rất sợ rồi. Tôi nói thật, nó thứ nhất là cha tôi đó như vậy mà tới ngày cha tôi mất ha, là cái thằng chủ tịch hội đồng giáo xứ vô nó hỏi chứ có báo cha sở không. Tôi nói thôi bây giờ ổng hồi xưa giờ ổng cũng làm việc ở đây cũng biết thôi, báo cha sở đi, xong nó mới quay vô nó hỏi tôi chứ chừng nào liệm. Tôi nói 11 giờ đêm liệm, tại cha tôi mất 4 giờ chiều thì tôi nói 11 giờ đêm liệm. Cái nó 11 giờ đêm cha không cho đâu, tôi nói không cho thì thôi, tao đâu cần nó vô. Lúc đó là tôi giận rồi. Cái xong nó suy nghĩ sao, nó động, tôi nói thôi vậy mày về đi, thằng đó là nó thế già tôi mà nó cũng về em. Nó về em mà nó cũng khoảng gần 70 tuổi rồi, tôi nói thôi vậy mày về đây khỏi. Xong cái nó thôi được rồi, để em đi báo về sau đó rồi đây. Thì gốc cột á, thì nó quay lại nó nói là chừng nào liệm là ông cha đó chỉ đạo cho phép cho định giờ liệm là mới liệm. Nó thôi vậy thôi, tao đã nói là cha ông già tao chết là quyền của tao. Để cho bây giờ đó tao muốn liệm chắc tao liệm, tại lý do mày hỏi đó, anh nói thật mày luôn là tao cũng tôn trọng chứ thôi, chứ tao chả cần thằng nào hết trơn á, được tao nó xin lỗi mày luôn. Ừ, mấy thằng đó là con khỉ như tao kêu bằng thằng không à, chứ không có thằng nào mà cha hay linh mục con mẹ gì trơn á. Có à. Người có con chiên nói anh là quỷ sa tăng kìa. Ủa, thí dụ như cái người nói sa tăng gì, biết chữ sa tăng là gì không? Ủa tại sao Satan vẫn có thiên thần Lucifer cũng là thiên thần vậy? Trời ơi, anh nói thật em luôn á, cái người ta rủa mình á là tại vì người ta mang cái tánh quỷ, người ta mới thấy con người ta quỷ. Đơn giản. Yeah. Đúng không? Yeah. Thí dụ như mình là thú, mình mới nghe được tiếng thú. Phải không? Chứ còn mình là người với nhau, mình nghe tiếng người. Còn bởi vì em thấy không, nhiều khi đó mình không phải nói chứ, cái những người trong đạo đó là hãy mở miệng ra, nó nguyền rủa chứ nó chúc giữ, giống như Chúa hở là chúc giữ với nguyền rủa à. Thấy không, ta sẽ ném người vào đó, nơi đó là sẽ khóc lóc và nghiến răng. Có một con chiên cuồng nó sủa nè. Thằng khách mời này, tao hỏi mày là có bao nhiêu người bất mãn với Kitô như mày hả? Trả lời nhanh. Yeah. Cái này là không phải bất mãn mà nói lên sự thật và nói lên chân lý. Thấy không? Bây giờ đơn giản đi, bên đạo Thiên Chúa có nói giờ là về vấn đề là ban đầu sanh lão bệnh tử không? Cái này em cho em cắt ngang xíu. Cái này đề nghị chiên cuồng hỏi thằng linh mục Martino Nguyễn Bá Thông á. Nó nói là cứ có một người tại Hoa Kỳ, cứ có một người bỏ có một người trở lại đạo thì có 6 người rời bỏ giáo hội. Mày ngu không nghe được, mày không nghe được tiếng người hả? Hay là thằng Nguyễn Bá Thông nó nói tiếng chó mày không hiểu à? Rồi tiếp tục. Mình nói thật luôn á, mấy thằng này nó chưa biết đây, từ hồi đó tôi gửi cho Trần Ly, để Trần Ly cho tụi nó coi cái hình là kể cả là ông Phạm Minh Mẫn nè, ông cha Xuân nè, rồi đó là ông cha Hương là ở tất cả họ đạo này, rồi cha phụ tá đồ này, nó cha bề trên rồi này, đã tới nhà tôi ăn cơm với tôi hả?
bà già tôi ha, với bà già vợ tôi, mấy đứa lại hung nhẫn nhẫn đưa nhẫn cho tôi không hùng à, tôi chỉ bắt tay thôi. Thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là hay có cái màn đó là rót nước sánh uống, tôi không cho vợ già tôi là vợ con tôi là không uống à, tức là có mấy gia đình kia là mỗi người ta là uống cốc cốc rồi, nhưng mà gia đình vợ con không uống gì, chứng tỏ là đợt rồi đó là tại mấy cái người uống tôi thấy cũng chả có được cái gì mà tôi không uống chả mất cái à. Mà Không, nước thánh đấy lấy ở đâu? Đừng nói lấy ở mộ Trương Bùi Diệp nha. nước thánh đó là nói chung á là bà má vợ tôi đó là bà hay đi hành hương lắm. Trời ơi, tôi xin lỗi Trần Ly luôn, tôi có mấy cái mà cái bằng là ban phước lành mới nói thiệt tình, mấy con chiên nào đó mà nói giỏi cỡ nào giỏi chứ chưa chắc có phép lành tòa thánh như tôi à. Tôi có cái hai cái ban phép lành tòa thánh, một cái là của ông cái bằng John Paul đệ nhị và một cái của ông Francis sau này. À, mặc dầu là tôi không đi 20 năm chứ mà tên tuổi tôi gửi qua bên tòa thánh là cho ông Phạm Minh Mẫn này đi qua bển là đi về dẫn sách cho tôi, một cái là kêu bằng đó là Đức Cha Francisco ban phép lành tòa thánh cho anh Phêrô Cao Phúc đàng hoàng à. Chứ đừng có đùa nghe, còn mấy con chiên mà bà đặt nó đã xin lỗi chứ có được được cái tay phép lành tòa thánh chưa. Lúc nào anh lấy anh khoe ra cho mấy đứa này nó À, tại vì cái phép lành tòa thánh của anh treo ở dưới nhà anh ở dưới Cần Thơ đó, để ngày mốt anh về Cần Thơ anh sẽ điện Zalo với dưới cô và giáo mở. Trần Ly Ok anh. à, đó về dưới là lại để cho thấy cái nhà tôi là kiểu bậc đó qua thờ Chúa nó còn nhiều hơn là cây nữa đó. Hồi nãy anh có nói là cái xứ của anh ngày xưa là giàu, những nơi khác họ đến họ làm mướn, mà sau đó bây giờ anh quay về thì nơi nào nghèo bằng cái xứ của anh? Mà lý do anh nói là lý do nghèo là do cái đạo Công giáo, nhưng mà anh có thể nói cụ thể hơn tại sao lại do đạo Công giáo mà Thứ lại nhất nghèo? là họ đó là quá đê cuồng tính, là dạng giống như đó là tất cả là họ nói đó là có gì có Chúa lo ha. Thứ hai nữa đó là nói về cái vấn đề mà ăn nhậu này, nói về cái tệ nạn đó là người Công giáo nhiều hơn. Tại cái đó tôi nói thật, tại vì thằng em tôi bây giờ nó đang là trưởng ban gia ngấp của đó mà mà nó là đạo Thiên Chúa đó, nhưng mà có một cái nó cũng cả chục năm nay không đi nhà thờ rồi, nhưng mà nó làm trưởng ban gia ngấp đó là cũng mấy nhiệm kỳ rồi đó. Không đó là tôi thỉnh thoảng tôi về dưới á, tôi thỉnh thoảng tôi về dưới tôi cũng cho mà giống giống như quà từ thiện, thì tôi cũng dặn nó là dạng giống như mình kêu những cái người mà đa số đó hỗ trợ cho những người ngoại đạo nhiều hơn đó. Cái đó là nói sự thật, tại vì lý do là sao, người ta chịu khó người ta làm ăn, giàu cho người ta chịu khó làm ăn mà người ta khổ hay người ta ấy này nữa, mình giúp mình vẫn vui. Còn cái kiểu này đó là nó không có chịu làm, mà tôi nói thật luôn hả, trời đất ơi, ở ở dưới mà là cái nhà nào mà có đám đám tang một cái mình xin lỗi luôn, là nguyên cái khu vực đó hầu như nó không ăn cơm nhà. Đến ăn ké hả? Đến ăn ké lắm. Đến ăn ké với thứ hai đó, tại thường thường mấy cái nhà mà có đạo Thiên Chúa đó cách 1 tiếng 2 tiếng phải cầu lễ một cái à, cầu lễ đó là kêu mà lấy năm năm dấu thánh mình Đức Chúa Giêsu chia ra làm 6 phần đó mà để cầu lễ đó à. Bởi vì tôi nói là ngày xưa tôi đã nói cái vấn đề đó nhiều rồi, tôi nói cái vấn đề đó mà bữa trước có một cái người lên trên Trần Ly có nói rồi đó. Tôi nói thí dụ như ông già tôi là ông Năm Tinh, ông chết sao không cầu cho Năm Tinh mà cầu cho Giro là cha não đâu, không có tên gì đâu mà không có tên Tây tên Tàu gì không à. Tôi nói ủa sao nghe mắc rồi vậy, mà sao không cầu tên cho cha tôi mà đi cầu cho Giro lại. thì mà đâu phải cầu một mình Phêrô đâu, mai mốt là ví dụ như có năm, bữa đó có năm ông Phêrô, có năm cái linh hồn có tên là Phêrô thì nhập đập nhẹp lại cầu luôn năm linh hồn Phêrô. Bởi vì tôi nói nó dốc đủ thứ hết trơn, bởi vì sau này đó khi tôi biết vậy đó thì nói chung là cách đây khoảng hơn 10 năm là tôi mới vô trong bệnh viện đại học y dược, tôi làm cái giấy hiến xác cho khoa học, phải không? Tại vì tôi thấy rồi, tôi nói là cái con người của mình á, rồi ngày xưa là cứ tưởng đâu là chết, là bởi vì tôi nói tại sao ở ở dưới xứ tôi đó là ngày xưa có những người đó là ông già có đạo Thiên Chúa hay là mấy người lớn tuổi có đạo, còn mấy mấy đứa con không có đạo, tại lý do gần chết để xin vô đạo để được chôn đức thánh với mẹ chứ á. Chứ không có hiểu đạo, không biết đạo ngày nào chứ, tại có những cái lúc mà cấp bách á là không cần phải có ông linh mục, mà tôi là người có đạo
rồi đó tôi cầm một cái chén nước lại là tôi giả bộ tôi nói là làm phép giơ tay như vậy rồi tôi rửa tội cho người đó rồi đặt cho nó cái tên thánh rồi xong là coi nó như là có đạo là chứ khi là chung là coi có đạo đó để chung đất thánh là chứ không có mẹ chứ đỡ phải tốn tiền mua đất hả? Thứ nhất cái thứ hai nữa là tại vì đó là cái được chôn đất thánh đó thì đó là nhiều khi có người đó người ta ở nhà cũng đâu có đất để chôn nó cười lắm rồi cho đó tôi nói ủa hồi đó mình nhỏ nhỏ mình không biết cái đó sự thật mình không biết tại ông già tôi ông chuyên môn ông đi giữ linh hồn cho cái người chết cái người sắp chết đó là gần chết rồi ông lại đó là ông giữ cho người ta chừng nào tới chết tới chôn xong ông mới về. Cái đó gọi là giữ linh hồn hả anh? Cái đó gọi là giữ linh hồn đó, cái mấy cái đó là tôi gặp lắm, bởi vì trước khi ổng chết đó, bà chị tôi ngồi giữ linh hồn cho ổng, mà ổng chết bà chị tôi không hay, mà tôi chập ông bài là trước khi ổng chết tôi chập, tại ông già tôi trước khi ổng chết ông tỉnh lắm, tại vì ổng là hết pin ổng chết thôi chứ không có bệnh. Mệt đó, mình già đó mình cũng có hiểu Phật pháp vậy đó, tôi nói chưa có ai như tôi dám khuyên ông già mình đó, hả cha ơi, theo như con biết sách Phật đó, là nói cái người gần chết đó, là tất cả các lỗ chân lông đó, nó bị xé ra là nó đau giống như là cái con rùa mà bị người ta lột sống vậy đó. Rồi cha có thấy là cha có đau đến gì không? Nếu cha đau đến gì thì thôi cha nín thở cha chết đi cho khỏe. cái cha lại thì ông nói không. Ông nói không. Ông nói cha thấy bình thường à, không có đau đến gì hết trơn á. Tôi nói rồi thôi vậy không gì không sao. Rồi xong cái nhiều khi cái tôi cũng đi ra nói chung là tại về có cái bà chị thứ 9 bà kế tôi đó, bà Hạnh là tới Phúc đó. Bà cuồng dữ lắm là bà cầm cái cuốn sách bà đọc kinh suốt vậy không à. Cái lâu lâu vô cái thì nói chung tôi cũng hay giỡn. Tôi hỏi chứ cha còn sống hay cha chết chưa? Ông nói chưa biết nào chết trước nào mà mày. Tại vì ông thấy tôi nhậu quá rồi tôi xỉn vô là tôi hay nằm kế tôi ôm ông rồi tôi chọc ông á, ông nói chưa biết nào chết trước nào à. Chứ mà ông già tôi là trước khi chết còn hơn gần chưa, trước khi chết còn hơn gần nửa tiếng là vẫn còn tỉnh vậy đó. mà 2 năm cuối đời là cha anh cũng hay nghe Phật pháp à? Không, tất nhiên là không hay nghe đâu, mà tôi kêu có thằng em thứ 15 á thì nó tại vì nó không có thời gian nó nghe nhiều. Nhưng mà nó nghe thì nó chỉ thích nghe ông thích Pháp Hòa, thì ông thích Pháp Hòa ông đa số ông giảng ông nói về cái cuộc sống thực tế trong gia đình. Phải không? Chứ ông ít có giảng về những cái cao siêu về dạng giống như là không có giảng về giống như pháp cú hay pháp hoa hay lăng nghiêm. Bởi vậy cho nên em thích nghe thầy Pháp Hòa đó. Do đó ông thầy Pháp Hòa, chứ ông thầy Pháp Hòa là dân Cần Thơ tôi biết, mà ông xíu học chùa Khánh Quang Cần Thơ Đại Đô Bình tôi gạch lắm. Anh kêu em của anh là nghe hả? Tôi kêu nó nghe thầy Pháp Hòa, chứ còn tôi là thường nghe, thường thường tôi nghe mỗi ngày ông là tôi nghe chút để lễ bắt đầu tôi mới sàng lọc. Thì đầu tiên á là tôi nghe ông Thích Thiện Sưng á, là ông ở Củ Chi đó, ở chỗ mà tu viện Linh Thú đó. Thì tôi nghe ông đó giảng là để nghe tiếu cười chơi thôi, chứ tôi không có cảm nhận gì hết trơn á. Đó, rồi xong là tôi mới nghe qua tới ông thầy Pháp Hòa, rồi tôi nghe ông Thích Chí Minh, rồi tôi nghe ông dạng giống như là ông chủ trì chùa Pháp Tạng, ông Thích Chí Huệ đó. Tại đó ông giảng thì ông cũng hay đọc thơ, ông đọc thơ vô thì ông cũng đạp với bà là tôi đó, là tôi là nếu mà ai mà bàn luận về thơ văn là tôi thích lắm. Thứ nhất là thơ tình đó, nói về thơ tình của Nguyễn Bính với Xuân Diệu hay là đây đó là của Đoàn Thị Điểm hay Hồ Xuân Hương là tôi thuộc lắm. Rồi cái người em của anh là còn đi nhà thờ không, cái người mà vẫn anh khuyên nghe đã nghe Phật pháp? Không, thằng đó bây giờ tại đây bây giờ nó làm trưởng ban dân áp ở dưới rồi, đó là gần cả chục năm nay rồi nó cũng không đi nữa. Nói chung nó cũng mới không đi chừng 5-10 năm nay thôi, từ lúc nó làm chính quyền tới giờ nó cũng không đi nữa. Giờ nó đang làm nhiệm kỳ thứ hai, hết nhiệm kỳ bắt đầu qua nhiệm kỳ thứ ba nữa rồi. Rồi ba anh thì mẹ anh mất thì anh từ lúc mẹ thì mất lâu rồi, thì từ lúc mẹ mất có bao giờ anh đi xin lễ cho mẹ không? Không, tôi không đi xin, mà tôi cũng dặn thằng em thứ 15 đó cũng không xin luôn đó, ai ở nhà mấy bà nào xin đi, mày đừng có bỏ tiền ra, mày đi xin vô ba cái chuyện đó vô ích vậy, rồi thà là mày lấy cái tiền đó tôi giả bộ tôi nói nào, mày lấy tiền đó mày đi uống bia ôm mày còn giá trị hơn đó. Đúng rồi đó. Anh nói vậy đúng đấy. Tôi nói nó vậy luôn á, nói chung đó là mình không phải nói là tốt lành, nhưng mà tám tôi là tôi cũng ai mà nói sự thật cái này đó là tôi thích lắm, tại vì lý do đó là thật thì nó chỉ có một thôi. còn nói dối thì nó nhiều lắm. Nói như anh đúng, kể cả cái chuyện đi bia ôm người ta tưởng nó vô bổ và nọ kia, nhưng mà
đem tiền đi xin lễ chẳng tha đi đi uống bia ôm còn vẫn có ích hơn đó. Trời ơi, tôi nói đó, tôi nói đơn giản đi, tôi nói giống như nói là Chúa nhân từ, ông mẹ về ngày xưa nội giống như là mà thấy mà mấy cái người đổi tiền là mấy người lực sĩ với pharisee rồi đổi tiền là thánh Jerusalem đó là bệnh dây thần đánh đổ rồi của người ta, bởi vì tôi nói tôi làm ba cái chuyện tầm bậy tầm bạ không, mà trong khi đền thánh Jerusalem ta xây mấy trăm năm mới xong đó, ta phá đền thánh này trong vòng 3 ngày ta xây lại, hỏi chứ không nó không ghét, nó không tìm cách giết sao được. Đúng rồi anh. Nó rồi hồi xưa đó thì lúc mà tôi mà chưa có mà bỏ đó thì nói chung tôi hay nói chơi cái này, tôi nói ủa Chúa nói Chúa chết Chúa chuộc tội cho người ta mà không ngờ Giuđa bán thì làm sao mà bị giết, mà trong khi đó kết tội là Giuđa bán Chúa là cứ bằng kết tội nặng là sao vậy, Giuđa không có Giuđa bán Chúa Chúa đâu chết đâu đó là chuộc tội cho người ta mà đổi nói Giuđa phạm tội thế à, bởi vì tôi nói là Giuđa không có tội à. Giuđa phải có công. Đó rồi tôi nói cũng vậy đó, tôi nói nếu mà bây giờ đó phong thánh cho là 117 các thánh tự đạo Việt Nam thì phong thánh cho luôn là kêu bằng là Minh Mạng luôn hay Thiệu Trị gì đó là lý do tự đức gì đó, tại lý do nhà mấy ông đó giết rồi mấy này mới được phong thánh. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đó, cái tôi nói đó là những cái gì khi tôi nói nó nói nếu thằng nào mình nói phải nói chứ. Còn thằng nào nó muốn chửi gì đó là xin lỗi luôn á, gặp đối trách mà nói mà cho bằng là chứng minh được đó. Tôi nói tại vì bà tại sao xin lỗi luôn đó, thường thường đó người ta nói cái gì cũng dị dân, nếu mà nói theo khoa học nói là phải chứng minh được, đúng không? Yeah. Chứ còn anh nói anh chứng minh, tôi nói đơn giản đi, hỏi bây giờ tôi nói theo sáng thế trí nè, tôi có nói là có phải là nước dưới đất cây này nọ cái bầu trời này có trước Chúa không, tại vì trong sáng thế trí Chúa nói nè, từ nguyên thủy đã có ngôi lời, tại vì nói ngôi lời là Thiên Chúa mà, thấy không? Rồi xong là tôi đọc cái phần sách thế ký cho chị đi nghe, mà cái này lâu lắm rồi tôi chỉ nhớ đoạn này. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời là Thiên Chúa, thần khí Thiên Chúa bay là đà trên mặt nước, Chúa mới phán ánh sáng hãy bắt ra khỏi sự tối tăm, đó, thấy không? Và Chúa mới thấy đó là tốt đẹp, mới đặt đó là ngày thứ nhất. Ngày thứ hai Chúa mới phán là nước hãy tách ra đất liền, thì phần nước Chúa nói là biển, phần đất liền là đất, thấy không? Rồi ngày thứ ba tôi nói là giống như tạo dựng trời đất là trong vòng 6 ngày, trong vòng đó là cơ bản đó là 5 ngày, đó là 6 ngày vậy đó, rồi ngày thứ sáu mới dựng nên con người, ngày thứ bảy chú nghỉ việc gọi là ngày sa bát đó nè. Mình nói mà nói cho vậy là mấy cái kia nó có sẵn rồi, chú mới dựng vậy là làm theo rồi, vậy chú đâu có trước nó đâu, vậy nói chiếu tạo dựng trời đất sao dựng được nè. Có người nói anh nè, sao Ly em nó em hỏi anh mới đây xem nhà anh còn ai chưa bỏ tà đạo này không, anh nói chuyện rất hay và có ý nghĩa. Nói chung là mình khuyên người ta đó thì nếu ai biết mà nói đơn giản đi, bởi vì người ta nói là giống như nhà Phật nói mà ăn nấy no ai tu nấy chứng, hay không, cái bậc đó là ta nói là cái bậc đó chuyển thân từ xấu quá cù, mình tu không được ai tu cho mình, thấy không? Người với con đồng sinh cõi tạm, mà con với người cũng ở tạm dân gian thôi đó. Do đó mình nói ai đó, thí dụ như mình nói mà người ta cảm nhận được thì đó, bởi vì tại sao là Đức Phật nói đó, giống như bữa hôm Trần Ly có nói rồi đó, Đức Phật nói là chớ vội tin, dầu cho lời đó lời của thánh hiền mà chớ vội tin, dầu đó lời đó là lời của cha ông mình nói lại chớ vội tin, dầu cho lời đó là có nhiều người nói hay là lời đồn, thí dụ mình nói rất nhiều cái nhưng mà hãy cảm nhận thấy có hiệu quả thì hãy tin, thấy không? Chứ còn thí dụ như mình tin, tôi xin lỗi luôn á, nó không phải nói chứ là giờ mình nói cái tin kính đi, tôi tin kính Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng, không tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là có một Đức Chúa cha cùng là Chúa, chúng tôi là bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đề quan phong siêu Philato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và chết và cho bằng là xuống một tổ tông, ngày thứ ba người sống lại như là thánh kinh, tất nhiên thánh kinh cho sống lại mới sống, chứ đâu phải Chúa sống đâu, thấy không? Ngày thứ ba người sống lại như là thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, mà tại sao không ngự bên trái mà ngự bên hữu? Bên hữu là gì? Bên trái là gì? Bên đạo Thiên Chúa có giảng giải được bên hữu với bên trái chưa? Lý do căn cứ vào cái vụ mà bị đóng đinh đó là nói cái thằng trộm cướp là bên trái là cái bằng là chửi xài xể, rồi từ đó cho bên trái là bên phản, rồi bên phải là đúng đó, chứ thực tế là nói bên đạo Phật là không có trái không có phải. Yeah.
Dạ, không có trắng không có đen. Lần đầu tiên anh mới giải thích mà đúng đấy. Tại vì cái lúc mà Jesus chuẩn bị đóng đinh thì hai thằng ăn trộm, mà hai bên thì một thằng thì sai sẻ Jesus, còn một thằng thì được gọi là được lòng Jesus, đúng không? Mà cái thằng bên trái hả? Cái thằng bên trái đâu có, thằng bên trái nó sai sẻ. À, cho nên bây giờ quan điểm là bên trái là xấu hả? Ở bên trái là cái bằng bên phải. À, bên là kêu bằng là chửi Chúa, còn bên phải là nói thôi mình bị đóng đinh như vậy là đúng rồi, tại vì mình có tội đóng đinh đúng rồi, còn ông này ông đâu có làm cái gì nên tội đâu. Rồi xong cái là ngươi đó là ngươi là biết là dạng giống như ngay đêm nay ngươi hãy ở trên nước trời cùng với ta, với cha ta, với cha ta là ai mà ta là ai đó. Bởi vì tôi nói đây nè, bởi vì tôi nói giống như cái nói Đức Chúa Thần, để Đức Chúa Thần lại chim bồ câu. Thế kia bồ câu là chơi bồ câu rồi chứ tại sao mà có thiếu gì cái mà chú không lấy hình hài ra mà cứ lấy hình này hình kia. Tôi nói giống như cái vụ mà môi xe mà thấy bụi ra trái mà kêu bằng ở mà sa mạc Sinai đó cũng chết quá nha. Không? Tôi nói giống không à. Phê-rô. Em cũng thấy vậy luôn, có khán giả đề nghị Phê-rô nói chậm lại một xíu cho khán giả kịp nghe. Đó giống như mấy đứa cháu tôi bây giờ đang học giáo lý nè, tôi nói mười tay ơn Chúa sáng giáng xuống dân Ai Cập tụi con có thuộc không? Nó nói còn mà tụi con không nhớ, mà là tôi đọc là thứ nhất nước quá máu tươi, thứ hai ếch nhái tràn lan, thứ ba rồi mũi châm chích, thứ bốn lận chí tung hoành, thứ năm ung dịch hoành hành, thứ sáu ung nhọt ghẻ lở, thứ bảy mưa đá hại to, thứ tám cào rào cào châu chấu, thứ chín tối tâm phủ ngập, thứ mười giết con đầu lòng. Thấy chưa? Mười tai nạn mà Chúa giáng xuống cho dân Ai Cập đó là thấy khủng khiếp chưa, mà đó là tôi đã nói rồi. Tôi nói ủa ông hồi xưa là chỉ có Pharaon á, là kêu bằng á, là lúc ông Môi-se và là ông Aaron á là đi lại gặp mà Pharaon á là để xin cho dân Do Thái mà ra khỏi Ai Cập thôi, mà Pharaon cản không cho, là ông giết con Pharaon mà đi giết hết trên tất cả con Ai Cập, mà con đầu lòng kể cả con súc vật luôn nha, chứ không phải là con của người đâu nha. Thế thì Chúa nhanh lành lắm mà anh. Thì đó, bởi vậy rồi xong nó trốn. Và tới chừng mà khi mà quân Ai Cập đuổi theo và đi qua biển đỏ là cái bằng cho nước ập lại, cái bằng là sát nổi lên bên đó chứ. Chúa rẽ nước ra đúng không? Chúa rẽ nước cho dân Chúa đi, xong rồi Chúa ụp nước lại rồi chôn vùi hết. Chôn vùi hết trơn đó là cái bằng đó rồi xong phải không? Đưa dân Do Thái đi ra sa mạc ở 40 năm trường. Nó bất mãn quá trời, lúc ông Môi-se lên núi Sinai để lãnh 10 điều răn ở dưới này, nó đút con bò á thờ. nó đúc bò, nó nói quan hô thượng đế Chúa ta là con bò vàng. Bò sen từ trên núi xuống thấy tức quá, về quăng hai tảng đá xong cho rắn độc ra cắn chết biết bao nhiêu đồng chú, mới kêu đúc tượng rắn nhìn lên, ai bị rắn cắn nhìn lên tượng rắn rồi hết. Thấy nó giống không? Thấy nó gì cho cái ớt chưa? Mà kinh hãi nhất là cái vụ mà Chúa giết sạch con đầu lòng của Ai Cập, kể cả con đầu lòng của loài vật. Đúng rồi. Em hỏi anh, trước có một tên khát máu nào ở trên trần gian này làm chuyện đó ngoài Chúa? Chỉ có Chúa làm. Đúng, bởi vì tôi nói đó, bởi vì tôi chứng minh là những cái là Chúa nói là kêu bằng đó, là Chúa rất là kêu bằng đó, là mình nó phải nói chứ, nếu là tại vì mình nói cho nó quen miệng như thôi chứ không có thằng nào nó ác như Chúa. Đúng vậy. Ví dụ cho đơn giản đi, mình có thể nói là con người có thể là gây thù với mình có thể mình giết, nhưng mà mình nó giống như con chó nhà tôi nuôi tôi cưng đó, mà ông già tôi mạnh để mà ăn thâu nôi cháu nội, ông là con cháu mà nó mà tôi khóc đó là tôi còn thương, là tôi khóc tôi bằng là ông có nhận nước theo hơn con chó luôn đó. Mà mình giết thì mình ví dụ như anh nói mang tiếng là giết người tập thể, có những tên cuồng sát mà giết người tập thể thì cũng chỉ giết giỏi lắm 100 người, Chúa là giết triệu người. Chúa thì... Bởi vì tôi đã nói rồi, tôi nói nếu mà bởi vì tôi nói là vấn đề hung dữ với nói dốc là này nọ, tôi nói là tôi nói thẳng luôn đó. Tất nhiên là tôi mình nói là nói gom chứ thực tế là đúng luôn, là tôi thấy chỉ có đạo Thiên Chúa là nó là hung dữ nhất luôn. Tại vì tôi đã nói rồi mà dùng thứ mà nó ăn mà cái bằng là mình là dạng giống như đó, mình ăn đồ chín thì dầu cho mình cái ăn thịt mình cũng nấu chín đi, chứ còn này ăn thịt sống uống máu sống cái gì không hung dữ. Đây mình ta chính là của ăn và máu ta chính là của uống. Người ăn này chẳng bị đói khát chi là người uống máu này sẽ được tinh trong.
Mọi người không. Kêu mọi người nói anh nói rất là hay, nhưng mà phải chi anh nói chậm lại xíu để cho mọi người. Dạ, xin lỗi, đúng rồi. Bởi vì thấy mà ai mà bạn tới mà nó không nói chứ ai mà bạn tới kinh sách hay gì đó làm giống như nó đúng cái hệ thì sao đó, nói bằng là nói quá lại. đề nghị Phêrô Phúc nói chậm lại thiếu. Rồi đó, thấy không, tôi nói là kêu bạn đó là đây mình ta chính là của ăn và máu ta chính là của uống, người ăn bánh này chẳng bị đói khát chi và người uống máu này sẽ được tinh trong. Vậy bây giờ cứ chỉ có ăn thì tứa là no rồi, khỏi cần đi làm. Thì đó, bởi vì tôi mới nói đó. Ở đó bây giờ mình nói là cái người nào đó, con chiên nào, hay xin lỗi tôi nói thật luôn á, ông cha hay ông linh mục nào đó là lại nói với tôi đi đó, kêu bằng đó hỏi chứ tại sao đây nè. Đơn giản lúc mà ông cha ông nói là kêu bằng đó, đại chiên thiên chúa đây đứng xóa tội trần gian, phúc giai đến được dự tiệc chiên thiên chúa. Ông nói xong ông cầm cái bánh đó cũng là bánh mình máu thánh chúa, ông nhai rớt vậy, còn trong khi ông đút cho giáo dân là bắt phải ngậm chứ được nhai, nói đó là nhai là bị phạm sự thánh. Mà ông thì được nhai à? Ổng nhai mà nếu mà có micro là mình nghe là rớt luôn á, tại vì cái đó là bánh tráng nè, bánh tráng không men thôi chứ không có gì chứ á. Trời ơi, tính đâu cái gì. Sau này hả? Sau này đó bà xã tôi bà đi qua tới bên Roma, bữa nay bà mua về cho mà gần mấy kilo, tôi nói bà đi vô nhà thờ, dù khi hết bánh ông nhắc cho mọi người chút xíu, nào bà mua về cho mấy kilo, tôi ngồi tôi ăn muốn no bụng luôn kìa. Nếu mà đi tới vậy thôi. Mình chờ vậy đó. Nhưng mà em sợ là nếu mà những cái người bà con trong họ hoặc làng xóm mà đấng cuồng á, mà biết Phêrô Phúc lên kênh Trần Ly thì thua luôn, có khi lại không đâu. Nói chung á, mình nói thật luôn á, thứ nhất á là mình á là cũng tu ra thì tôi có hai cái quan niệm, dầu cho đó là mình không có tôn giáo nào đi nữa, thứ nhất là mình làm cái gì đừng sai pháp luật chứ đừng trái lương tâm là tôi không sợ ai hết trơn á. À, cái đó là tôi nói sự thật, là tôi nói là kể cả ông trời tôi cũng không sợ, chứ đừng có nói ông chúa hay là ông gì đó. Tại vì lý do đó là mình đâu có, mình nói đúng, nói sự thật. Thứ hai nữa đó là mình thấy cái lương tâm của mình nó không bị cắn rứt thì đâu có gì đâu mà phải ngại đó. Ở trong này có một con chiên cũng mới nghe kênh em mà tỉnh, thì mà bé này thì đang trẻ mà mới tỉnh đây thôi, anh có gì nói với bé đó không? Bé cũng đáng tuổi con cháu mình thôi. Thì đó, thì tôi nói đó, nếu mà những ai mà học giáo lý đó thì tôi sẽ phân tích ra những cái giáo lý đó, là nó nói những cái đó là đa số là mình thấy nó, ví dụ như mấy đứa nhỏ thì nó không biết, thì có thể là bị mấy người ông cha hay thầy hay bị mấy bà sơ đồ đó dẫn giải thôi, chứ còn tôi nói là giáo lý đó là nghe chặt lắc hết trơn à. Đó tôi nói đơn giản nè, đó tôi nói hỏi chứ đó, giống như người ta hỏi chứ là bí tích rửa tội là gì nè, bí tích giải tội là gì nè, tại vì đạo đức Chúa Trời có 7 phép bí tích. Thứ nhất là phép rửa tội, thứ hai phép thêm sức, thứ ba phép mình thánh chiếu, thứ bốn là phép giải tội, thứ năm phép sức dầu thánh, thứ sáu là phép diện chức thánh, thứ bảy là phép phân phối, đúng không? Rồi thương người có 14 mối, thương xác 7 mối, thương linh hồn 7 mối đó. Thì tôi nói là ví dụ đó, tôi nói là nói về mà mấy đứa học giáo lý bây giờ xin lỗi luôn đó, là nó thuộc cho là cỡ nào đi, tôi cho là kể cả nó học hết trơn các lớp đi, nó bắt đầu nó chuyển qua nó học kêu bằng là dạng giống như là giáo lý kêu bằng nó kêu tiền không nhanh đó. Nó cũng nó mình không có nói hay chứ là không không hơn tôi nói, tại vì thứ nhất đó, là bây giờ nó không học thuộc lòng được giống như mình ngày xưa đó. Còn ngày xưa đó là tất cả là giáo kinh sách giáo lý là phải thuộc lòng hết đó, chứ đâu có đơn giản đâu. Còn bây giờ đó mình nói đó là nếu mà ai ngộ được sớm đó, thì đó là nó giải thoát thôi. Mình nói đơn giản đi, giống như là người ta nói là chẳng có ai mà kêu bằng chối mình hay ai buộc mình, là tự mình chối buộc mình thì tự mình gỡ ra thôi. Đúng không? Giống như tôi vậy thôi đó, là giống như mình nói là đơn giản để gia đình tôi đó, là mình bây giờ đó là ở họ đạo ở dưới, mà kể cả không phải là ở trong cái xứ tôi bây giờ đâu, kể cả cái xứ mà ở ngoài Cần Thơ mà trước giải phóng nữa kìa, nói tới nhà tôi mới, tại là ông già tôi là ông làm là bên là ông chồng đó, bây giờ kiểu có người ông chồng đó là bên hội đồng giáo xứ, là ông làm từ hồi trước năm 75 năm mà.
Do đó là tôi rất là rành về trong cái này, nhưng mà có một cái là thực tình mà nói luôn là bởi vì trong sách già Phật có câu đó, người ta nói là lúc còn trẻ lại ngu si chừng thông minh được, là khi đã già bây giờ ngộ ra già nó uổng gì đâu. Bây giờ tôi tiếc đó, thật tình mà nói, bởi vì tại sao là tôi tiếc cái thời gian mà tôi biết cái vấn đề về bên 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 mật pháp này nó trễ quá, bởi vì do đó là bây giờ thời gian rảnh là hầu như là tôi mở các kinh Phật pháp là tôi nghe mấy ông thầy thuyết pháp suốt. Không, anh đừng có hối tiếc, bởi vì anh có học, anh có là được đi thi giả đi hả, được học nhiều về kinh kinh thánh nó kia, thì anh mới nhận ra được những cái sai trái, những cái vô lý của nó, và bây giờ anh mới có cái cơ hội để anh thấy là Phật pháp nó như thế nào, và anh mới mới thấy là Phật pháp thì hay mới nhiệm màu như như nào chứ. Còn nếu không có khi anh vẫn cứ, có rất nhiều người họ bên đạo Phật họ nghĩ là bên bên đạo đạo nào cũng tốt là vì vậy đó. Không, cái đó đó cái đó là nhiều người đó người ta sai lầm, là cái câu đó là đạo nào cũng tốt, dạy ăn hiền ở lành. Mà tôi nói xin lỗi luôn, nhiều người ta nói cái từ ăn hiền ở lành chứ chưa hiểu hết cái từ ăn sao mà hiền mà ở sao lành nữa kìa Đúng rồi. đó. Đó tôi nói đó, tôi hay hỏi nhiều người nè, coi cái bộ phim mà dạng giống như Võ Tắc Thiên đó, mà có ai mà cảm nhận được mà khi mà bà Võ Tắc Thiên bà nghe kêu bằng đó là thuyết pháp xong, bà nói được bốn cái câu mà tại sao bây giờ tất cả các chùa đều lấy bốn câu đó tụng đầu tiên trước khi khai kinh không? Anh nói bà nói câu gì anh? Đó, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giả Như Lai chân thiện nghĩa. Đó. Mà bây giờ mình dịch ra tiếng Việt đi, Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, muôn đời khó gặp đâu dễ tìm cầu, con nay nghe thấy được gì tụng chân nghĩa Như Lai nguyện hiểu sao. Đó, tôi nói đó, nhiều khi mình nó nói chứ đó, nhiều người coi phim đi, nhưng mà khi mà tôi coi đó, tại sao là tôi cảm nhận ra được là bà Võ Tắc Thiên bà nói được bốn câu đó, thì mình mới thấy đó là Phật pháp vô bằng, đó là mình nghe được tới đâu đó mình mới ngộ tới đó thôi, chứ còn nó phải nói chứ cả đời của mình tới chết đi nữa là mình ăn xong mình nghiên cứu hay mình tìm hiểu cũng không bao giờ hiểu nổi nữa chứ. Tại vì nó mà thí dụ như tôi nghe ông thầy đó ông giảng cái đó rồi lâu lâu tôi nghe lại đi, thì mình khi mình nghe lại lần sau đó mình cái hiểu mình sẽ khác nữa, cũng giảng nội dung cũng ông đó ông giảng nội dung đó mà khi mình nghe lại lần sau mình thấy nó khác liền, nó hay là nó hay chỗ đó đó. Trời ơi, ngày xưa nói thật với Trần Ly hả, tới tới mùa chay này là tới mùa, mà tại vì lý do đó là mỗi một năm nó có hai mùa, mùa vọng và mùa chay đó, mà thường thường nó trước mỗi một mùa đó là phải có 4 tuần để chuẩn bị tâm hồn người giáo hữu, người ta gọi là mùa chay là 4 tuần đó hả, phải đi nhà thờ để nghe mấy ông cha giảng phòng, mới xin lỗi luôn đó, mấy ông giảng rồi chứ ông giảng mà nếu mà cho mình nằm ngủ ngủ nó đã gì đâu luôn, nó buồn ngủ. Mình mới nói một câu á, mới xin lỗi luôn, bây giờ mình nghiệm lại hả, trời ơi bây giờ nó phải nói cho mình giảng còn nghe hấp dẫn còn hay hơn mấy ổng nữa, mấy ổng cứ đọc Phúc Âm nó sao ý xong cái nghĩa, đem nó ý diễn nghĩa giải. anh ạ, nó ý nghĩa. Còn nghe mấy cái bên nhà thờ em thấy chỉ có ca ngợi Chúa với lại tự tung hô Chúa Trời với con chim ơi, tôi nghe cái thằng cha linh mục mà kêu bằng là ông Nguyễn Khắc Hy ở bên Mỹ, mà ông bị người ta hỏi cái câu mà tôi nghe ông trả lời mà tôi mắc cỡ giùm ổng luôn á. Người ta hỏi chứ dạ thưa cha, vậy là sau này mình chết vậy mình có gặp được lại là cha mẹ hay ông bà mình đã chết không? Ông nói bảo đảm cho anh chị em chắc chắn là gặp, chắc chắn là gặp. Còn với tôi nói trong bụng lấy cái gì gặp, tôi nói trong bụng lấy cái gì gặp, tôi nói xin lỗi luôn, giống người mấy người chết ngoài biển rồi bị cá nó nút đó, rồi có tới chuyện đó lấy cái gì mà nó gặp con cá nó ăn rồi nó ỉa ra thành cứt cá, rồi người ta ví dụ người ta ăn người ta ỉa ra thành cứt người, rồi ví dụ cứt của người với cứt súc vật nó khác nhau vậy, rồi lấy cái gì mà gặp. Ơi nói luôn. Vậy nhưng mà con chiên họ 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 mê lắm anh, họ cứ Mà tôi nhớ tôi nói thà là nói đó thôi, những cái chuyện đó đó thí dụ như Chúa nói hay sách nói đó thì có những cái, bởi vì tại sao đó là trong sách Phật, Phật cái nói một câu đó, nếu mà y y kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật quan là vậy đó, còn bên Phúc Âm á là đọc sao lấy đó ra nói nhà chứ đâu dám nói gì khác, bởi vì tôi nói cái đạo Thiên Chúa đó nhiều khi mình nó phải nói chứ không phải mấy ông cha không biết đâu, nhưng mà tại vì người ta không dám nói sự thật thôi, đúng rồi anh. nó giấu thôi, chứ mình nói thậm chí bản thân tôi, rồi tôi nói bản thân tôi là dốt, nói chung là tôi chỉ học giấu lấy dỗ thôi chứ còn trình độ không có dốt đâu, mà có một cái đó là tại sao tôi còn biết hơn mấy ổng, là tại vì mình không phải nói chứ người ta biết mà, tại vì nó giấu từ thế hệ này tới thế hệ khác rồi nó giấu hoài tới vậy thôi. Đúng rồi anh.
Trời đất ơi, mình nói chứ đây nè bà cô thứ ba tôi là làm bà Phước ở trên Cù Lao Giang nè. Cù Lao Giang là tôi nói là nếu mấy người trong đạo biết đó là ở trên chơi huyện Chợ Mới An Giang, nó có cái Cù Lao, nó có cái Cù Lao kêu Cù Lao Giang, là nó có cái dòng tu bên đó lớn lắm à. Nhà thờ ở chỗ đó hồi xưa mấy bà là nó có cái chạy cùi bên đó đó. Có phải dòng cái mơn không? Không, ở trên An Giang á, nó là huyện Chợ Mới An Giang. Dòng gì anh, dòng tu gì anh? Đâu cái nó là kêu bằng đó, nó dòng tu là của bên bên mấy bà Phước đó, nhưng mà có một cái đó là nó kêu là Cù Lao Diên à. Ừ. Cù Lao Diên á là chỗ đó là cái nhà bên đó là xưa của Pháp nó cất. Yeah. Ừ. Bây giờ nó vẫn còn cái kiến trúc đồ này nó của Pháp. Bà cô thứ ba tôi là chị của ông già tôi đó là bà tu đó, rồi tới già bà ở đó bà chết trên đó, rồi mẹ tôi có lên đi lo lúc mà bà gần chết, rồi mẹ tôi lên đi lo vấn đề tang sự cho bà suốt luôn mà. Tôi nói đây này, nhà tôi là xin lỗi luôn ông anh thứ ba tôi, mà ông bây giờ mà tôi dạy ông mà cái thời mà 4 tháng giãn cách xã hội đó là tôi chuyển quá ông được, là bắt đầu đó là tôi chỉ ông cái bỏ ăn trước. Tất nhiên là tôi giờ tôi cũng tập bỏ ăn, là tôi chỉ có ăn trưa thôi, sáng với chiều tôi không ăn. Đó, tôi chỉ ông bỏ ăn cái xong ông làm được, rồi sau tôi mới chuyển qua tôi chỉ ông là nghe cái Phật pháp. Đó, tại sao là bây giờ ông cũng ngộ ra được rồi, ông phái dữ lắm, ông cũng mừng lắm. Nhưng mà có một cái là ổng còn dở, cái là ổng còn hơi sân si thôi, mà hãy mỗi lần dở ổng đi nhà thờ về là hai chồng gây lộn. Mà tôi nói vậy là anh dở, anh nghe Phật pháp anh phải có kiểm nghiệm gì chứ. Tất nhiên là mình không ủng hộ nhưng mà cũng đừng phản đối. À, có nghĩa là cái anh đó giờ nghe Phật pháp xong rồi bà xã anh ở đi nhà thờ là về anh á cự nữ với bà xã à? À, tất nhiên là hai người nói chuyện nhau chổi là bắt đầu có cự, rồi tất nhiên bà xã là bắt đầu đổ thừa ổng, nói ngày xưa tôi là người lương, tại vì xưa ở dưới là thường thường cái người không có đạo Thiên Chúa người ta hay dùng cái từ người lương. Tôi là người lương. Ông dụ tôi vô rồi bây giờ đó rồi ông phản đối cái này nọ. Bởi vì tôi nói tại anh dở đó, anh không nói là không phải dụ, nhưng mà tại ngày xưa đạo nó bắt buộc như vậy. Nhưng mà ngày xưa thí dụ đơn giản đi, tôi mới chỉ cho anh tôi nói bây giờ anh đơn giản đi, anh nói hồi xưa đó giống như đó anh không gành đường. Yeah. Anh chỉ cho em đi lên Sài Gòn mà qua cầu Cần Thơ đó, thay vì đi thẳng là lên Sài Gòn mà anh chỉ em qua cầu Cần Thơ em quẹo phải á, là em đi về nhà ôn mẹ nó rồi. Thì bây giờ anh biết lộn đường anh chỉ em lại chứ anh không biết được nói để cho gặp em, mà giờ em nói câu đó nói mà xưa anh chỉ lạc đường. Ủa, bây giờ anh biết lộn đường. Cả nhà ơi, vỗ tay, cái ví dụ này quá hay. Đúng rồi, ngày xưa anh tưởng là cái đường này cần đi lên thành phố Hồ Chí Minh là đi đường đó. Anh chỉ em mà bây giờ lộn rồi thì giờ đi lại thế thôi, ai không có lộn. Đúng rồi, nó có những cái nè tôi phân tích cho luôn. Cái này đây nè, giống như ngày xưa có phải là ăn cơm là tốt không, nhưng mà bây giờ có những người bị tiểu đường, tôi nói hạn chế ăn cơm, vậy là cái tô cơm có xấu không? Yeah. Tất nhiên nó tốt hay nó xấu đó, nó tùy theo hoàn cảnh hay cái thời điểm nào. Yeah. Không? Chứ đừng có nói ủa bây giờ đơn giản đi, giống như ông già tôi ngày xưa đi, mà dạng giống như đó là ông làm ruộng rồi tôi cũng phải theo ông già tôi làm ruộng hoài sao? Ủa tôi phải đi ra tôi làm cái gì đó nó ít cực hơn hay là nó vẫn khá hơn làm ruộng, tôi phải làm chứ đâu phải mà ủa như vậy là tôi phải đi theo hoài à đó. Bây giờ anh có thể kể cho khán giả nghe được là tổng cộng từ những cái tình ngộ của anh thì kéo theo vợ anh, các con anh, đúng không? Rồi anh, đúng. Anh cũng thuyết phục được một người em cuối cùng, tức là em thứ 15, đúng không anh? Đúng. Dạ, tổng cộng trong gia đình anh bây giờ cả con cả cháu cả chồng cả vợ được bao nhiêu người tỉnh ngộ ạ? Anh với vợ anh là hai đứa con là 4, với ông anh thứ 3 với là 5, với thằng em thứ 15, mới 6 người à. Mới 6 người, nhưng mà vậy cũng từ từ anh, ít nhất là thế hệ con anh cháu anh không bị cái tà đạo này nó bịp nữa. Nhưng mà được con cái là khi mà tôi đi làm á, thì tại bây giờ tôi cũng còn đi đi dạy lái xe cho một số anh em, có khi tôi dạy cho mấy anh em công an thành phố đồ này nọ với công an Tây Ninh rồi tôi cũng có dạy. Yeah. Thì thường thường đó là trong dạy mà trong khi mà nói chuyện về đàm đạo đó tôi hay nói về Phật pháp nhiều vô đó, người ta cũng thích lắm. Đó. Dạng giống như đó là hầu như là những cái người nào mà thích nghe mà nói về kinh, về kinh Phật hay là về sống đó là người ta nghe tôi nói hầu như là nghe hoài không chán. Tại lý do tôi nói tới đâu là tôi vẫn giải được ra những cái câu kinh của Phật hay này nọ, là hay là trong kinh sấm giảng của Đức Thầy là tôi nói được hết. Có người nói nè, có người nói anh nè quá thông minh, còn người nói nè hay quá, rất thực tế. Rồi có người nói nè
anh Phúc đã giúp được người bạn nào thoát được tà đạo Kitô này chưa? Nói chung là tại vì có một số có bây giờ có một con bé ở bên Canada, nó về nó du học về là tôi đang dạy nó lái xe, nhưng mà nó lái, tôi dạy nó lái bốn bánh xong xuôi chân rồi, giờ đang chẳng đang chuẩn bị chuyển qua dạy hai bánh. Thì đầu tiên đó, thì con nhỏ này đó thì nó là không có thờ đạo, nhưng mà nó khi nó ở bên Canada thì nó hay đi nhà thờ và nó lúc nào nó cũng ôm cái cuốn kinh thánh ở trong người hết trơn á. Thì nó đặc biệt con cái đó là khi tôi nó thắc mắc, thì nó thắc mắc tới đâu là tôi giảng giải được cho nó, vừa về bên kinh thánh rồi vừa về bên Phật luôn, rồi tôi mới so sánh cho nó coi. Tôi mới nói là thứ nhất á là ông Phật á là vẫn là một cái người phạm như mình thôi, còn bên đạo Thiên Chúa đó thực tình mà nói về cái vấn đề Chúa Giêsu đó là chỉ nói về một cái thực tình mà nói nó một thuộc dạng giống như là một cái huyền thoại thôi, chứ thực tế không phải là lịch sử nữa. Tại vì lý do đó là cái đó là sau này khi mình đi học á, là có một số người đó là thời điểm đó người ta chưa có khẳng định được là lấy cái năm nào để làm chuẩn á, thì người ta hay dùng cái từ là lấy năm Chúa Giêsu sinh ra làm chuẩn, tại lý do là người ta đặt ra cho Chúa Giêsu sinh ra năm đó thôi, chứ thực tế là không có Chúa. Đúng rồi, mà đâu có ai có Giêsu thì có ai biết ông sinh năm nào đâu. Mà thì tại vì tôi mới giải thích cho nó là tại sao không có Chúa, tại lý do đó là tại vì bên thí dụ như bên đạo Phật thì người ta có nói là có ba ngôi tam bảo, thí dụ như Phật Pháp Tăng, thì người ta chứng minh được là Phật là cái gì, Pháp là gì, Tăng là gì, không? Còn bên này nó ba ngôi Thiên Chúa, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, mà ba ngôi là một, một là ba. Rồi sao tôi nói là trong giáo lý nào ta hỏi chứ Đức Chúa Thánh Thần là Đức là ai, không? Thì trong giáo lý Đức Chúa Thánh Thần là ngôi thứ ba, bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra cùng một bản tính và một quyền năng như hai ngôi cực trọng ấy. Ủa vậy là Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con đẻ ra Chúa Thần, mà đẻ ra Chúa Thần trở lại Chúa Thần cũng là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con cùng một bản tính và một quyền năng mà. Mà Đức Chúa Thánh Thần lại làm cho bà Maria có bầu. Nào, rồi hỏi chứ là cái bạn đó này, Thiên Thần truyền tin cho rất thánh Đức bà Maria và rất thánh Đức bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thần. Được chưa? Mà tôi nói nhiều người đó người ta vẫn chưa biết, chứ tại vì hồi xưa đó là trong bên đạo Thiên Chúa nó có một cái thiên thần biệt danh là thiên thần Raphael, là thiên thần nó chuyên môn là truyền tin đó, hoặc là thiên thần Raphael đó là thiên thần đó là ngày xưa là từng dẫn ông Tobia con đó đi đòi nợ, rồi xong đó là từng báo tin cho bà Elizabeth là bà già của ông mà kêu bằng đó là ông John tẩy giả là John Baptist hay là John Bautista đó. Vợ của ông Zacharia đó, tức như là thiên thần bước vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth đó. Rốt cuộc thì ai đẻ ra ai, thấy lộn tung phèo rồi. Không phải, bởi vì tôi mới nói đó là cái chuyện đó là dạng giống như đó là người ta nói á, cứ nói cho nó sướng cái miệng chứ cứ nói thôi, chứ còn thực tế đó. Bây giờ đơn giản có những người sùng đạo rồi tôi hỏi Chúa Giêsu có 12 thánh tông đồ, nhưng mà tại sao chỉ có bốn ông với ba ông thôi, chỉ có John, Marco, Matthew với Luca thôi, vậy còn tám ông kia làm gì? Đó có bốn vị với ba ông, rồi có sách tông đồ công vụ các sứ đồ, rồi có các thánh gửi cho tín hữu Corinto và khách khải quyền. Mình nói xin lỗi luôn đó, mà kể cả những cái ông linh mục đi có giải thích được là lý do là sao chỉ có bốn thằng với phúc âm mà. Vậy tám thằng kia làm gì không biết phúc âm? Tám thằng kia làm gì? Không ạ? Trời ơi, tôi nói đó, nhiều khi đó, nó không phải nói chứ, mình đọc phúc âm đó, mà đọc ra đó, mình mới cảm thấy đó là nhiều khi đó, mình thấy mình quê với người ta. Nhiều khi nếu mà cái người mà hiểu biết đó, thí dụ như cái người trong đạo với nhau á, thì không nói đi, mà cái người ngoại đạo, mà thí dụ như người ta có tìm hiểu về đó, người ta thắc mắc trả lời không được, quê đó. Đúng rồi đó anh. Còn tôi nói xin lỗi luôn, nói về bên kinh Phật tôi không có học Phật ngày nào, cái nó nói sự thật nhưng tôi cũng không có thọ tam quy ngũ giới, nhưng mà nếu nói về cái kinh nào mà tôi có biết là và nói được tôi giải thích được hết á, cái đó nó thật luôn. Nó giống như kinh Pháp Cú, Phật nói kêu bạn là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo đó, nếu như ý vô nhiễm mà kêu bạn là ai thực hiện và hành động thì giống như kêu bạn là nghiệp sẽ theo sau đó, giống như chân vật kéo thí dụ như vậy, đúng không? Đó. Hoặc là trong sống giảng đức thầy đó, bởi vì nói mà, đó là nhưng mà nhà thờ nói là người phàm không có khả năng để giải thích kinh thánh, phải là các thần học cơ, mà thần học thì là người phàm dạy.
Ủa thì thần học là gì? Bởi vì tôi nói đó là đó, xin lỗi luôn á, cái từ thần học là từ mà ông đặt ra thôi, chứ thần học là gì? Hỏi chứ tại sao ngày xưa kêu giáo hoàng, bây giờ đổi lại Đức Thánh Cha hả? Đó bây giờ đó, thấy không, tôi hỏi đơn giản thôi. Hồi xưa là kêu Đức Giáo Hoàng, ngày sau tự nhiên chỉ có chừng mười mấy năm nay trở lại đổi Đức Thánh Cha thôi, chứ thời ông John Paul làm gì vẫn còn là Giáo Hoàng hay gì đó, tới gần cuối đời ông mới đổi là Đức Thánh Cha thôi, chứ còn ngày xưa vẫn là Giáo Hoàng. Mà anh biết lý do tại sao lại đổi không anh? Tôi thì cái đó là tôi không biết, nhưng mà theo tôi đoán thôi ha. Yeah. Tất nhiên là người ta nói là theo chứ tại thôi. Tại vì lý do đó, mà nói đơn giản đi, giống như cô là cô giáo đi. Yeah. Thứ nhất là cô dạy lớp 5, hoặc là thí dụ như cô dạy cấp 2 đi. Yeah. Phải không? Yeah. Thì trình độ của cô thấp nhất là ta nó cũng ít gì cũng phải 9+3, nếu hồi xưa là ta kêu là học dạng giống như học bổ túc hay là kêu bằng học cao đẳng sư phạm. Bây giờ cái đó không được nữa anh. Bây giờ mấy người mà 9+3 bây giờ phải Thì mình nói đó như vậy, thì ít ra như vậy thì mới được dạy lớp đó. Còn bây giờ một cái người thường đi phong thánh cho người khác thì tất nhiên là phải tôn cho cha này lên thành thánh thì mới phong thánh cho người khác được chứ. Đúng không? Hiểu tại đó. Vì nếu là cái từ Đức Giáo Hoàng thì cũng vẫn là giáo hoàng, giáo chủ bình thường thôi, chứ chưa là thánh. Đức Thánh Cha thì đã là thánh mà là cha nữa thì mới phong cho người khác thánh được. Hèn gì nó phong cho quá à, trời thánh á. Bởi vì tại sao tôi tới nơi cái đó tự tôi suy nghĩ ra thôi nghe, chứ không có, tôi không biết là có kinh sách nào cái gì đó khác không mình biết nghe. Nhưng mà giống như bây giờ mình nói gì về theo cái học vị ở ngoài thôi, thí dụ như cái viện Hàn Lâm hay này nọ mới phong được cho người khác tiến sĩ hay là này nọ, hay là mình cao hơn thằng thạc sĩ hay này nọ mình mới cấp cho được cái thằng kia cái chứng nhận, chứ có nào học đại học mình đi ký bằng tiến sĩ cho hay thạc sĩ cho người kia không? Yeah. Đó thì bây giờ đó theo như tôi suy nghĩ đó thì đó là tại vì ngày xưa chắc có lẽ thấy cũng nhiều người ta phản đối quá, người ta nói ủa ông nó người phạm mà sao không chứ người ta thánh giỏi. Yeah. Do đó thôi bây giờ đổi ông ra thành Đức Thánh Cha đi, đến đó thánh thì ông là thánh rồi, thẳng thì ông không thánh được. Bây giờ em có thể là phong cho khách mời của em là thánh Phêrô Phúc đây nè, nói tôi nói giống như ông phao lồ hồi xưa đó, bởi vì có nhiều người nói đó là sắc phao lộ đồ này đó, tôi nói dốc. Hồi xưa là thời lúc Chúa Giêsu còn sống á, nói theo Phúc Âm thời Chúa Giêsu còn sống phao lộ đó, lúc đó làm gì mà Chúa chọn lúc đó phao lộ đi bắt Chúa giết như mà tàn sát luôn đó. Rồi tới chừng mà lúc mà ông chải ngựa trên đường Emmao đó, trong sách Phúc Âm nó kêu là đường Đa-mắc đó, là bắt đầu là Chúa đánh cho té ngựa, Chúa nói tại sao đó ngươi là đi chuyên môn đi bắt giết ra, lúc đó là mới giật mình đó, rồi mới quay trở lại rồi mới theo Chúa. Thì nó hỏi chứ phao lồ làm gì có làm tông đồ của Chúa lúc Chúa xu, mà còn đi chọn phóng ta chọn 12 thánh tông đồ làm có phao lồ nào đâu mà có phao lồ. Rồi nhớ trong cái vụ án mà ông Zona không, cái vụ mà kêu bà đó là cho con cá nuốt rồi đem lên bờ ối ra đó, lý do cãi là xuống cho con cá nuốt đó. Trời đất ơi, nói chuyện tôi nói của toàn là chuyện thần thoại không. Nói từ cái thời cũ ước hay tân ước thời nào đó mình mới nói, chứ tôi nói cho nghe còn đó, nói giống như hồi xưa dân Do Thái đánh chiếm thành Jericho đó. Các bạn á, là mỗi ngày đi quanh thành một vòng, tới ngày thứ bảy đi quanh thành bảy vòng, hô một tiếng thật to, tất cả các tiền lành sụp đổ rồi do Chúa làm, hoặc là kêu bằng đai dích tí hôn mà tiếng rắn tên nơi gôn các khổng lồ đó. Bích trời ơi, tôi nói cái thằng đó mà nói mà kêu bằng đó là xin lỗi luôn, cả Goliath rồi mà Goliath rồi dặm lên cái là nó cũng xịt kích rồi đó. Nhưng mà tại trần đi biết sao không? Tại vì ngày xưa đó là theo cái lịch cũ ước đó, là người nào mà được mà cả ông Samuel nó xích dầu thánh thì người đó mới được phong vương. Mới được làm vua. Bởi vậy khi mà cho nên David mới được làm vua hả? Thì đó David đó là mới được làm vua, là lý do được Samuel là xích dầu thánh, là đó mình nói đơn giản giống như sau này đó là mấy thằng cha mà được làm cha là cái bằng có bí tích và truyền chức thánh đó, tại cái bí tích là cái bí tích kêu bằng đó là rồi bây giờ cũng có mấy ông cha lột áo vòng đi cưới vợ chết mẹ đi chứ có đâu phải không có đâu. Đấy nè, nhà thờ thiên thần đây nè, là cái chân chỗ heo ba cát lái nè, ông cha Đạt nè lấy con nhỏ ca đoàn trưởng. Sau này tôi đi đám dỗ gặp ổng thì cũng quen miệng kêu ông cha, nó thôi giờ kêu anh Sáu rồi đừng kêu ông cha, kỳ lắm. Có nghĩa là đang làm linh mục mà kết kết modem còn nhỏ giáo lý viên hả? Đâu, ca đoàn. À, ca đoàn.
ca đòn đó, nhưng mà ngày xưa mấy ông già quê kêu ca đàn đó, nó tao kêu bọn nó ca đàn đó. Nó đi tới cái bọn đó tao tập tụ thành đàn đó rồi đó, ôi tao đi tao nói tại đây đây nè, cái nhà thờ của tôi, nhà thờ ông Hào đó, từ cái lúc giải phóng cho mày tới cái lúc mà khi mà tôi ra đi đó, sáu ông thầy về đó không có ông nào được làm cha hết trơn, đều bị ca đòn hốt hết, hốt hết à? À, lấy vợ hết. Nhà thờ, lấy, nhà thờ anh vừa nói nhà thờ gì? Nhà thờ ông Hào, nhà thờ ông Hào ở đâu anh? Ở họ Đạo Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Cứ linh mục về là bị ca đàn hốt à? Không, thầy thôi chứ không phải linh mục, ông thầy đó, mấy ông thầy đây bình thường đó, mỗi một cái họ đạo phải có ông thầy về để phụ trách về cái mảng là dạng giống như là dạy ca hát ở dưới thêm dạy vô lý á. Dạ. Rồi xong cái là dạy ca đòn đó, toàn toàn là hốt ca đòn không à. Hèn gì trên kênh em cũng có một chú cũng từng là làm thầy sáu đó, chú Ngôn, mà hiện nay là ngày xưa cũng là thầy sáu ở trong nhà thờ đó. Mà... Trời ơi. Mấy ông thầy ngày xưa là thứ nhất là bị mấy cái bà mà phục vụ ở trong mà thường thường á, mấy ông thầy tu ngày xưa đó là thường thường nó có một số là mấy cái bà ta kêu là mấy cô đệ tử, mấy bà đó thì chưa được tu thành sơ, thấy không, người ta kêu là cô đệ tử là đi vô đó để lo giặt vũ rồi ủi giết đồ cho mấy ông thầy, mà nhiều khi đó là vô đó cái đây nè, tôi có ông anh thứ ba, con người cô thứ hai, là ổng ngày xưa ổng là đi theo ổng tu bên cái dòng cha tiên quý á, tất nhiên là tu dòng tu mà vẫn mặc đồ quân đội, mang quân hàm đó. Tiên quý đó. Thì cái con vợ của ổng á, vợ của ổng á là ngày xưa là cũng làm ở trong cái chỗ cái dòng tu đó, đó là chuyên môn ủi đồ giặt đồ cho mấy ổng đó, rồi xong cái ở này là ổng kể lại nha, ổng kể lại với bà vợ ổng cũng xác nhận luôn, cái bữa đó xong nó ủi đồ xong rồi nó xiết đồ vô cho ổng, rồi nó vô cái giường ổng nó nằm nó không mặc gì chứ, ổng vô ổng hốt luôn, vậy hai vừa lấy về sao lấy sao luôn chứ có tu biết gì nữa đâu. Thế là bỏ nhà thờ luôn à? À, bỏ luôn thì ổng bỏ tu luôn, ổng ra luôn, tôi kêu là lột áo vòng đó. À, tức là ông ấy kể đây, bây giờ xác nhận luôn. À, bây giờ xác nhận luôn, tại vì đó ổng là con thứ ba của người cô thứ hai của tôi, mà là ở bây giờ ở sát nhà tôi luôn nè. À. Nhà tôi dưới quê á. À, giờ đó là tôi về tôi hay nói chuyện với ổng, tại ảnh cũng năm nay 83 tuổi rồi. Ừ. Đó. Do đó và đó mấy ông đó là dạng giống như là cũng thuộc dạng là sùng đạo dữ trời lắm đó, dạ dân rồi trong chủng viện ra không đó, mà tôi nói gặp mà nói chuyện với tôi hồi là bắt đầu cũng nổi xung thiên lên, là bắt đầu là cãi không lại, rồi bắt đầu nguyền rủa mai mốt chúa phạt mày, tôi nói ủa gì vậy, chúa chừng nào phạt, nói mai mốt mày chết mày biết, tôi nói là chết biết làm mẹ nữa. Phạt bây giờ chết rồi biết gì. Rồi lúc tôi nói ủa rồi chúa chừng nào phạt, bây giờ tôi cá với anh là bây giờ nhà thờ họ đạo mình nó bây giờ gần có ngàn giáo dân. Bây giờ anh kêu ngày mai tập trung ra nhà thờ hết trơn, đi cầu khoảng 2 tiếng hồ, đi cầu cho phút chết liền, đi cho 1 tỷ bạc. À vậy thôi. Đó, nếu mà nói là chú linh thiêng nó cầu đi, nói là cầu trong vòng 2 tiếng nó cho 1 phút chết, đi tôi cho 1 tỷ bạc. Không, cứ cho cầu trong buổi đi anh, cho đẹp đi. Không, thì đó, tôi nói đó. Đó, bây giờ anh nói là chú linh thiêng, chú quyền năng mà. Kêu bằng là chúa tạo làm cho ta hở là chúa nói là kêu bằng là chúa giết kêu bằng là biết bao nhiêu người ra là chúa phán một câu một thôi là kêu bằng là chết rạp hết trơn, mà người chết sống lại, mà kẻ sống rồi chết, rồi người chết sống lại, mà cỡ mà ông Gia-rô chết 3 ngày sình thú quắc hết trơn, rồi bà Maria Magdalena nói là em con bây giờ có mùi rồi, không phải có thầy ở đây em con không chết, thì thầy cũng nói là có thầy thì em con không chết không sao đâu, đi lại mở mộ ra đi, cái bà còn cản chúa nói thầy ơi bây giờ nó có mùi rồi em không sao, kêu dây rô còn thích còn sống hả. Thế anh cũng có nói là cho tập trung hết con chiên về ngồi cầu 2 tiếng chân phúc chết đi hả, mà họ không cầu được hả? Đúng, có tôi thách đấu luôn mà, tôi nói đây tôi là cũng ấy nè, bây giờ nói là bây giờ ra là chúa màu nhiệm hay linh thiêng gì đó mà có thể là một mình làm không nổi phải không, bây giờ mời hết họ đạo này đi tập trung nhà thờ, tôi đứng đó tôi tuyên bố phải không, thứ nhất là bây giờ đó là nhiều thì không có chứ 1 tỷ tôi có. Thì đó thì bây giờ nếu mà cầu trong vòng 2 tiếng đồng hồ đó là cầu ra cho chúa phạt trong phút nó chết đi, hay là lấy đêm nay ngủ rồi sáng mai nó chết đi, thì đó là ok. Đó. Cho tỷ hả? Ký giấy đàng hoàng. Chứ thôi còn đó là không chết thôi, tôi không đòi hỏi chứ, để tôi chứng minh cho anh nói là nói cái gì là chúa cũng làm được hết chứ, làm thử coi. Thì em có nói bên trên đó mày cầu cho anh Trần Ly méo miệng nè.
Tôi nói đó tại vì lý do đó mình nói cái gì mà gì chân á, bây giờ tôi nói là có không, hãy có đó là phải chứng minh được, phải không? Đúng. Cái thứ hai nữa đó là mình nói đó là tại sao từ xưa tới giờ mình tin giờ một cái mình nói thật tình nó cái thứ không có cái gì hết trơn mà mình đi tin thì mình cảm thấy đó là mình quá uổng rồi. Nói chung đó là tôi cảm thấy đó là bây giờ tôi cảm thấy cái thời gian của mình đó là tôi đang chạy đua với thời gian, mà để mà tôi chuột lại là cái thời gian mà ngày xưa đó là tôi bỏ ra để tôi học quá trời ba cái đó rồi. Thêm một cái nữa là tôi tin, có thể nói là tôi tin kêu bằng đó là tôi nói là tôi tin có phép một phép rửa để tha tội, tôi tin kêu bằng hội thánh công giáo, tôi tin các phép thông công, tin quá trời luôn mà. Có người nói này anh, nó cầu nó gào hai tiếng nó gào là đuối luôn rồi, một buổi nó gào không nổi đâu. Thì trời đất ơi, tôi nói anh, đọc kinh nó thì tôi nói là đọc. Cho em hỏi này, hồi xưa mà lúc chưa ấy chắc anh cũng cuồng đúng không? Đúng đúng, nói chung cuồng thì không cuồng, nhưng mà tại vì lý do đó là khi mà tôi học mà về nho đó là tôi đã khẳng định là cái thiên đàng với địa ngục đó là không có rồi. Tôi nói là ở tại trần gian thôi, chứ thực tế là tại vì thường thường ở bên đạo đó hay nói là thiên đàng ở trên trời. Tại thiên á, dịch theo cái nghĩa đen của mày chữ nôm á, thiên á là trời, đàng là đường, là một cái con đường ở trên trời thôi, thấy không? Đó. Nhưng mà sau này đó là tôi mới khi mà tôi coi cái phim mà về cái phi thuyền Apollo đó. Đó, tôi nói nếu mà nếu thiên đàng trên trời là phi thuyền Apollo nó gặp nó biết chứ. Đúng. Đó, với có cuộc là tôi nói họ không có thiên đàng rồi. Đó. Thì với thêm cái đó là phần thêm tôi. Em cũng từng hỏi lắm biết bây giờ 32 cô cái trinh đó đó đang ở hiện nay đang ở đâu á? Tại vì cái đó thì thực tình mà nói đó là cái nói cái vụ đó là cái đó là của trong sách của giống như là trong sách cựu ước nó nói hay gì đó, thì thường thường mình nghe cái đó thì nó thoáng thoáng qua thôi, chứ còn sau này sách Tân Ước có nói đó là 10 cô dâu 10 cô gái đi đón chàng rể đó, 10 cô khờ dại và 5 cô khờ dại và 5 nàng khôn ngoan đó. À, thì đi đón chàng rể là tượng trưng cho là giống như là chúa, không? Thì đó là nói về những năm cô có dạ đèn mà chuẩn bị giàu, năm cô không có. Thì nói chung á là những có những cái đó là trong cái sách Phúc Âm hay trong sách đạo đó, tôi thấy là đa số có những cái số là người ta cũng mượn về kinh sách của Phật đó, người ta đưa vô cũng có. À. Đó. Nhưng mà chôm của đạo Phật là anh. Có, tôi thấy có. Đó là tại vì lý do đó là nó có pha trộn vô, nhưng mà có cái là nó không dám nói thời gian giống như người ta nói, giống như đạo văn mà nó khéo một chút vậy thôi chứ không có gì hết trơn á. Tôi thấy có đó, giống như là trong cái kinh Hòa Bình á, cái bạn lại Chúa từ bi sinh cho con đó là đem yêu thương vào nơi quán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem ăn hoài vào nơi tranh chấp, mà đem chân lý vào chốn lỗi lầm đó. Nhưng mà mặc dù em từng nói đó, kinh Hòa Bình sẽ hát như con vẹt, nhưng mà ai đụng tới họ là họ ăn tươi nuốt sống. Tại vì thường thường cái trong kinh Hòa Bình đó là nguyên cái nội dung đó là ăn cắp của từ sách Phật ra, chứ vô đó bên này nó có viết đâu mà nó hiểu. Tôi nói đây nè, nhà tôi nè, ông già tôi nè, tôi hay nói nè, bây giờ cha nhà tôi đặt nè công bằng, tôi thấy nhà này công bằng, mà tôi hỏi nhà cha tôi với nhà mình có công bằng chưa, rồi bác ái nhà mình có bác ái chưa. Không, nhà tôi đặt là công bằng bác ái thực hành hạnh phúc âm, mà tôi làm phúc đó, nhà tôi âm là phúc âm nè. Không, rồi nhà mình có sống phúc âm chưa? Tại thường thường người ta nói là sống phúc âm á, là kêu bằng á, là con người ta là sống phúc âm là phải đem tình thương vô cho gia đình mình trước, rồi mình mới nói là dạng giống như là trong sách của Đức Thầy nói câu á, ta có tình thương rất đậm nồng, nó yêu đời yêu đạo lẫn non sông, nó yêu muôn sanh chúng trên hoàng vũ, chứ không thể yêu riêng khách má hồng á. Mình phải yêu là cái bằng yêu khắp mọi người chứ. Còn bây giờ cái người ta nói cái gì chỉnh chút xíu là giống như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta không à. Đúng rồi. Tôi nói nếu mình muốn chứng minh cái đạo mình tốt á, thì mình cho người ta càng nói, mình càng kêu bằng á là để cho người ta nói, rồi đó mình ngồi đó mình phân tích, à con người ta nói như vậy đó, xin lỗi luôn á. Ủa xin lỗi, đơn giản mình đâu có rảnh hay mình đâu có hơi đâu để mình ngồi để nói xấu người ta. Mình nói đơn giản, khi mình nói xấu người ta là bản thân mình đã xấu rồi đó. Nhưng mà cái này mình nói là mình nói sự thật. Chứ còn tôi nói đơn giản, mình nói nè,
tôi cũng chả sợ ai nói xấu, mà chả sợ khả khả thích ai khen, tại lý do khi người ta mình thí dụ như là thí dụ như Trần Ly ơi, nghĩ tôi là cái thằng xấu thì hay là chuyên môn trộm cắp hay là hiếp dâm gì đi, mà bản thân tôi có thì Trần Ly nói cái đó đúng chứ có gì đâu mà xấu, đúng không? Đúng. Mà tôi không có thì người ta có nói có ảnh hưởng gì đó. Ông bà mình hay nói cây ngắn sợ chết đứng là vậy đó. Ừ. Trời ơi, tôi nói là vàng thợ vàng thiệt đâu sợ lửa, đúng không? Đúng. Đấy. Tôi chưa gặp lửa thì vàng thao, một sắc mà đốt ra rồi thì hai chất nó khác nhau, rồi vàng thì trước cũng như sau, còn thao thì lại sắc màu đó luôn à. Nó vậy thôi. Là vàng là vàng, là thao chứ đâu thể nào lẫn lộn được. À, có một khán giả hỏi anh nè. Anh cho hỏi tại sao mấy đệ tử của Chúa như là Luca nào kia đó lại viết tân ước mỗi người viết một khác vậy? Thì tại vì lý do đó, tụi nó không có thật với nhau, nó không có thật với nhau. Nọ mình thấy trong cái bữa tiệc ly không, nọ trong cái bữa tiệc ly không, chứ nói trong đây có một thằng phản tao, tao nói mẹ nó nào đi không nói, để nói gì bắt đầu ba bốn thằng nó trộm đợi nhau, nó ê mày hay tao, mày hay tao vậy. nó nghi kỵ nhau đúng không? À, bây giờ Trần Ly coi đi cái hình bữa tiệc ly có đúng gì không? Đúng. À, trong khi đó là 12 thằng nó chia làm 4 nhóm 3 thằng xong bỏ Chúa ngồi mình, thằng nào cũng quay lại ê mày cho nghe thầy nói gì chứ mày phản thầy hay ai vậy, thằng này kia nói nha, nó đơn giản. Rồi thêm một cái nữa nè, ủa Chúa biết Chúa rồi, tôi nói là ví dụ như Chúa biết Chúa chết 3 ngày sống lại vậy, trước khi chết đau khổ không chi dữ vậy, đi vô vườn Gethsemane chi bắt mấy thầy mấy tông đồ nó đi theo hầu hạ, mà nó hầu hạ không nổi, nó buồn ngủ quở chắc nó các ngươi chỉ thức với ta thêm vài giờ thôi, thức không nổi rồi mai mốt tới giờ con người đã đến rồi thế thì cho các ngươi cứ ngủ thoải mái. Trời đất ơi, đã biết chết rồi. Linh hồn ta sầu đau cho đến chết gì đó không ổn nào. Rồi trước khi chết kêu gì, Eloi lama sabachthani, nghĩa là lại chúa tôi sao Chúa lại bỏ tôi. Nó ngủ mình là Chúa rồi nó sợ lại đây nữa. Tôi dẫn chứng cho vấn đề mà về vấn đề mà cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, mình nó phải nói chứ đó chắc quá hết trơn à, nói chặt lát hết trơn nè, chứ không có đốc đâu. Nè chị dừng lại xíu nè, anh khách mời hôm nay quá đỉnh. Để so sánh về sự hiểu biết thì anh khách mời hôm nay ngang ngửa với bác Ngụy Chúa. Đó là một khán giả thứ hai nè. Anh nói chuyện hay quá, mỗi tội anh nói quá nhanh. Nhiều khi đó nói bởi vì con người ta với người ta nói đó là cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó chắc kêu quá chắc là nợ trước rồi còn mang, mà duyên kia còn đang hưởng đền quá à. Dạ, rồi, đó là rồi, có một ông nói nè, hay quá anh Phêrô Phúc giải thích đơn giản mà chính xác. Mình là có sao mình nói vậy thôi, bởi vì người ta trong cái câu tên nó có sao cứ nói vậy người ơi là được rồi. Mình đừng có vẽ vời. Còn tôi nói đó, thí dụ như những cái gì mình nói đó là mình chấp nhận, mình chịu. Tôi nói đó, bây giờ nếu ai không tin, nếu mà có dịp, nếu ai mà có số điện thoại hay có người quen nào mà ở cái họ đạo ông Hào đó, cứ hỏi có phải ngày xưa đó là thằng Phêrô Cao Phúc là có phải là đi thi giáo lý giỏi cho cái họ đạo đó không, mà cãi cả luôn là những cái người mà bằng tuổi tôi như bây giờ có 50 mấy 60 gì đó mà từng có đi thi với tôi các tỉnh khác để nói tới tên tôi, người ta cũng vẫn biết đó. Tại vì ngày xưa đó có những cái câu hỏi đó là người ta hỏi ngoài giáo lý hay ngoài cái những cái lịch sử về với cái vấn đề tôn giáo luôn đó, giống như người ta hỏi, giống như bây giờ có những cái câu hỏi mà ta thi giống như người ta hỏi ngoài lề đó, có hỏi thêm vậy đó. Thì tôi nhớ ngày xưa có một cái câu hỏi người ta hỏi chứ là ông Gia-cốp có 12 đứa con phải không? Mà tại sao đó mà khi mà ông chia là dạng giống như chia thừa kế á, là chia thừa kế đó lại là chia có 10 phần thôi. Tôi nói thật là bộ đợt đó là trong phòng thi không ai trả lời được câu đó. Tại vì cái đó trong sách vở Tân Ước hay Cựu Ước đều không có viết đó.
Nhưng mà lại là lúc đó tại sao mà tôi cũng không hiểu luôn, mình không phải nói là mình hay ho gì mà sao tự nhiên tôi tư duy ra tôi mới nói, là tôi mới giải thích. Tôi nói tại vì lý do cái người con thứ 11 là du xe mà lúc mà bị bán qua Ai Cập á, lúc bị mấy anh em bán qua Ai Cập á thì du xe chết ở bên Ai Cập rồi. Thì còn 11 và thứ hai, rồi thêm cái nữa là Levi đó, đứa con thứ tư thứ năm gì của Jacob đó là Levi, là làm hàng tư tế. Tư tế là ngày xưa là giống như là bây giờ là làm linh mục vậy đó. Là do đó là không có nhận tài sản, do đó còn lại 10 đứa con thì Jacob chia cho 10 đứa con, là tôi nghĩ gì là hợp lý. Trời ơi, câu đó là đúng, mấy ông chấm đúng chứ mình không biết coi có sách vở nào viết đâu, mình nói đại vậy thôi mà mấy ông nói đúng rồi, nhỏ mình đang tôi trả lại được câu đó đó. Đó, bây giờ nếu ai trong đạo kể cả các ông cha đi, có ông nào mà đó mà nghĩ ra là cái câu trả lời phải như vậy đúng hay không, nhưng mà thực tế tại vì câu đó tự nhiên mấy ông hỏi ngoài lề mình trả lời đại vậy thôi, chứ thực tế câu đó là cái này thì em có nhận xét nè, em theo dõi thì thấy bọn mấy đứa linh mục á, mấy đứa trẻ như em thì thấy vào cái cuốn sách nó mới nói được. Đúng. Còn anh thì bắn như Tiểu Liên á. Ừ. Thì đó anh nói đó là trong cái bài kinh mà trong thánh lễ đó, tôi nói là tại sao là mấy ông cha là phải dở phúc âm, là tới khúc nào phải dở ra tới trang đó mới đọc đó, giống như là lại Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tôn đồ rằng đó, thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con, xin Chúa đừng chấp tội chúng con nhưng đem bình an cho Chúa cho đến muôn loài, đồ này nọ. Tôi nói đó, cái mấy cái kinh mà dạng giống như gần kết lễ rồi đó, bao nhiêu ông thuộc đó không? Rồi tôi nói tại vì trong cái phần là thánh lễ nó chia làm ba phần. Phần cho bạn đó là phục vụ lời Chúa, phần thánh thể và phần hiệp lễ. Là tất nhiên là nó giống như cái bài văn nó chia làm ba đoạn vậy đó, mở bài, thanh bài và kết luận vậy đó. Có khán giả nói vậy theo anh có đúng không nha? Tác hại của việc đọc kinh thánh là bỏ đạo. Không có đâu. Nói chung á, cái chuyện bỏ hay không đó là do người ta, nó giống như nãy mình nói đó, do mình đi lạc đường rồi mình tìm lại con đường đúng hay thôi. Mình nói đơn giản đi, bởi vì ta nói tại sao là chân lý thì không thay đổi. Mình nói đơn giản tại sao đó là trong sách Đức Phật nói là dạng giống như là sanh lão bệnh tử thì nó là chân lý. Để có sanh thì dứt khoát phải có tử, là tất nhiên phải có sanh là có diệt thôi. Chứ còn bây giờ ở bên này đó là hỏi cho nó có sự sống đời đời, mà hỏi cho sự sống đời đời là ai có sống đời đời chứ. Tôi đến nói này nè, hồi lúc cha mẹ tôi còn sống tôi đã nói rồi, tôi đã nói đó, bây giờ đó kể cả nằm chim bao thôi, tôi nói là cha tôi đó đó giờ cha có khi nào cha nằm chim bao mà cha thấy ông nội về nói tao chết tao được lên thiên đàng hay bị xuống quả ngục kia chưa, chứ đừng có nói chi mà thấy thiệt hay là tin như thế nào, chưa có thì gì cho lấy cái gì đâu mà biết. Không? Do đó mình nói là về cái tiết về trong cái công giáo đó, cái Thiên Chúa giáo đó, mình nói về dạng giống như là kêu là một cái niềm tin, mình gọi là niềm tin mù quáng. Đúng rồi. Tất nhiên là anh tin vào một cái là anh không có biết là nó là cái gì, đơn giản giống như bây giờ đi. Thí dụ như là Trần Ly nói là Trần Ly muốn đi chơi. Mà nói đi Cần Thơ thôi, mà Trần Ly nói tới Cần Thơ Trần Ly không biết đi đâu hết trơn, gì chứ hỏi chứ đi làm gì. Thí dụ như tôi muốn đi Cần Thơ là tôi phải đi chợ nổi cái răng nè, phải đi vườn trái cây Phong Điền nè, thí dụ xứ của tôi đó là khu vườn trái cây Phong Điền đó, tôi phải có chứ. Còn ở Cần Thơ thì nó là mênh mông, đúng không? Cần Thơ là nó cũng có là kêu bằng là 11, nó cũng có là kêu bằng là 4 quận 5 quyện vậy, tụi nó cũng có 9 quận quyện vậy, thí dụ vậy đó. Giống như là thành phố Hồ Chí Minh là 24 quận huyện vậy, thì nói tôi đi thành phố Hồ Chí Minh mà bây giờ phải đi quận nào huyện nào hay đi tới đâu chứ, cái thành phố Hồ Chí Minh thì đó là mênh mông. Hồi nãy anh nói là anh dạy lái xe cho người nọ người kia đó, thì vậy là anh hay lái xe trên đường vậy, có bao giờ mời linh mục, mời mấy người bạn làm linh mục đến làm phép xe chưa Pedro? Anh nói mắc cười quá à. Anh nói mắc cười muốn chết luôn á. Cái tượng đó là cũng là xi măng thôi, bởi vì người ta nói là tượng cũng làm xi măng thôi.
em cũng là cái tượng vậy đó, mà hãy mà đưa qua cho cái mấy ổng lấy nước ông gãy mà ông quơ tay là nó là cái tượng đó có làm phép rồi đó, là tượng đó là có tác dụng rồi đó. Mà tôi nói rồi có tác dụng đâu, tôi không thấy, cho tôi thấy bàn thờ của tôi đó, tới gần Tết tôi đem chúa tôi chấn nước gần chết, tôi đem ra tôi để trong cái thao đó, rồi tôi pha xà bông tôi để nguyên trong thao đó, tôi ngâm đó, chừng nào nó ra bụi hết chứ tôi lấy nước tôi nhỏ tôi xịt tôi rửa thôi, chứ tôi nói có chúa thiệt chắc bẻ tay tôi. Tới ngày và tới Tết đó, tôi nói chung là tôi nhà tôi vẫn có bàn thờ, tôi vẫn làm bàn thờ đẹp lắm, do đó tôi đang rửa mà tôi không có nói tôi tắm chúa, tôi đem chấn nước chúa. Tức là bàn thờ chúa à? Vẫn thờ chứ, tại vì lý do đó các cái nhà thì là đã lúc đó là bà xã bà cũng chưa có ngộ gì mấy, lúc đó bà còn đi hành hương cho bà xã tôi, bà đi là 20 mấy nước châu Âu, đợt đó đi chung với cái đoàn của ông Phạm Minh Mẫn này đó, là đi là 29 ngày đó. Yeah. Đi qua Fatima nè, qua Lộ Đức nè, qua Đức Bà Đen đồ này nọ nè, đi Ba Lan thì nói chung là thời điểm đó bà đi là chỉ có thằng Anh với là thằng Canada thì đó bà chưa đi thôi, chứ còn các nước châu Âu có đi hết rồi đó. Đó. Và tôi nói đó và như vậy đó, rồi sau này về cái lúc mà bà thấy tôi làm cái giấy hiến xác á, thì đầu tiên tôi làm giấy hiến xác về đó bà cũng cũng khóc, bà cũng chưa có hiểu. Bà nói là dạng giống như đó mình nghĩ là bộ là mai mốt mình có gì bà không lo được cho mình sao mà mình đi làm vậy. Cái tôi có nói một câu, tôi nói bây giờ này nè, thứ nhất là anh còn đang khỏe mạnh, thấy không, mà thí dụ như một ngày nào đó anh có chết mà trong cái độ tuổi này đi thì cái xác của anh nó rất là tốt, do đó anh cũng muốn cho khoa học cái này nọ đó để nó còn sử dụng được. Chứ còn em mới nghĩ đi, ông bà cha mẹ mình đi chết rồi, chôn xuống đất cũng về 3 tháng là rã hết rồi, đâu có còn cái gì đâu, mà anh đâu phải nghĩ như vậy. Nhưng mà anh nghĩ đó là thí dụ anh già anh chết thì không sao, nhưng mà thí dụ như cái tuổi này mà anh lỡ có chết bất tử đi mà cái xác anh mà để cho nó hư hoại nó uổng, anh muốn cho khoa học để cho nó nghiên cứu, cho những cái lớp mà trẻ nó học ngành y đó, để cho nó nghiên cứu không sao hết trơn á. Rồi xong cái bà hiểu. Nhưng mà cách đây hai năm đang ngồi ăn cơm thì bà nói với tôi, mà bà nói một cái câu đó là rất bình thường, nhưng mà tôi cảm thấy là nó cảm động, mà tôi muốn rơi nước mắt, mà tôi muốn quỳ xuống tôi lại bà đó. Thì bà đó đang ăn cơm, bà mới nói là thôi mai mốt em có chết á, nếu em chết trước anh á thì anh cũng đưa em tới lò thiêu đó, thiêu xong làm thủ tục rồi đóng tiền xong về đi, anh đừng có lấy cho cốt hay đem hình ảnh gì về để bằng thờ cái thờ gì hết trơn á. Em thấy là đúng là không có ý nghĩa gì hết trơn á. Trời ơi, tôi có thể chết tôi mừng còn hơn là trúng số. Đó, lúc đó là ba bắt đầu nó nói, em thấy chưa, bởi vì ngày xưa đó là tại sao anh làm nhắn xét bữa nay thì tôi mới nói với bà một câu, em nói một câu đó mừng gì đâu luôn, nó nói sự thật tôi mừng hơn trúng số. Lý do là vợ mình nó hiểu, tại vì tôi nói đó khi đó là mình đã chết rồi, bây giờ mình nghĩ đi, ông bà mình đã chết rồi, mình có thờ cũng là cái tấm hình thôi chứ có cái gì trong đó đâu, không? Yeah. Mà tại sao mình đi quý thân xác này, mà tôi nói đó giống như bây giờ tại sao là bên nhà Phật đó đa số người ta chết đó là người ta là thiếu quá chân đó, có sao đâu. Dạ đúng. Ừ. Thì đó, do đó đem đi giải luôn đi cho nó khỏe luôn. Thì đó, bà xã tôi bà nói là dứt phát là không có để hình ảnh gì cho con cái nó thờ, để nhiều khi nó vướng bận, nhiều khi đơn giản nó đang thờ gì là lỡ nó có cái chuyện gì nó phải dời nhà đi đâu cái này nọ, hay nó đi đâu nó sinh sống, cái nó nói trời ơi bàn thờ tổ tiên cha mẹ đây bỏ đi không được, nó bận rịn rồi này, nó tội nghiệp nó. Tôi nói thôi vậy là quá tốt, vậy là quá tốt, em làm vậy là thiệt chứ anh đưa hai tay ủng hộ liền. Còn như anh đó, tôi nói với bà xã tôi, còn như anh chết trong vòng 3 tiếng bệnh viện lại nó hốt xác đi đâu khỏi lo. Thì có hai việc, một là cho bệnh viện, hai là nếu mà không nữa thì thiêu đem ra đồng rải, thế thôi. Đúng rồi, tôi nói vậy đó, bởi vì cái lúc mà cha tôi sắp mất đó, tôi có nói với cha tôi. Tôi nói tại vì lúc mẹ mất á, thì cũng đã chôn rồi, xong là làm cho cha tôi một cái kim tỉnh kế bên luôn rồi. Thì tôi cũng có nói, tôi nói là phải hồi xưa mẹ chết đó mà không chôn đó, mà thiêu đó là chắc bây giờ cha chết rồi cũng thiêu luôn đi cho nó tiện. Cái thì cha tôi không có nói một câu, nói không sao con, trời ơi cha chết rồi muốn làm gì đó làm mà không có gì đâu. Đó. Nhưng mà tại khổ có một cái đó là dưới nhà tôi còn mấy anh chị em đó còn cuồng dữ lắm, trời ơi người ta đi đám tang cha mẹ tôi đó, còn cái phần tiền mà còn dư lại đó mấy bà bạn nhau gom đem ra đưa cho ông cha hết, để hàng ngày lấy cái tiền đó làm lễ cho cha mẹ tôi. Cái thằng em thứ 15 nó đâu dám cản, nó ra nó báo cho tôi. Tôi nói rồi, bà nào đem làm lấy tiền ở nhà đem, còn tiền cái này để lại cho thằng
thằng Út này ở nhà để mà nó lo cho bà cái là mồ mả này nọ, chứ không có đưa cho cái thằng cha nào đồng bạc nào chơi mới im ru đó, chứ còn mấy bả vô trong phòng bàn với nhau vậy đó. Chính xác, anh nói chính xác, để giao cho cái ông Út á, ông ấy nhang khói hay ông ấy cúng phải nó kia đó. Trời ơi, tự nhiên cái tiền còn lại đem ra đồ đưa cho Định Một ra để làm lại anh ta ẩm thân như được cái gì. Trời ơi, tôi nói tôi vô là tôi đi làm từ thiện còn hơn á. Nói chung đó mình được con cái đó là ở trong nhà với đó thì mình lại là rất là có uy tín với mấy anh chị. Chỉ có vấn đề tôn giáo đó thì là mấy bả phàn nàn thôi, chứ còn nếu mà nói về cái xã hội quan hệ gì đó là ngán tôi lắm. Công nhận là có một anh nữa mà có điều anh chưa đủ bản lĩnh lên kênh em, anh cũng nói cũng rành như anh nè, cũng nói lâu lâu cả kinh Phật lẫn kinh ấy, mà anh học thần học 3 năm rồi, anh cũng hẹn em, nhưng mà anh chờ chừng nào làm được nhà ở trên Lâm Đồng rồi anh chuyển đi khỏi cái xứ này anh mới dám lên. Nhưng mà như anh á là có cái là anh khác biệt ở chỗ là anh lên không né tránh, không giấu giếm. Không, tôi không có sợ đâu. Trời, tôi nói là kể cả là bên Cao Đài đó, là tôi lúc mà tôi lên Tây Ninh tôi ở mấy tháng mà tôi dạy cho mấy anh em ở trên đó, mà tôi ở trong rừng không ở cao su không đó, mà tôi có quen với hai vợ chồng cái anh này là cũng rất là dạng giống như là tín đồ ở trong Cao Đài đó, mà tôi đâu có biết tìm hiểu về Cao Đài đâu, mà dần sau này tôi có nghe được một hai lần đó, mà tôi đọc được cái kinh, tôi thuộc được cái kinh sám hối Cao Đài rồi xong, và tôi nói chuyện với cái chị này là chị này là cũng là sư đồ sư tỷ ở trong mà Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đó, mà tôi nói mà chỉ nói trời đất ơi, chỉ nói là chỉ là cũng từng nghe mấy khối sư đồ này nọ cũng giảng, mà chỉ nói chỉ nghe tôi nói là chỉ nói là lông tóc chỉ là chỉ nói là dựng đứng chỉ nổi da gà hết trơn đó. Tôi nói sự thật luôn đó, tôi nói vấn đề là về tại vì trước khi tôi nói chuyện tôi nói là Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát đồ này nọ, là phải giật mình rồi, phải nói trời ơi, là chú niệm đức chết chi tôn đó. Rồi tôi đọc cái kinh mà sám hối của bên Cao Đài đó, tôi đọc là điều quả phước không ai tìm tới, tại mình vời nó mới theo mình đó, giống như bóng nọ tùy hình giữ lành hay lẽ công bình thưởng răng đó. Trời ơi, tôi nói là bà đấy rồi, tôi nghe là mấy quả là siêu đồ siêu tỷ rồi không đó, mà nghe tôi nói về bên Cao Đài là cũng thích. Nói chung đó là tôi đặc biệt có một cái là sao tôi ngộ quá là khi mà cái đạo nào hay là gì nọ kinh sách nào khi tôi nghe qua một cái mà khi tôi cảm nhận được rồi đó là nó in vô trong đầu mình, nó giống như một cái thẻ nhớ vậy đó. Do đó mình rất thích mà ai mà nói chuyện mà đàm đạo về cái vấn đề mà về kinh sách mà nó thực tiễn về trong cuộc sống đó, mình thích lắm, nói hoài không chán. Tất nhiên nói nó là nó phải là áp dụng trong cuộc sống, giống như tại sao tôi thích ông Pháp Hòa là ông giảng sao ông chỉ tới từng cái cách mà rửa chén rồi nấu cơm hay là úp chén làm sao rồi sao, mà nói trời một cái người thầy tu mà người ta đó đã là mặc dù người ta không cuộc sống gia đình mà người ta thực tế như là quá tuyệt vời. Anh lên anh nói như vậy đó thì để cho, tại vì kênh của mình có nhiều người con chiên kể cả ở hải ngoại họ đang nghe đó anh. Để rồi anh nói như vậy thì tác dụng, chứ để rồi em nói người ta nói em phỉ báng anh. Nó không có, tại là vì lý do đó mình nói thực tình mà nói luôn đó, cái chữ phỉ báng đó vì tại vì ngày xưa đó là Chúa cũng hay phỉ báng là những người luật sĩ và pha-ri-siêu. Chúa hay nói một câu đó, các ngươi cầu nguyện đừng có giống như tụi kêu bằng giả hình. Không, giống như là cái bọn luật sĩ và pha-ri-siêu nó hay đứng ngay giữa ngã ba ngã tư, nó cầm cái sâu chuỗi dài và bự, nó đọc kinh giống như cái mã tô voi. Không đó, thì nói chung đó là ngày xưa đó hầu như cái thời Chúa Giêsu là gặp cái gì là Chúa cũng phán, Chúa cũng chửi hết trơn. Bởi vì tại sao mà khi mà chuẩn bị mà Phi-la-tô giết đó là cho nói lại đó, mà chẳng không nói là tại vì nói nước ta không phải thuộc về thế gian này. Không đó, đó, nhiều khi đó mình mới nói đó là người ta là chỉ có đọc theo cái vấn đề kinh thánh, mà tại vì người ta nghe cái từ kinh thánh nó thì người ta sợ chứ còn thực tế đó, khi mà tôi đọc nó không phải nói chứ là cái kinh thánh mà
rồi sau này đó là nó mới viết ra, nó mới gom lại. Chứ còn ngày xưa Kinh Thánh, xin lỗi luôn, cái cuốn Kinh Thánh mà giống như cái cuốn Sống Truyền ngày xưa đó, là cái cuốn Kinh Cựu Ước hả, nó dày cho mày đó, còn hơn cuốn Từ Điển nữa. Nó ngày xưa là kêu là cuốn Sống Truyền, nói về cái vấn đề mà thời ông ai ai ông bà Eva đó, là nó kêu là cuốn Sống Truyền, nhưng mà sau này đó gọi là sách Sáng Thế Ký đó. Nó, tôi nói đơn giản, nói về cái vấn đề mà giống như mà Chúa cho lửa từ trời xuống mà thiêu đốt thành Sodoma và Gomorrah, đó là cái vụ mà có gia đình mà ông Lot đó, là cháu của ông Abraham đó. Là bao nhiêu đó thôi là cũng là thấy đủ, là mình thấy là nó quá trời nói dốc rồi. Trong khi hỏi chứ mấy Chúa mà Chúa và gì mà đi trả giá với người thường. Chúa nói bây giờ đó là ta cho thiên thần xuống thông báo là ta sẽ cho lửa từ trời xuống thiêu đốt hai phần thành này, tại vì lý do nó ăn uống rượu chè chơi bời đĩ điếm quá trời rồi. Thì ông Lót cũng biết ra, ông Lót mới nói trời ơi sao mà giết, nếu mà thành này đó có 50 người công chính thì sao. Chúa nói nếu có mày kiếm được 50 người công chính tao không thiêu. Rồi kiếm biết từ 45 xuống tới còn 5 người mà cũng còn đâu đủ đâu, còn gia đình ông Lót còn có 4 người, hai chồng ổng với hai đứa con gái, cuối cùng có chạy ra khỏi thành. Bà vợ trong Kinh Thánh nói nhưng bà vợ quay lại cái biến thành đá, tại lý do Chúa nói là cứ chạy ra thôi chứ không được quay mặt nhìn lại, tại lúc đó Chúa cho lửa từ trời xuống đốt mà đùng đùng ghê hồn đó. Đó tôi nói đó đơn giản luôn, sách Lót đó còn viết đó. Rồi giống như sách Gióp là ngày xưa ông Gióp mà cãi lời Chúa, bắt đầu Chúa cho là bị bệnh cùi lỡ như bằng là mình mẩy ghẻ chóc tùm lum vợ bỏ. Đấy không? Chúa mà đi mặc cả từng đứa một. Mà cả từ 50 xuống còn năm, mà tới chừng cũng không đủ năm luôn là bắt đầu mới ấy hỏi chứ trời ơi Chúa người đi trả giá thì ớt nhỉ. Mà Chúa nói là ta tạo ra con người theo hình ảnh của ta vậy, mà bây giờ có cả con người bê đê vậy, Chúa cũng bê đê à anh? Nói Chúa vừa là đàn ông đàn bà không có, tại vì anh nói là Chúa không có hình ảnh, tại vì Chúa là vô hình mà đứng tự hữu. Bởi là hỏi chứ Đức Chúa Trời là đứng nào, Đức Chúa Trời là đứng tự hữu thiên liêng hằng có đời đời quyền phép thánh thiện mà. Tại tôi nói nếu mà nói là nói tới Chúa là nói về giáo lý là tôi dẫn chứng giáo lý cho đó không? Đó ví dụ đó ta hỏi là Đức Chúa Trời là đứng nào, và trong giáo lý mà cái trang đầu tiên câu đầu tiên nó hỏi ta sống ở đời này để làm gì. Thưa, ta sống ở đời này để nhận biết thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời và thân yêu mọi người như anh em cùng nhau xây dựng một cuộc sống xã hội và được sống đời đời. Nó nói là nó trong giáo lý là cứ vậy đó, cứ già cứ đọc rào vậy thôi, chứ mà chả ai giải nghĩa cái giáo lý cho mình hiểu là cái đó là lý do làm sao như thế nào hết trơn á. Thường thì con Kiên hay nói vậy nè, người phàm không thể hiểu được Kinh Thánh. Không có, tại vì đó khổ con cái á, bên đạo Thiên Chúa đó cái gì mà không giải thích được nó nói đó là mầu nhiệm. Đúng không? Tại vì ngày xưa đó là nó có một cái câu chuyện như thế này. Tất nhiên đó là ngày xưa là có ông mà kêu bằng á là ông Martino á. Ông Martino là cái ông Martino là ông thánh mà da đen đó. Đó. Và hồi xưa là ông cũng suy nghĩ giống như mình đi, mà nói giống như mình đi. Ông mới suy nghĩ là cái nói là Chúa dựng nên trời đất hay là Chúa làm tất cả gì, là Chúa dựng bằng cái gì hay Chúa làm cái gì Chúa dựng nên. Ông suy nghĩ hoài thì lúc đó là thiên thần mới hiện ra, mới hóa thành một đứa trẻ, thấy không, mới hóa thành một đứa trẻ, mới lấy cái vỏ con ốc múc nước biển đổ vô trong một cái hang còng, đổ trong một cái hang nhỏ trên bãi biển thôi. Thì ông này thấy lạ quá, đi lại hỏi đứa nhỏ, hỏi chứ ủa mày làm gì vậy. Thì cái con đứa nhỏ đó là thiên thần đó, là quái ra đó, mới nói là tôi lấy con ốc này để tôi tát cái nước biển này cho cạn, tôi đổ vô đây để cho cạn nước biển. Ông mà mặt đi nôn nó, ủa mày làm cái chuyện gì khùng điên, chỉ cái con ốc bên lớn mà cái lỗ bên lớn mày tát nước biển làm sao cạn được. Thì thiên thần nói tôi vẫn làm cái chuyện này có thể được, chứ còn cái chuyện ông nghĩ là không được đó. Đó là thiên thần biến mất, ông mới giật mình, ông mới đúng rồi, tại là chuyện của Chúa mầu nhiệm đâu nghĩ nổi. Đó tới đó, thí dụ nói ra còn là trong phúc âm nó có những cái câu chuyện ngụ ngôn nó như vậy đó. Đó mà mình nói thí dụ như đó có mình nói, chứ có bao nhiêu người hay là đây nọ đọc phúc âm phải nhớ lại những cái câu chuyện ngụ ngôn đó chưa,
không? Đó. Thì chỉ có một hay hai người tôi thấy giống như bữa hôm tôi thấy cô có cô giáo Trần Ly có dẫn chứng, có cái có một cái bài phúc âm nói về kêu bằng người giàu có và kêu bằng ông Lazaro thôi đó. Nói là khi mà tôi nghe cô đọc lên cái đó, tôi đọc lên cho bà xã tôi nghe liền, tôi nói đây nè, nói vụ người giàu có và Lazaro là dạng giống như ông Lazaro này, ông bị ghẻ chốc rồi nằm ở ngoài, còn giàu có nó ăn bánh mà chỉ muốn ăn bánh dụng ở trên bàn rớt xuống thôi, không được chỉ có chó tới liếm ghẻ. Thì tôi vừa nói xong là Trần Ly nói dài dài tới đó, bà xã tôi mới ớn tôi chứ. Thế là bà xã anh cũng có nghe cây nghe mà. Có, tới nói chung là khi tại thường thường đó chắc tối mà tôi vô trong trong phòng ngủ là khi tôi mở cái kinh của Trần Ly xong rồi có đầu tôi chuyển qua tôi mở Phật pháp thì đó những cái gì tôi nghe bà cũng nghe chứ, nhưng mà thường thường đó là bà nghe thóng thóng qua thôi, nhưng mà bà đặc biệt có một cái là cái gì bà thắc mắc thì bà hỏi là tôi giải thích liền. Tại vì bây giờ có những cái sách trong Phật, bởi vì có những cái mà Trần Ly nói giống như trong cái cuốn mà Matthew mà nói về vấn đề mà Chúa nói đó, các anh em đừng có tưởng đâu ta đến đây để mang bình an, không ta đến ta mang gươm giáo và chia cắt đó. Con cha chống đối cha, con gái sẽ chống đối mẹ, nàng đi ông sẽ chống đối mẹ chồng đó. Thì tôi có cái đó trong sách trong sách Matthew có. À, ta ý bà nói là dạng giống như nghe mấy người này nói, bà nói có khi nào ta nói xiêm không, tôi nói không, cái đó có. Thì hãy tôi nói có thì bà tin tay thì thường thường là tôi chơi với anh em hay này nọ với bà xã tôi đó, bà hay nói câu là hầu như là mình không phải nói cho tôi rất ghét là vấn đề nói dốc vô đó, là khi tôi nói cái dầu hầu như anh em nói ai nói không tin với tôi nói là hình như là tôi tin. Có một khán giả hỏi anh nè, xin hỏi anh có phải nhờ thâm nhập Phật pháp mà anh có trí nhớ tốt và tuệ giác mở ra sâu sắc như vậy, hay đó là tư chất có từ trước trong anh? Không, tôi nghĩ là xin phép trả lời là đúng, là tôi nghĩ là chắc có lẽ là từ lúc mà tôi nghe được Phật pháp đó, tại lý do là tại vì Phật pháp là có cái câu là di tệ thì nghiệp, mà lấy trí tệ làm thi nghiệp làm sự nghiệp. Mà tôi nghĩ đó, tại vì đó là trong Phật là có những cái bài thuyết pháp của các thầy đó, tôi có nghe nói một câu đó. Thí dụ như là mình đi học thì mình có kiến thức, không? Thì người ta cho mình là trí thức, thì đó là cái đó là có học thức. Nhưng mà có một cái là trí tuệ đó là tôi cảm thấy là không học được và cũng không ai dạy được. Tại vì lý do đó là tôi có những cái là như cái bộ nhớ của tôi đó, thì tôi hay nói đó. Có khi là tôi ăn cơm mà chịu hỏi tôi ăn gì tôi cũng quên rồi. Nhưng mà khi mà tôi nghe qua cái kinh Du Lan đó, tôi xin lỗi tôi đọc sơ qua cái kinh Du Lan cho mấy vị nghe khúc đầu thôi. Không, ta từng nghe lời tạc như vậy là một thở nọ Thế Tôn ăn chủ mà xá vệ thành kỳ thụ viên chung mà một liên mới được lục thông. Muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm lưng công dưỡng dục thâm ơn dốc trả nghĩa sinh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hạnh di tiên. Bèn dùng tệ nhãn dưới trên kiếm tiền mà thấy dâm mẫu sanh làm ngã quỷ không muốn ăn tiều tị hình hài một liên thấy vậy bi ai. Biết mẹ nói khác ai hoài tình thâm đó, mình nói đó thí dụ như vậy đi, là cái kinh, tại vì kinh Du Lan nó dài tới gần 7 trang mà tôi thuộc hết trơn đó, thì đọc đó thì nó rất là dài, mất thời gian mình đọc sơ đó, những cái kinh đó thì tôi nghe qua tôi thuộc đó. Rồi hoặc là có những cái câu mà trong Phật pháp nói rất là hay, là trong cái kinh của sấm của Đức Thầy hay nói cái câu đó. Mình là con người của mình cũng hay nó hay có dở cái chỗ này, ta nói là Phật xi măng thì ép cho ăn, còn Phật nuôi dưỡng bỏ lăn nhịn đói. Cũng có là tôi nói, bởi vì tôi nói đó là ai người sống ở trên đời này nè, tôi nói với anh em tôi đó, đừng có làm cái trò hiếu nhi. Làm cái trò hiếu nhi tôi nhìn tôi biết hết trơn, là tại lít cha mẹ còn sống nè mà không lo phục vụ hay không làm đi, còn chết rồi bày đặt xin lễ hay cầu lễ còn gì đó. Tôi nói đó là hiếu nhi làm hình thức thôi, không có tác dụng. Đúng đó, tôi nói đó, bởi vì tôi nói đó là Phật cái nói đó, đừng lo đi lại tượng cốt Phật đồng, mau về lại kẻ ẩm bồng ngày xưa. Đúng đó, trời ơi, Phật ở đâu đó, tôi nói là Phật ở trong tâm chứ Phật ở đâu xa. Tôi nói là chớ tìm Phật ở đâu, Phật tại tâm chứ đâu xa, chớ tìm Phật ở trên non núi, đúng không? Đức Thầy nói một câu là chúng đục đẽo những cây với củi mà đắp xi măng sơn phết đặt tên thôi. Chứ có gì đâu, bởi vì mình nói là có những cái đó là nhiều khi người ta dùng cái hình tượng để dạng giống như là một cái phương tiện thôi. Bởi vì ta nói là nói về bên đạo Phật đó, là Phật nói như vậy mình có hiểu cái phương tiện chứ không phải là nghĩ như vậy. Bởi vì tại sao mới nói một câu là y kinh mà diễn giải là tam thế Phật quan là như vậy đó.
Trời ơi, mình nói còn còn nói về cái vấn đề mà học thì nói thực tình mà nói là mình không có học, tại vì lý do thứ nhất là nói không ai nói chứ dù sao đó là mình ở đây đó cũng giống như là mình ở ở giống 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 như trong lòng cái xóm đạo, thấy không? À, thứ nhất là mình không thể nào đó mình đi chùa được rồi, nhưng mà tôi rất có duyên với bên chùa, là kể cả có nhiều người đó người ta nói tới ông thầy này ông thầy kia ta nghe đó là nói chung là hầu như thầy nào mà nói là chủ trì chùa nào là tôi nghe là cách giảng như thế nào là tôi nghe tôi vẫn vẫn còn nhớ thuộc hết trơn chứ bộ. Ừ. Thế anh có biết cái những cái vụ ấu dâm mà chấn động không? Anh có biết không ạ? Nói chung ngày xưa đó, ngày xưa lâu lắm rồi, ngày xưa mà tôi không nhớ thời điểm nào mà tôi có đọc những cái cuốn báo đâu đồ này đó, tôi cũng cũng có nghe nói. Còn cái chuyện mà ấu dâm là tôi nghe ông Benedicto đó, ông đã nói từ cái lúc mà ông còn làm kìa, ngày sau này đó nội tôi thấy là mình nói không phải nói với nội, tôi thấy là từ xưa tới giờ chưa có cái dạng mà lưỡng hoàng giống như cái thời ông Benedicto với ông Francis bây giờ đó, mình thấy nhiều đó là thấy mắc cười rồi. Bình thường nghĩ rồi thôi là đi lui về về nhà dưỡng lão nhà hưu rồi ở với ai, mà ông kia ông lên ngồi ông cũng ngồi kế bên giống như buông rèm dép chín gì chết bà rồi, không giống ai chứ. Cái đó là tôi phản đối. Nói chung là tôi đã dẫn chứng ra những cái mà về trong cái vấn đề mà cái vấn đề mà tòa thánh Roma, tại vì ngày xưa đó lúc mà còn nhỏ nhỏ tôi có đọc cái cuốn mà Công Đồng và Thiên Hai á đó, là cái cuốn đó là ngày xưa thì ông già tôi ông làm mà hội đồng giáo xứ, mà do đó những cái sách gì đó là kể cả năm 83 đó, khi mà Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước mà tổ chức họp ở Hà Nội là nhà khổ nghèo gần chết đó, là cũng phải gắng lo tiền cho ông đi ra ngoài đó ông học mà đó. Rồi xong đó là tôi có đọc luôn kể cả cái cuốn kỷ yếu, là nó kể tên các thời giáo hoàng với các linh mục. Bởi vì tại sao đó ngày xưa là tôi mới biết là cái ông linh mục mà ở họ đạo của tôi mà cái ông đánh rồi gian man, là tôi mới biết là ổng là sinh năm 1939 chịu chức năm 1969 đó. À rồi đó là tôi mới biết được cái đó. Còn cái vấn đề mình nói không phải nói chứ, đó giống như nãy tôi đã nói là cái vấn đề mà kể cả mấy cái bà mà mấy cô đệ tử là giống như đi vô mà tu chưa chưa có phải mà đi tu chính thức á, là còn đã bị là trong đó là mấy thầy mấy cô đồ đó là hốt rồi. Bởi vì tôi hồi đó tôi hay kể cái câu chuyện vui, tôi hay kể cái câu chuyện vui trong nhà thờ mà mấy người có đạo mà lớn lớn tuổi nghe thì người ta cười thôi, chứ còn mấy cái người mà sùng đạo đã chửi tôi chết. Tôi nói tại bữa đó là tại thường thường đó cái họ đạo nào cũng có mấy bà phước đi theo để phục vụ, là vấn đề mà lo giặt ồ ba cái áo lễ chứ, mà chuẩn bị mà chén tiết đồ để làm thánh lễ cho mấy ông cha đó. À thì bữa đó có một cái bà phước á, bà làm thiếu cái gì đó là trong cái bữa lễ đó, là khi mà bà lên bà rước lễ đó ông cha đó, là cái bằng đó, tại vì ngày xưa rước lễ đó là ông cha ông cầm cái bánh lễ á là ông đút á, là được đút vô miệng mình luôn chứ không phải để vô lòng bàn tay mình tự lấy ăn như bữa này, Đúng rồi. thấy không? Nào đó, nhưng mà ông làm bà ông giận bà này làm vậy đó, ông chơi ông đút ông lấy cái ngón tay ông đẩy vô cái lỗ mũi bà này là ông xịt máu mũi luôn đó. Bà này nó bắt đầu bà mới giận, bà nói ông cha gì đâu mà cái còn giữ như quỷ ha, chữ luôn chữ, nhưng mà dạng giống như chỉ có bả với ông cha nghe thôi. Cái sáng bữa sau cái ông đi qua cái bàn ăn của mấy bà phước chuẩn bị sẵn đây đó, là mấy bà phước mới chuẩn bị bàn ăn cho ông cha. Cái ông nói ông mới kể cho mấy bà phước, ông nói hồi tối tôi nằm chiêm bao. Cái mấy bà hỏi ủa cha nằm chiêm bao thấy gì cha, cái ông nói tôi nằm chiêm bao tôi thấy tôi chết tôi xuống quả ngục. Trời ơi, mấy bà phái cười tủm tỉm ha. Cái ông nói tôi thấy mà tôi đi từ trước ra làm sao mà tôi thấy toàn là mấy ông cha mấy linh mục rồi giám mục đồ bị xuống quả ngục không à, không thấy bà phước. À cái mấy bà đèn phái thiều khiều ông ra cười tủm tỉm. Cái ông ra cái ông ta tôi đi ra tới trước cửa ngục, tôi thấy cái thằng gác cửa nó cầm dĩa ba thấy ghét quá, tôi đạp nó một cái nó ngã ngang, cái tôi thấy trời ơi cái bà phước ở trong lỗ đít nó chui ra lúc nhúc hết trơn luôn. Là chứng tỏ là mấy bà bị nhốt còn nặng hơn mấy ổng đó đó, mà quắc cười đó tôi kể câu chuyện đó tôi trời ơi, đạp nó là ngã ngang, có thấy mấy bà bước ở trong lỗ đít nó chui ra đầy hết trơn luôn. Tôi kể 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 cái này đó, cái đó kể chuyện này kêu kể chuyện xong, kể chuyện này nó chửi mình dữ lắm luôn.
Mà anh ngày nay là như như em theo dõi chính con chiên tố là mấy cô master là hầu như bị hốt hết anh. Đúng rồi, tại vì đó khổ quan cái đó, tại vì ở trong cái vấn đề bên đạo Thiên Chúa đó hay có cái mạng là vài dạng giống như là phục vụ và vâng lời, Đúng rồi. thấy không? À, chỉ có biết nghe thôi, dạng giống như biết nghe thôi chứ còn đó không có được quyền phản đối. Tận hiểu Nói dầu tận cho nghe. biết nó là nói dối hay là nó nói là không đúng cũng không dám được quyền phản đối. Lại hẳn hay đưa cái câu mà Maria xin vâng á để nói Ừ. nữa. Tụi nó Tôi nói đó, tôi nói mà cái thời đó ha, cái thời mà ông già tôi còn làm hội đồng giáo xứ đó ha, mà gặp mà dạng giống như nó có cái lực an ninh mạng bây giờ đó, là tôi kiện ông cha ở dưới họ đạo ở dưới ha, là ông bị phạt kêu bằng chất bà ông luôn rồi. Tại vì ngày xưa đó ở dưới là những cái người mà dạng giống như lấy đạo mà không học giáo lý mà không làm phép đó, người ta kêu là rối ha. À, ta kêu là rối mà là rối ông đạo. rối đạo đó, là ông cha ông cấm là không ai được là đi đi dự cái đám cưới đó hay đi làm trơn đó. Mà thường ông già tôi không có tiếng ở trong xóm, hồng dưới đám nào cũng mời ông làm dưỡng tộc hết trơn á. Thì đó Cái tình trạng này là ở đâu cũng bị như vậy đó. à, mà ông làm dưỡng tộc như vậy đó thì cả gia đình đều bị cấm là đi nhà thờ đi chứ không cho rước lễ. Cả gia Nhưng đình anh luôn hả? đó, nhưng mà có một cái đó cấm không cho thì mà không nói gì đi, nhưng mà có một cái ông kêu tên ông già tôi đó, là trên trong trước trong cái họ đạo mà cái ngày lễ Chủ nhật nhất đám đông đó Là rao tên mới bên nói nhà đó, rao rao ông mới nói chứ ai chứ năm tinh là tay ông già tôi cũng thứ năm ông tinh tinh đó đó, ông nói ai chứ năm tinh chứ ông mới kêu đưa chén cứt cũng dám ăn lắm à. Đó, linh mục nói tại vì lý do của cha mà nói chuyện kêu đó. Chứ thứ hai nữa đó là tôi thấy trong xóm đó là chỉ có ba gia đình nó khá nhất trong xóm, thì từ cái lúc ông về tới ông chết là tôi thấy ông chỉ có đi vô ba nhà đó thôi chứ mấy nhà khác không có ghé. Chỉ ghé những gia đình giàu thôi. Tới nhà ghé mấy nhà đó mới có ăn. Đó, rồi thứ hai nữa là thường thường ông cha tới mà ông muốn ăn cái gì đó cũng 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 phải lo phục vụ. Thí dụ như ở nhà mà có nuôi có con chó mà duy nhất là quý nhất đi mà ông không thích ăn thịt chó không mặn chó đó cho ông ăn đó. Cũng vật ra đó, cũng vật ra giết đó. À, bởi vì tôi mới nói rồi, bây giờ khi mà tôi ngồi tôi mới nghiệm lại, tôi nói đúng ra là quá trời là dạng giống như nó vừa là mình là ngu sỉnh, vừa có cái mình chịu đựng cái thời gian đó chuyện là quá trời kêu bằng là quá uổng. Quá uổng. Uổng phí Nói mà. chuyện nói chuyện uổng tôi cảm Mà cái thằng linh mục nơi anh mất dạy quá. Chỉ vì ba anh là giống như kiểu như giống một dạng như là mình gọi là người uy tín nhất trong ấy, cho nên đám cưới đám đồ người ta hay mời. Mà cha ba anh là giống như cũng muốn giữ hòa khí cho nên đi, thì cuối cùng thằng linh mục đó nó dám nói câu là ai chứ ba anh thì đưa chén cứt cũng dám ăn. Cái đó là Thì đó một thằng khốn. thì tôi mới nói mà gặp gặp thời buổi này đó là nó còn mà nói câu đó là tôi cho là cái hoàng là dạng giống như sỉ nhục làm nhục khác là vẫn bị nằm ở trong cái điều luật của hình sự chứ bộ, thấy không? À, mà nói là dạng giống như là anh nói là sỉ nhục người ta mà trước đám đông nữa. Với gì trời đất ơi, tôi nói xin lỗi luôn, nói cỡ đó luôn đó chứ không phải giỡn đâu. Đây nè, tôi đừng nói ai đó, tôi nói gia đình tôi thôi đó, mà ông già tôi là cái người đó là kêu hoài dạng giống như là mình nói không phải nói chứ là phụng sự hoặc đó là cho hoặc đó là cái đạo Thiên Chúa này đó là tới hơi thở cuối cùng đó. Ổng là Noel Noel gì ha, mà ông già tôi không khéo tay, có một cái là ông cắt chữ mà cắt cái chữ mà để dán trên mấy cái băng gôn đồ đó, là đến nỗi là cái tuổi thế hệ trẻ sau này đó trước khi ông chết mấy năm là còn phải vô phải nhờ ông truyền nghề là đó, tới nhà ông cắt gâu vuông 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 hết trơn, rồi ông cắt chữ gì thì là bắt đầu ông lấy kéo ông xiếm sao ông cắt ra chữ đó là y như nhau hết trơn, không có đo vẽ gì trên á. Tức là ba anh là gần như dành hết hết cả cuộc đời cho nhà thờ đấy nhỉ. Đúng rồi, ông nói chung là nhà thờ tới Noel hay phục sinh trang trí nhà thờ làm lồng đèn mắng cỏ rồi treo cờ gì là một tay không không đó, đó. Mà tới chừng cái vụ ông mất thì cái vụ mà như hồi chiều anh nói đó, cái vụ mà đất thánh đất thánh. Nó tất nhiên là phải để cho ông cha chỉ định ngày giờ nào liệm thì mới được liệm, thì ông mới tới dự, ông làm phép xác cho, còn mấy thôi ông không làm, ông không vô thì rốt cuộc là tụi anh ở nhà tự làm thôi. Thì rốt cuộc là bên đạo tỳ đó là cũng là bên chạy hòm đó, nó nghe là tại vì chạy hòm thì nó có nói tại nơi chạy hòm nó cũng nằm trong cái xóm đạo đó, nhưng mà cái chạy hòm thì lại là cái người không có đạo.
Nhưng mà người ta nằm trong xóm đạo, người ta nói ủa ở trong cái xóm đạo này đó là thường thường là mấy người có đóng cái tiền quỹ hàng năm, mà cái tiền quỹ đạo tỳ đó mà là cái đó là bên đạo tỳ người ta lo, mà cho do đó là tụi con khỏi lo cái chuyện đó, đậu khỏi khỏi có cần thuê đạo tỳ đó. Tại vì nó nói là ông bà đó là đóng tiền bao nhiêu năm trời rồi đó, bây giờ giống như ông già tôi 90 tuổi mới chết. Có khi ông đóng từ hồi thanh niên cho tới giờ 90 tuổi đó. Thì bởi vậy tôi coi nó, thì tới chuyện cuối cùng là mình cãi lời ông cha mà không có nghe ổng á, là cho định giờ đó là nó không cho đạo tỳ vô luôn. Rồi tôi mới điện cho cái tụi chạy hòm đó, thì nó gọi để con cho cái đạo tỳ của tụi con vô là nó lo chuyện đó. Rồi phía trong đó được sâu với trời ơi, tôi nói thật luôn đó, nó nhiều cái mà tới thời và điểm này đó mà nó còn mà dạng giống như là nó còn quyền hành cỡ đó vậy đó. Nhưng mà tôi nói rồi, cái gì tôi nói cái gì nó cũng có nhân quả thôi, chứ là từ từ thôi, không có trả sớm thì trả muộn thôi. Giống em đồng Trần Tử cũng ở miền Tây đó, em bảo là ba em ấy cũng làm như ba anh đó, mà có hai người con lấy chồng vợ ngoại đạo mà cả gia đình bị phạt 6 tháng không được đi nhà thờ đó kìa. Nó kêu là dứt phép thông công đó. Đấy. Đối với những người cuồng đạo thì đó là một cái hình phạt quá nặng nề. Thì cái đó là nặng nhất rồi đó, dạng giống như là cái đó là giới cái xong rồi còn phải đi xin tội rồi nó là mới được, là cho rước lễ lại được. Chứ chừng nào mà ông cha đó ông xả cái đó đó thì dạng giống như là đơn giản giống như mà ngày xưa trong giáo lý là Chúa nói là ta giao chìa phá nước trời cho con cầm buộc điều gì dưới đất thì trên trời cũng có, cầm buộc con sáo cởi điều gì dưới đất thì trên trời cũng sáo cởi đó. Thì đó là cái chuyện đó, ví dụ giống như ông cha đó, ông cấm cái chuyện đó. Ông cha phạt ở đó là đối với những người cuồng là nghĩ rằng ở trên trời mình cũng bị phạt đó. Đúng không? Đúng rồi, nhưng mà con cái thí dụ ông cấm đi rồi chừng nào ông ra lệnh xả thì đó là mới được đi nhà thờ, mới được rước lễ lại. Chứ không phải mà nói là đâu phải mà nói ông cấm rồi xong mà mình đi chui qua chỗ khác được đâu, mà hãy đi chui chỗ khác là về mai mốt cũng phải xin tội cho ông biết, ông cũng biết ông cũng xử nữa à. Đằng nào cũng bị ống cái nào đằng nào cũng bị nắng đầu đúng không ấy. Do đó là nói vậy là không có đã nó kiếp con chim cũng thể thoát được, kiểu gì cũng bị. Bây giờ ngu thấy bà đó. Hồi đó bị cái nào đó làm cái gì cũng đi vô nói cho ông nghe chứ, giờ hối hận. Đấy, anh biết lòng những cái người mà không theo đạo như tụi em á, có những cái điều mà tụi em rất là mắc cười mà thấy nó rất là gọi là quái đản, nhưng mà người công giáo thì họ cho rằng là họ là văn minh nọ kia, đó là cái hình thức xưng tội là một. Giống như thằng em thứ 15 tôi dưới đó thì bữa trước nó có điện, nó có báo, nó nói là tại vì nó làm chính quyền chứ mà. Nó nói là nó cũng có vận động được số người đang nghe cái cuốn mà kêu bằng dấu giày Vatican trên quê hương tôi rồi. Ủa vậy hả? Đó. Nó nói là em cũng có nói một số người nghe thử cái đó coi tình hình thì coi làm sao. Thì nó nói cũng có số người chịu nghe. Thứ nhất là tại vì nó cũng là người có đạo mà giống như giờ nó làm chính quyền. Mà nó cũng gạt năm nay nó không đi nhà thờ, do đó nó nói thì người ta cũng có số người ta cũng tin nó. Đó. Rồi đó, rồi xong là tôi mới thấy tại vì tôi thấy cô lên đó rồi cô có nói về cái đó, rồi nói về cái trong cái cuốn sách hiếm đồ của vợ của ông giáo sư Quang đó, thì mình thấy là nói những cái đó là tôi biết là đúng hết. Anh cho em địa chỉ đi, em gửi tặng cho anh hai cuốn để anh gửi về dưới cho cái người em út nè. Cuốn gì vậy? Cuốn dấu dài. Không, cô có cái cuốn gì đó thập giá và lưỡi gom, tại vì thì giống vậy thì ok. Thập giá có sẵn luôn, có sẵn hết. Nếu gãy là tại vì tôi sạc trên mạng là cái thập giá và lưỡi gom thì nó không có bài, nó chỉ có khúc là nó không có bài hết. Em có photo sẵn luôn rồi. Rồi nếu photo vậy cô cho xin một cuốn đi. Rồi gửi luôn cho anh mấy cuốn. Tại vì tôi nói chung là những cái gì hay đó mình cũng thích đọc, với thêm cái nó thấy cô mà cô giáo mà cô dạy học mà cô cũng có thời gian mà cô lên live stream suốt vậy là thấy cũng rất là quý. Anh nói với anh vận động với
người em anh làm chính quyền á là chịu khó không đọc được thì lên kênh Trần Ly đây nè, bữa nào gặp anh đưa cho anh cái cuốn này nè. À, cái cuốn của Sạc Lê Nguyễn hả ông? Ông cái cuốn đó à, cuốn đó là như là cuốn này của ông linh mục Trần Tâm Tĩnh, viện sĩ Viện Hàn Lâm Hoàng gia Canada. À, ông Trần Tâm Tĩnh. Okay. Đó rồi, còn cái trang sách hiếm là mấy của ông Sạc Lê Nguyễn ha. Dạ, không, trang sách hiếm là của một người là cũng con chiên giống anh, tức là cô Lâm Phú, cô Lý Thái Xuân. À, có bà Lý Thái Xuyên là cô Lâm Bảo Châu đó. Lâm Phú Châu. Lâm Phú Châu là vợ của ông Nguyễn Mạnh Quang. Đây của tác giả cuốn này là phu quân của trang chủ trang sách hiếm. Cô Châu đó là nói chung đó là cổ cũng ấy đó, nhưng mà có một cái dạng giống như là mình ngày xưa đó là giống như cổ có bà chị gì đó cũng làm, cũng cả mẹ bề trên thì giống như bà cô thứ ba của tôi đó. Dạ, là ngày xưa đó là cũng là đi tu, là kêu làm bên bà Phước đó, là cũng có tiếng. Tất nhiên là ngày xưa năm 65 đó là trận sập nhà thờ ở dưới ông Hào đó, là để mà Mỹ bỏ bom sập nhà thờ đó, là ông già tôi mắc kẹt ở trong đó, là cũng nhà cũng có bà đó, bà mặc cái áo vòng mà bà khóc đó. Lúc đó mấy bác sĩ Mỹ nó mới cứu ông già tôi đó. Tức là thấy có, tức là biết là người con chiên á mới cứu á. Biết nhau coi chứ, thì mà thấy một cái, tại vì thường thường đó mấy Mỹ ngày xưa nó thấy những cái người mặc cái áo mà áo tu á, nó cũng nệ, nó quý lắm. Yeah. Ừ. Đó thì đó tôi có bà cô đó là bà ở trên cụ lao viên á, rồi xong rồi bà lớn tuổi hay sao bà cũng ở trên đó, bà cũng chết trên đó rồi chôn trên đó luôn. Em nghe anh nói cái câu này á, em nghĩ là nếu nhà thờ mà nghe được chắc họ tê tái lắm. Anh là bao nhiêu năm anh tin anh theo á, giờ anh thấy hối hận, thấy tiếc gì đâu không á, đúng không? Anh tiếc đúng không? Đúng rồi. Để, bởi vậy tôi nói là ở đó thì bởi vì mình thì mình tiếc cái thời gian của mình đó, là ngày xưa đó là mình đi giống như nó sai đường. Còn mấy bà chị tôi với bà tiếc cho tôi đó, học giáo lý giỏi quá, bây giờ đó đi phản Chúa. Mấy bà chị đó chắc khôn lắm hả? Cuồng, trời ơi, bác cuồng, và bà cuồng, và bà dở hơn cái đó là giáo lý phúc âm bà không có gành bằng mình. Yeah. mà cứ nói ra là đi giảng đạo với mình, mà khi tôi bắt bẻ cái trả lời không được, cái rồi cứ nói mai mốt được mày chết đi mày biết đó. À, tôi nói thôi, tôi còn sống tôi biết được rồi chứ chết biết chi nữa. Mấy người cuồng thường là họ không bao giờ đọc vô kinh thánh đâu. Ồ, đọc dữ lắm à, mấy bà này đọc dữ lắm mà trời, mấy bà còn đi giảng đạo mắc cười lắm. Bà ở cái vùng dưới cái chỗ của bà đó, bà cũng dẫn động được mấy người đi theo đạo. Đi dụ theo đạo mà khổ hơn cái là bữa nào bà có ở dưới đó đó, bà đi nhà thờ người ta mới đi, mà bà không có là người ta không đi. Vậy là chắc là các bà có cho cái gì nè rồi họ cũng nền này họ đi, nhưng bữa nào các bà ở đó đi nhà thờ thì họ không đi. Tại cái đó tôi không biết, nhưng mà có mấy lần bà mới về với nhà ông già bà già đó, thì cái tới ngày Chủ nhật cái rủ ở lại chơi, cái bà với hai vợ chồng gấp rút về hỏi vụ gì á, nói tao về đó tao đi nhà thờ chứ tao không có, tao cái mấy cái bà ở sớm mấy bà mới vô đạo bà không đi. Trời ơi. Kêu đạo làm gì vậy, ta đi vô theo bà chứ đâu phải ta theo Chúa đâu. Có nghĩa là bà không đi nhà thờ thì mấy người tân tòng mà bà dụ đó họ cũng không đi. Không đi, tại vì thường thường đó là trên đường mới đi nhà thờ, mới đi ngang nhà mấy người đó. Bởi vì tôi nói bây giờ anh chị nè, muốn dụ người ta vô đạo đó dễ lắm. Anh chị sống làm sao để cho người ta nói đó, nếu vô đạo phải được như gia đình cô Hạnh như vậy đó hả, vô đó khỏi cần kêu khỏi ngủ ai hết trơn á. Thí dụ mình phải sống thì sao là gia đình êm ấm vui vẻ, hay là cái bằng á là tôi nói vợ chồng con cháu thịnh hòa, quý hơn châu báu ngọc ngà giàu sang, đúng không? Yeah. Đó thì đó mà để cho người ta thấy là người ta nói nếu mà theo đạo Thiên Chúa nghe tên nó như gia đình đó mình cũng nên theo đó, thì là người ta tự động ta theo à, chứ khỏi cần phải kêu réo khỏi dụ ai hết trơn á. Thế trời ơi, còn bà đi cứ đi lại, bà nói ôi Chúa quyền năng rồi đầy nọ, theo Chúa đi, mai mốt mà Chúa thì chết rồi Chúa rước về lên thiên đàng hay này nọ. Hồi xưa đó lúc mà tôi nói thật với cô giáo luôn đó, là ngày xưa lúc mà tôi chưa có gia đình kìa,
lúc mà tôi còn ở trong nhà tôi đó, còn trong gia đình đó, mà tôi nói cái vụ mà chết mà lên thiên đàng chứ xuống quá ngục đó, thì lúc đó tôi cũng có tin. Mà tôi nói nếu mà trong nhà tôi, anh em tôi đó mà chết, mà thí dụ như nhà tôi 15 người với cha mẹ tôi nó 17 người đi, tôi nói mà thí dụ như mà dạng giống như đó là 16 người kia xuống quả ngục, mình nên tôi lên thiên đàng mà tôi cũng xin xuống quả ngục chung luôn cho vui, chứ không có là mình nên trên thiên đàng chứ nó buồn. Đúng rồi. Là tôi nói gì đó, tôi nói gì đó, tôi nói nếu mà những người thân của tôi, những người thương của tôi mà muốn tôi thích ở chung, mà trong khi thí dụ tôi lên thiên đàng mà cha mẹ tôi hay anh chị tôi mà xuống địa ngục, quả ngục rồi đó, tôi xin xuống luôn, xuống quả ngục luôn ở chung cho vui. Giống như có lần ở trên Tây Ninh có một ông cha ở Tha La đó, ông ấy nói là sắp tận thế, mà khi tận thế là cả Việt Nam là chết hết, chỉ còn lại cái khu vực Tây Ninh thôi. Cho nên mấy bà trên đó mới đi mua đèn cầy, mì tôm để dự trữ. Bà đó bà dặn em là đừng có bầu nữa, có bầu thì mất công tận thế, tội nghiệp em bé. Rồi đi mua mì tôm mới đèn cầy dự trữ em, nên nếu mà chết gần hết chỉ còn Tây Ninh em chẳng thích sống. Có hình dung mà như bình đĩa rồi xác chết lênh bênh rồi bỏ dịch bệnh, còn mấy người loe ngoe sống thì sống làm gì? Đó, cái con bé mà tôi dạy nó lái xe đó, thì nó có thắc mắc của tôi, nó đọc kinh thánh, nó đọc về cái vụ mà con tàu ông Noe đó. Trời ơi, tôi nói cái đó giả tạo, nó dốc thôi con ơi, chứ nó nói sao bây giờ cũng có thấy con số người ta nó có sự tích, thì cái sự tích thì cái tên con tàu Noe tôi nói giống như tên tàu Titanic vậy đó, ta muốn lấy tên thiếu gì. Thì nói chung con bé này đó thì nó cũng hay thắc mắc, thì mình giải thích. Tôi nói đây nè, chú ngày xưa lúc mà chú còn ở trong đạo là chú từng đóng vai ông già ông Noe nè. Tất nhiên đó là theo lệnh của chúa là đóng tàu trăm thước cứu cho gia đình, mỗi loài vật lấy lên, mỗi một cặp là con đực con cái. Thấy không? Đó, là chú là cái người đóng vai ông Noe là để đóng chiếc tàu đó nè, rồi xong là tới chừng nước rút xuống á, rồi là bắt đầu mới cho chim bồ câu bay đi để lò dò la tin tức coi nước cạn hay chưa, rồi sau này chú dựng cái móng ở trên trời đó là nó làm cái giao ước với ông Noe là từ đây về sau không cho đại thủy nữa. Đó là cái đó là toàn là dạng giống như đó là thật thổi nó chứ. Em mới nói chúa rảnh háng đó, chúa toàn năng, thì chúa thì giống em từng nói là giống như là sơn tinh thủy tinh á, đúng không? Tao xây cho mày một, tao đưa mày lên ngọn núi này, rồi tao dâng nước đến đây, gây lũ lụt đến đây, thì vợ chồng mày, gia đình mày, một bầy chim này cứ ở trên á, đúng không? Tao dâng lên cho, mắc gì kỳ công kỳ ấy, đi đóng một con tàu xong đi bắt từng cặp, mỗi loài một cặp, mỗi loài một cặp, nhốt vô trống đi, ở lênh đênh, cái nó rắn háng thiệt chứ. Nói rồi tôi nói vấn đề ông ai do ông bệ ba, ai do ông bệ ba đẻ ra chỉ có hai người con là Cain với Abel thôi, đúng không? Đúng. Nhưng mà khi dân lễ đó thì đó là cái thằng Abel đó thì nó nuôi chiên, nó lựa những con chiên béo tốt đó, là nó tế lễ cho chúa, chúa nhận lời. Còn Cain đó thì nó hạ tiện, nó lụm những cái trái mà sau trái rụng đồ đó nó dâng cho chúa đó, chúa ghét, chúa không nhận lời, thì bắt đầu nó giết Abel. Giết Abel xong bắt đầu chúa mới kêu ông ta in lên, liền chúa nói máu của em người đã chảy tới tay ta, không ta đó quyền ổ người thì gì, bây giờ mình nói đi đơn giản đi, bây giờ đó là ca in đi giết Abel chết, chỉ còn ca in thôi, chỉ ông bây giờ ông bà già làm xui với ai mà đẻ ra cái mày con cháu sau này. Bây giờ nếu mà mình nói là mình là con cháu, tại vì mình sau này đó mình đều gánh, mình bị dính cái tội nguyên tổ là tội tổ tông truyền đó, là tất nhiên mình ông tổ ông của mình là dân mẹ già, thì tất nhiên là phải có những người là các thế hệ đẻ ra dài dài sau này chứ, vậy là bây giờ không có nói làm xui đi, vậy gì chứng tỏ là cái ảnh lấy ai mà để đẻ ra quá trời vậy. Mà trong khi nguyên tổ là Adam Eva, Adam Eva mà đẻ ra là trong sáng thế ký đó là chỉ nói là chỉ có hai người con thôi, cái ảnh và Bê Lê thôi, đúng không? Thì mà nói giống như Abraham chia đẻ ra Isaac để Gia-cốp để 12 chi tộc thôi. Giống vậy. Đó, mình nói là nói về cụ ước cái thời đó đó, thì tôi nói là đơn giản vậy thôi. Mà mình nói là giống như có mình anh còn có mình anh kênh đó. Rồi vậy là bây giờ đó rồi sao mà kinh thánh không viết tiếp đi. Không viết tiếp là Cain là lấy với ai, mà nói đơn giản giống như tới cái thời Gia-cốp đi. Cũng còn có mà tôi nói nè.
ngày xưa các tổ phụ mình thấy nó giả dối không? Cái lúc mà Gia-cốp, cái lúc mà ông Y-sác đẻ ra có hai đứa con là thằng Ê-sao với Gia-cốp à, đúng không? Cũng hai đứa à. Nhưng mà cái lúc mà người Ê-sao, tất nhiên là bà già đó thì bà thương thằng Gia-cốp hơn, do đó lúc mà mới phục vụ thương Gia-cốp hơn, mới phục vụ cho Y-sác uống sỉnh đi, mới lấy cái áo lông cù đó nó mặc vô cho thằng Gia-cốp, mới nói là đây là Ê-sao để cho Gia-cốp lại mới chúc lành, mới dạng giống như là mới di chúc tài sản để cho gọi là cướp quyền trưởng nam. Có quyền trưởng, nhưng mà đó mình nói là giống như cái thời xưa đó, cái thời tổ phụ thôi đã có giả dối rồi, thì huống chi nó truyền tới con cháu nhiều đời sau này nó dối cỡ nào nữa. Không, mà mình nói đó, bao nhiêu người lên trên kinh của cô giáo đó, nhiều khi có nhiều người ta nói xấu qua, chứ người ta không có để ý tới cái chỗ mà cái lúc mà bà vợ cũng Gia-cốp, mà trong khi ngày xưa đó, rồi tới thời Gia-cốp đi vô trong sa mạc đi nuôi chiên cho ông cậu, thì mới rốt cuộc là ông cậu hứa đó là gả con nhỏ em, mới cuối cùng nó nuôi đâu cần 6 năm trời, cái ông cậu đó là không chịu gả nhỏ em, mới gả nhỏ chị. Nguyên tắc ở đây là phải lấy chị trước mới được lấy em, bắt ở thêm 6 năm nó mới gả nhỏ em. Tất nhiên Gia-cốp lấy hai vợ hai chị em, đúng không? Lấy hai chị em con ông cậu đó, mà trong khi cũng bị thằng cậu là thằng ông già vợ đó nó gạt, đến nỗi là nó hứa cho đã, rồi rốt cuộc là nó nói ngược lại, thấy không? Rồi sao tới nói là bây giờ mày ở 6 năm nữa, rồi tới chuyện 6 năm sau đó nghe, tao chia đằng chiên cho mày, con nào đó con đốm là của mày, chứ con nào con trắng của mày, con đốm của tao đâu, chơi lấy nước sơn trong đốm bây giờ này có mẹ nữa đâu. Mà đó là cậu ruột đấy, cậu ruột đấy. Thì vừa là cậu ruột vừa ông già giả luôn, đúng rồi, cậu ruột mà là ông và lấy luôn hai đứa con của ông đó. Được đó. Bởi vì nhiều khi tôi ngồi đó, tôi nghiền ngẫm lại ngày xưa mình đọc kinh thánh, mà sao mình ngu quá, cứ đọc vậy thôi chứ mình không biết tư duy, không suy nghĩ ta. Đúng. Không biết nói gì có đúng hay không này nọ, cứ đọc rồi cứ nghe theo đúng gì à. Anh nói rất đó. Chính xác, có nghĩa là họ đọc nhưng mà họ sử dụng đức tin chứ không dùng lý trí để suy nghĩ, đúng không anh? Mình nói thật tình, mình nói cái đức tin thì đức tin chứ, bởi vì người ta nói là tin cũng phải có trí tuệ chứ, mà tin gì đâu, mà tin không có biết mẹ chứ, cái tin nào ào tới nha. Vậy mà cũng mà hãy ai hỏi tới là cũng nói rào rào vậy cũng ngon lành đó nha. Cũng nói là kêu bạn ơi, cũng nói là Abraham sinh Isaac sinh Jacob rồi ha, Jacob sinh 12 chi tộc rồi ha, đọc nó 12 đứa con từ Ruben, rồi từ Ruben cho mẹ tới Benjamin rồi đó, 12 thằng đọc ro ro à. Thấy không? Trời đó cơ, đọc cơ, tôi không hiểu nổi luôn. Mà ví dụ như những người như ba anh á, như cha anh á, là suốt ngày vô nhà thờ để đọc kinh, để làm tôi mỏi trong nhà thờ, thì được coi là được những con chiên khác ở trong xứ coi là cái người đó là người đạo đấy. Đúng rồi, phong thánh luôn á, nó phong thánh luôn á. Nhưng mà như anh nói đó, là giống như những ngày chủ nhật đối với anh thời đó là địa ngục. Ba anh sẵn sàng quấn mẹ anh này, các anh chưa kịp dậy đọc kinh thì bị ba quấn họ kia đó. Nhưng mà đi ra bên ngoài thì nhà thờ con chiên khác sẽ xếp ba anh là thuộc dạng đạo đức sốt sáng, vì thấy ông ấy dành hết thời gian công sức trí tuệ linh hồn cho nhà thờ mà. Bởi vì tôi nhớ lại có những lúc mà mẹ tôi quá giận quá, bà nói một câu đó sau này tôi nghĩ đúng, bà nói đạo đức giả. Đúng, mà, nhà thờ, dân đạo đức giả, đạo đức giả. Tất nhiên là làm để cho ta thấy giống như đánh bóng ở ngoài đó, cho ta thấy ta khen thôi, chứ còn ở nhà mình nó nói với nhà như nồi cháo heo vậy. Ai biết. Đó, bởi vì nhiều khi tôi lấy cái đó để tôi làm cái tư liệu sống với cái hành trang sống sau này, mà để cho mình là không bao giờ đó mình đối xử với con mình giống như cha mẹ mình chưa đối xử với mình đó, mình thấy giống như đó mình bù đắp lại cái ngày xưa mình bị đối xử đó. Trời đất ơi, tôi nói mình đọc kinh mà trong khi con nít con nôi mà giờ đó mà bắt thức đi đọc kinh mà không thức là bị đánh bị đập. Mà tôi nói mình nghĩ trong bụng đi, bây giờ đó trước khi đó mình muốn làm cái chuyện gì đó tốt mà mình đi nổi sân nó giống như bây giờ ta nói rồi, kêu bằng một đốm lửa sân là thiêu cháy cả rừng công đức đó. Mà bởi vì mình mới thấy hiểu ra đó là bên đạo rồi sao người ta dễ nóng tính quá.
anh có nhớ cái này chắc anh không coi, có một anh quân chiên, cũng là quân chiên mà ngày xưa là ở Đồng Nai nhưng mà cũng bắt năm tư rồi, giờ anh ở bên Úc á, anh cũng từng lên kênh em mà anh bây giờ cũng sang đạo Phật luôn rồi. Mà anh nói là hồi xưa đó là cũng bị ba mẹ bắt đi nhà thờ từ sáng sớm á, 4-5 giờ sáng, mà đến rồi thì kiểu con nít mà buồn ngủ quá, ngủ chết ngủ sống, cho nên là bị nhà thờ, bị những người trong nhà thờ, mấy bà sơ, mấy ông linh mục đánh dã man lắm. Đúng rồi, mấy ông đó đánh là dạng giống như, tại vì ngày xưa đó, rồi sau này giải phóng á, thì đó là đỡ đó, là có lực pháp. Chứ còn ngày xưa nếu mà hồi trước giải phóng đó, là lỡ mà cha, mấy ông cha hay là mấy bà ra đánh mà đã có chết rồi đó, là mấy bà ông bà cũng không có bị mà dạng giống như chi cứu đâu. Thậm chí cha mẹ còn không dám trách một câu chứ ở đó. Đúng rồi, không dám đâu. Ê, sợ, trời ơi, tôi nói là sợ lắm, sợ cha mẹ, không bằng sợ ông cha trong nhà thờ mà. Tôi đó là tôi từng bị ông bắt ra ở chung với ông là gần mấy tháng trời, ông đào tạo trước khi đi thi mà, tôi biết mà. Có chung á, thức ăn ở nhà mình nó còn thua con chó ông nuôi ở nhà, trong nhà ở ngoài nhà thờ nó đó, thời điểm đó đó. Nhưng mà đó là mà mình được ăn sung mặc sướng vậy đó, nhưng mà tôi thấy là mình không có thấy, chứ là tôi nhớ là tôi khủng khiếp lắm. Trời ơi, là học là phải thuộc mà ông trả bài đó, là trong khi ông cầm sách ông dò, mình nó phải đọc thuộc lòng. Chứ phải mà ông thuộc lòng đó mà mình đọc sai đó rồi cũng đỡ đi, mà trong khi ông cầm sách ông dò mà sai một chữ là cũng bị đánh, chứ đâu phải mà sai nhiều đâu. Em nhớ hồi trưa anh nói với em rằng là hồi đó đang rất là đói, người dân đang rất là đói, mà anh vô ở với ông linh mục thì ông ăn còn sướng hơn Mỹ nữa, đúng không? Đúng rồi, tại vì hồi đó đó, nói chung là khi mà tôi biết được cái sau này tôi biết một cái phong cách ăn đó, nhớ dưới bên cái người Tây là cũng nhờ ở chung với ông cha thời gian đó, tất nhiên đó là khi ăn đó, là ăn bằng muỗng dư nĩa, và gấp đó, là gấp bằng đũa, và trong cái bát canh lúc nào nó cũng có một cái giá hay một cái muỗng múc canh để riêng cái đó, rồi khi mình ăn mình lấy cái muỗng đó mình múc ra chén mình, rồi mình ăn tự muỗng của mình, chứ không được lấy cái đũa hay muỗng của mình ăn mà mình đưa vô trong cái chỗ cái dĩa ăn chung đó. Nói chung là đó, ở đó thì nói chung là cái phong cách ăn là mấy cái bà mà mấy bà dì đó kêu là để phục vụ cho ông cha đó, là mấy bà chỉ mình nói là khi mình ăn với ông cố, với kêu ông cố, mà khi mình ăn với ông cố đó là con phải vậy đó, là cái chén, cái muỗng với cái nĩa của con đó chỉ có múc cơm con ăn thôi, còn những gấp cái gì trong cái đó. Thực ra cái đó đó em cho rằng là họ anh nhớ là người, anh nhớ bác Hồ đúng không, anh biết bác Hồ mà, thì biết. Ý em nói là bác Hồ của chúng ta là sống với dân, ăn với dân, ngủ với dân, làm với dân. Còn đây á, là khi mà lên làm linh mục một cái là nó như một ông vua một cõi, và bắt người khác phải cung phụng mình, hầu hạ phục dịch mình. Và trong khi như anh nói là con chiên thì đang đói vàng mắt ấy, trong khi bọn nó thì như vậy, anh thấy không? Trời ơi, thì đó mình còn nhỏ mà, thì mình chỉ thấy mình cái ăn uống thôi, nhưng mà khủng khiếp lắm. Nói chung mà ở chung với ổng là nó không phải nói chứ giống vợ tù lỏng vậy thôi, chứ đâu có ấy được đâu. Tối ngày là chỉ có học là học, nói chung là học ở ngoài trường đời, xong đó là đi về là bỏ tập vở xuống là phải đi ra nhà thờ là ở đó đó, ở đó là ăn uống ở đó, rồi đó rồi sáng lại đó là bắt đầu mới ra ôm cặp và đi học ở ấy thôi, tại lúc đó mình mới học có lớp 2 lớp 3 vậy thôi. Mục đích đó là đào tạo anh để đi thi. Đào tạo để đi thi, nhưng mà được con cái đó là khi lúc đó mình ở thi cấp họ đạo đó, giống như bây giờ mình nói giống như ở ngoài đời đi, khi cô thi ở cấp xã xong đi mới ra thi huyện. Huyện rồi xong mới ra tỉnh. Nhưng mà cái bên đạo Thiên Chúa đó, khi đi ra cái thi cấp tỉnh mà dưới nó kêu là cấp hạt hay cái địa phận á, thì nó rất là rộng. Tại ngày xưa đó là cái lúc mà trước thời Ngô Đình Diệm đó là cái Cần Thơ nó đâu có địa phận, nó chỉ có địa phận Vĩnh Long là thời Ngô Đình Thục làm giám mục của đó thôi. Còn địa phận Cần Thơ nó trực thuộc bên cái địa phận Nam Giang, là địa phận Nam Bên đó, nó nằm ở bên Campuchia á. Do đó khi tôi thi đó là có một số là thí sinh là từ ở An Giang xuống rồi Cà Mau rồi lên, nói chung nhiều lắm. Mà lúc đó mình còn nhỏ thì mình không biết, tại vì thi bên giáo lý đó
có những đứa nó nhỏ mình có, lớn mình có, nó đủ tầm cỡ. Chứ nói chung là ai mà giỏi về giáo lý mà khi mấy ông cha cho mình đi thi các cấp kia mà kiểm tra là thấy mình đạt điểm là bắt đầu cứ đưa thi lên dài dài hoài tới vậy đó. Do nó mục đích kể cho anh đi thi thôi, chứ mà thi xong về anh có làm chức vụ gì không? Không, nói chung là mình không có làm chức vụ, mà khi mình đi thi vậy đó thì được thời đó mà ông Đức Giám Mục là ông tặng cho một cái sâu chuỗi mà nó có dạ quang á. Trời đất ơi, ta nói là nó không phải nói chứ là quý hơn vàng. Mình nghĩ cái đó là chắc là cũng là chúa linh thiêng gì sao mà ban đêm thấy nó sáng sáng, nó dạ dạ. Nó còn nhỏ mà nói chung á, nói mình nói thật luôn á, nói là con số người mà nếu mà từng mà sanh mà trước giải phóng đó, mình không phải nói trước khi sau đó là tái cỡ thủ đó vẫn còn khờ đó. Chứ không phải giống như con nít bây giờ đó là nó thông minh hơn mình. Chứ như tôi nói thật luôn á, và tôi được có một cái là khi tôi đọc học đó là nó tôi nhớ rất dai đó, và thuộc rất là tốt. Chứ còn mà cái vấn đề về mẫu cái nó khờ đó, mình cứ nghĩ là nhiệm màu nhiệm này nó linh thiêng không à. Với lại em thấy một cái điểm như này, đối với con chiên họ họ được nhồi sọ đến mức mà đối với họ là có những ông chủ chăn, có những ông tu sĩ mà giống như kiểu đạo đức của người ta không có miếng nào, bồ gái gú, nhưng mà đối với những con chiên chỉ cần trong cái buổi lễ hôm đấy có mặt ông đó cái là sướng tê người rồi, đúng không anh? Nói chung là đúng rồi. Nói chung là tôi nhớ là ngày xưa lúc mà ngày tôi thêm sức á, trời ơi, rước được đức cha vô hả, ta nói là mướn mấy đoàn lân múa lân, rồi ta nói giáo dân đứng hai bên đường mà canh nha mà quỳ gối hung nhẫn. Trời đất ơi, mình nói mình thấy sao mà lúc đó là mình cảm thấy mình vinh hạnh đồ này đó, mà mình lại là lúc đó là tôi được vinh hạnh là trong nhà tôi những ông anh lớn hơn tôi đó, là từ tôi trở lên á, là dạng giống như là học trước mình biết bao lâu là lại mới được thêm sức cũng đợt với tôi thôi đó. Mình danh dự là dòm tới dòm lưu là những người thêm sức đợt đó là toàn là dòm, là có người là hai đầu hai thứ tóc nữa đó. À, còn mình đó là còn nhỏ tí nhỏ tẳng, là tại vì mình là được là kêu bằng đi thi giáo lý giỏi thì nói gì giáo lý là thi cấp nào mình cũng thuộc hết trơn. Do đó là tại vì khi mà mình muốn được thêm sức đó là phải học là đạt thi tới cấp đó mới cho, chứ đâu phải nói mới lên thêm sức là lên đâu. À, phải học. Mà gặp được một thằng giám mục về là ôi ôi, y như là y như mà ông Bụt hiện lên á. Trời ơi, tao nói mình nó không phải nói chứ, tại thời xưa nó chưa có xe rước bằng vỏ lãi. Yeah. Có dùng nó kêu là tắt ráng đó. Tao nói tổ chức, tao nói linh đình, tao nói lần đó là cái bọn đó là ăn, tao nói ăn tiệc còn hơn là, tao nói là còn hơn là yến tiệc của nhà vua nữa. Ở ngoài Phú Thọ đó và có anh đó, anh cũng làm mà giáo dân thì đang đói. Anh biết ở cái thời mà sau 75 á, ở ngoài đó cũng thế, đói lắm. Vậy mà người giáo dân không có tiền đồng gạo, mà nhà thờ bắt là mỗi người đóng mấy trăm ngàn để mua thảm đó. Mua thảm mà để dài từ bến đò vô tới nhà thờ mấy cây số để rước một thằng giám mục về. Đó, trời ơi, bởi vì tôi nói nghĩ lại là mấy đó là bởi vì sau này mình nghĩ mấy tay đó nó tội dữ trời lắm, là dạng giống như mình nói theo trong mà lưng hồi đó, tôi nói mấy đó chết chắc khỏi đầu thai luôn quá. Chính xác luôn anh, bọn nó chết chắc để làm giò rút trong phân chứ cái gì đâu mà là dạng giống như thứ nhất là bắt bao nhiêu người là phải phục tùng cái này đó, tôi thấy là nó quá dã man đó, nó đến nọ và sau này khi mấy bạn tôi làm cha rồi là tôi thấy là tôi mắc cười rồi đó. Trời đất ơi, ví dụ như trong nhà thờ đó, khi nó còn mặc áo vòng cái này nọ là làm lễ làm đồ, có thể mình kêu nó bằng cha là để cho nó đồng bộ với người ta thì cũng có thể tạm che ra đi, còn nó ra khỏi nhà thờ thì nó là nó thôi chứ có con mẹ gì đâu. Mà trời ơi, nó vô nhà mình mà tao nói mẹ mình ô xưa cha mới vô đồ này nọ, mình nói ủa mày mới vô chơi mày mày hổng ông cha kêu mày. Bắt nạt mình là bắt nạt mình là dạng giống như là nói mình là phạm thượng vậy đó.
lấy cha mà kêu mày đó thì nó mà không có có kêu đó mày kêu đó bằng gì. Nói như anh chứ ngày xưa anh hồi nãy anh có nói câu là ngày xưa làm những cái gì tự nhiên vô kể hết cho mấy thằng tự nhiên thấy quê gì đâu không bây giờ. Ừ, đúng rồi, tôi nhớ lại có cái đó là tôi nhớ là nhớ lại nghĩ lại nhớ lại cỡ thấy hòa luôn. Cái hoặc đó là mà khổ quan cái kia tôi bảo đảm luôn đó, bởi vì nhiều khi đó nhiều khi bây giờ tôi mới ngồi nghiệm lại đó, cái xin tội đó là nhiều khi cái đó là một cái là dạng giống như là lấy thông tin mà của vấn đề tình báo của hồ thời xưa và cái tội mật thám nữa đó. Không phải anh nghiệm đâu mà các bác trên sách hiếm đều nói vậy, tức là nó đặt ra cái đó để là tất cả những quân chiên, tức là nó sẽ nắm không chỉ nắm về về thể xác linh hồn trí gọi là suy nghĩ tư tưởng, nó nắm hết vậy đó, anh hiểu vậy đó. Đúng rồi, tại vì bên đạo là có những cái là tôi đã phạm tội trong tư tưởng, phạm tội tà dâm á, dạng giống như ngoại tình trong tư tưởng vẫn phạm tội nha. Yeah. À, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng là lời nói và việc làm mà. Yeah. Và cùng các điều thiếu sót, lỗi tại tôi đó, lúc lỗi tại tôi mọi đàn đó. Thì mà, đó là lúc đó. Mà Chúa có dạy, Kinh Thánh có viết là nếu mà có con mắt làm cớ cho vấp phạm thì phải móc con mắt dục đi, mà anh đã bao giờ thấy con chiên nào đem móc mắt dục chưa? Trời ơi, tôi nói Kinh Thánh đó chứ còn thiếu đó, đáng lẽ là nói là nếu mà mấy người đàn ông hay mấy người cha mà kêu hoặc là phạm cái tội kia đó, không cắt cái đó dục đi rồi vào thiên đàng, không có đó cũng được. Chứ mắc cái gì thì tất nhiên là giữ thêm cái nữa là nhiều khi đó là bởi vì tôi nói là Kinh Thánh nó khi viết á, tại sao là mấy ông mà là viết mà có số người ta hay thắc mắc là mâu thuẫn nó tại lý do đó là không có ngồi lại với nhau nặng nào mới viết, tức là giống như kiểu chấp nối với lại không, thực ra là giống như kiểu là người ta thu gom cả những câu chuyện nọ kia đưa vô đó luôn á, thành ra là mỗi giống như râu ông nọ cắm cằm bà kia ấy. Không phải, với thêm cái nữa là tôi thấy đó là nặng nào nó viết giống vậy đó, tại sao có sách viết là Chúa hay nói một câu là mắt đền mắt, răng đền răng, đúng không? Nhưng mà tại sao lại có sách nói là nếu người ta tát má bên trái thì con đưa má bên phải cho người ta tát luôn, người ta xin áo ngoài cả luôn áo trong, là dạng giống như nói là rất là nhân tử. Nhưng mà tại sao mà có sách thì Chúa dạy chớ giết người, nhưng mà Chúa thì giết người thì đó, người ta nói chung là cái trong điều răn thì đó là kêu bằng là chớ giết người, không chớ làm chứng dối, không chớ muốn vợ chồng người, chớ thân của người, đó là 10 điều răn Đức Chúa Trời, không đó. Nhưng mà mình nói đó, và tôi nói ra trong đạo nè, mấy cái người bà thánh thiện hay đi nhà thờ nha, hở cái gì, ôi Chúa ơi, Chúa bà ơi, mà cái đó cũng phạm vào điều răn Đức Chúa Trời đó, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ mà, không? Mà sao cái tất nhiên là không có được kêu Chúa, mà kêu dạng giống như đụng cái gì cũng kêu Chúa, giống như nhiều khi ví dụ như con mà nỉa tầm bậy đồng bà, ôi Chúa ơi, hiểu bậy gì vậy, là cái đó là phạm tội luôn á. À, tại vì lý do đó là chỉ kêu tên Chúa là khi mà đọc kinh đọc độ thôi, chứ người ta nói là thứ nhất chớ kêu tên Đức, thứ nhất là thờ phượng kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, thứ hai chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ mà, không? Do đó là tôi thấy là đa số những người trong đạo mà hãy mà nói chuyện ra cái gì đây là mấy bà chị dâu nó hở là Chúa bà ơi, không mà cái gì cũng phải Chúa bà ơi. À, nhiều khi gặp mình lâu lâu mới ở Chúa bà ơi, mày mới về tới hả mày, đâu kêu Chúa mày xưng mày không à. Là nói gì nói cho một người như anh mà tỉnh ngộ được là em thấy rất là mừng, hồng phúc. Thì đâu có gì đâu, nói chung á là thôi, bởi tôi nói giống như là trong kinh Phật nó ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng thôi, chứ mình tu không được ai tu cho mình vậy thôi. Nhưng mà là giờ người em của anh cũng tỉnh, mà em của anh thì lại đang làm ở bên xã đúng không? À, ông nó ấp ở ấp ở bên ban dân ấp của cái ấp, và cái ấp mà có nguyên cái sống đạo đó đó. À, cái ấp đi sống đạo đó đó, bởi vì anh mới có mấy lần rút nó lên xã là anh mới cản, anh không cho, nên kêu cứ để nó ấp hoài đi đừng cho nó nở. lý do anh lại muốn để cho ấp hoài, thứ nhất thì nó ở đó đó thì nó cũng còn làm được cái công việc nhà, cái thứ hai nữa đó
là cái xóm đó, xóm đạo đó, từ cái thời mà anh còn ở đó tới giờ đó, là hình như đó là thằng mấy người mà bên trưởng cái ấp đó là đa số là cái người không có đạo không à. Nó tất nhiên là cái người ngoại đạo không là mới làm đó, chỉ có tới cái thời thằng em của anh đó là nó mới là có người có đạo đầu tiên mà làm, là giống như là chánh quyền ở địa phương đó. Giờ đó thứ nhất là mình để cho nó đối với nó, thằng này thì nói chung là nó cũng có cái khiếu nói chuyện đó. Có cái là nhiều khi vợ con có đi nhà thờ không nè, quan trọng là vợ con có chứ, có à, con nó vẫn đi học giáo lý hàng tuần à. Tại vợ nó thì cũng đi nhà thờ, có mình đã nói nó là không đi thôi, chứ còn vợ con nó là đi điều rang, bởi vì tôi về dưới tôi hay thử giáo lý mấy đứa con nó hoài đó, học tới đâu rồi mà không có đứa nào nhớ hết trơn á, là mình đọc là nó biết, là nó cái đó con có học rộng thôi chứ đâu đâu kêu mày đọc tao nghe, cái không có đứa nào thuộc hết trơn á. Mình nói đó, đó thấy chưa, dạy bây giờ đó là bây giờ tôi nói giáo lý học bây giờ là so với tôi ngày xưa tôi xin lỗi luôn, là chả có 100 gram nữa chứ á. Bây giờ đó là vô nhà thờ cũng vậy đó, kể cả đó là ông cha đó, ông thích đứa nào thằng nào hay định ông là bắt đầu cái lên cái ổng đút miếng bánh là mình thánh chúa, xong cái ông trao cái ly ra cho đó, nó cầm để đút bánh lễ cho người khác đó, trời ơi thằng nào được làm cái đó nghe người ta nó giống như là nó là nó sướng cho bà cái là nó sướng tê tái, là kêu bà cái là ông cha mà ông kêu là dạng giống như cái chiên ông dơ đúng không, thôi mày đừng có rửa đi, mày le lử mày liếm cho sạch đi, nó cũng làm đó. Thì em đã bảo là trong trong sách thì em gấp gáp nói là tòa thánh đánh rắm cũng khen thơm là vậy đó. Tại đó thằng em à, em kế tôi này chứ không ai hết trơn á, thằng đứng một rồi nè, bởi vì ông già tôi với nhà nó ở đối diện với nhau, chứ từ lúc mà ông già tôi sắp chết rồi tới ông già tôi chết nó mới bước chân qua, nó mới bê ra hay ông chết thôi, chứ còn mà ông cha ở ngoài nhà thờ mà ông địch cái là trong này nó hay rồi đó. Tức là thằng linh mục địch cái là cái em anh là biết rồi, nhưng mà ngược lại cha ruột mình ở bên kế thì lại không ngó ngàng tới. Thì đó, bởi vì tôi về dưới tôi hay nói nó hoài đó, tôi nói là đi đây lại đi, đừng đi lại thân cốt Phật đồng mà mau về lại kẻ ấm bồng ngày xưa là gì đó. Đó trời đó ơi, là có chưa đâu, ông anh lớn của tôi, ông mà tôi nói là giãn cách xã hội 4 tháng mà tôi chỉ cho ông mà dùng nhịn ăn đó. Ông còn nói còn nặng hơn tôi nó kìa, ông nói hả, ông nói này ai chứ, ông nói là cái tại vì cái cha linh mục ở dưới họ đạo giờ đó là ông tên cha Điệp đó, thì ông anh tôi ông kêu một thằng không mà ông nói ai chứ thằng Điệp mà nó ỉa không ra, mà nó kêu ngâm lấy miệng hút đó, nó cũng hút nữa đó. tức là em của anh á, ông anh của anh nói về thằng em ruột vậy đó. Nói về em ruột đó mà vậy đó. Cái này không phải là em anh không đâu, mà nhìn chung con chiên Việt là vậy á, thằng linh mục nó bị táo bón nó yểm. Mà kêu con chiên mà mày hút cho tao ra là nốt liền á. Thì đó, bởi vì tôi nói mình mà không dám nói khác, tôi nói trong nhà tôi thôi. Đó, bản thân mình đó, mình nói trong nhà mình thôi đó, còn đó là nếu mà ai không lẽ mà trong nhà mình đó, đó mình đi nói xấu sao phải không, và không lẽ thí dụ như ông già tôi đi nói thêm không sao. Nhưng mà tôi nói đó nó thực tế là như vậy đó. Và anh nói ra cái chuyện này thì nếu con chiên nghe kênh em họ cũng thấy họ ở trong đó, thật sự là vậy. Chỉ cần được gần gũi với linh mục, được hầu hạ linh mục là một hồng ân với một niềm hạnh phúc của con chiên anh ơi. Thì bởi vì nhiều khi bởi vì tại sao mà ông già tôi không đặt gia đình tôi là tên là đa số nằm trong là giống như là công bằng bác ái thực hành hạnh phúc âm truyền đạo tạo hòa bình rồi đó, là thấy toàn là tên giống như là trong 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 phúc âm trong cách giả rồi thấy cũng đạo đây nhỉ. Nhưng mà mình không phải đó chứ, được con cái là đặt nghe cũng hay á, nhiều người đó ngày xưa là tôi đọc tên gia đình tôi người ta hay lấy viết người ta ghi lại lắm á. Lại 15 người con nữa. Đó 10 trai 5 gái mà tôi có quen số mấy người ngoài Bắc, tôi nói nếu mà gia đình ông già bà già tôi ở ngoài ngoài Bắc là được rung chuông đồng chuông vàng gì đó, tại ở ngoài Bắc mà nếu nhà nào có 10 con trai là được rung chuông vàng gì đó, ai biết không biết có không cái đó mình không biết.
Mắc cười nhất là cái câu anh nói á, cái câu anh nói là ông anh cả của anh á, nói cái người em là ai chứ thằng đó mà giờ thằng Điệp mà nó yểm ra mà bảo nó hút thế nó gì đấy là nói về cái độ cuồng tín. Đúng rồi, còn mà tại vì thằng đó đó là tới ngày chủ nhật là nó được ông kia trao cái ly bánh lễ đó, cho nó đi đút bánh lễ cho người ta, do đó là nó hãnh diện dữ lắm. Thì nó càng hãnh diện thì nó càng nịnh áo. Mà thay vì người ta đàn ông á, lo làm kiếm tiền kiếm bạc để mang đến cuộc sống cho vợ con trong gia đình người nó kia, thì đây chỉ sung sướng khi được cầm cái ly đó đó. Trời đất ơi, bây giờ nó xin lỗi luôn, nó nói với nó cái gia đình của nó gần giống như cái gia đình của tôi hồi xưa, mà tại gia đình nó giàu được có một cái là có hai chồng nó với hai đứa con, có ít người thôi chứ do đó nó không có khổ như xưa, mà có một cái là nó nhậu xỉn xỉn về rồi nó gây lộn với vợ nó, cái là một tay cầm tấm thớt, một tay làm cái dao, cái nó liếc liếc nó gớm về nó gượng vợ nó chạy vòng vòng sống ra không biết rồi. Thì thằng em thì nó làm chính quyền ở đó mà, khi có chuyện gì an ninh trật tự là nó phải lập biên bản đó, chính bản thân nó là đã lập biên bản anh ruột đó rồi, nó là tự nhiên mà nó là sắp giao gượng vợ mà hỏi cho nó đi đi lễ, đi đọc kinh, đi đúc bánh lễ rồi đi đúc mình thánh chúa đó mà đi về mà không biết gây lộn với vợ vợ đó, mà một tay cầm dao tay cầm tấm thớt gượng vợ và nó vừa gượng nó vừa liếc gì đó là hỏi chứ mà thấy đó là thấy nó hung dữ thấy ớn không. Nhưng mà anh cứ bảo với người em dâu á, mày yên tâm đi, chúa dạy là chớ giết người, không giết mày đâu. Đâu có, tại vì con nhỏ em dâu đó thì nó là người ngoại về, nó cũng theo đạo chồng mình, thì nhỏ nó cũng là cũng 10-19 với nó. Mà gọi là kẻ tám lạng người nửa cân. Thì nói chung là tôi thấy nó đúng, là tôi thấy cái đạo Thiên Chúa này nó hay ngộ quá, cái là những cái người mà đạo mới đó người ta theo sao mà người ta dễ sùng quá trời. Đây giống như mẹ tôi là một nè, bà chị dâu lớn tôi là hai nè, ta nói bây giờ nghe ông nói gì nói mà hai chồng gây lộn, gây với chủ nhật cũng đi lễ mà hay đi lễ về là hai chồng gây lộn mà cũng đi, rồi tôi nói trời ơi bây giờ đó tôi nói bây giờ bữa nào đó chị nghỉ thì chị không đi thử dạ ba tuần coi mà gia đình yên mắng thì thôi mình khỏi đi nữa. Có nghĩa là vì cái bà chị dâu tân tòng đó cuồng đạo cho nên ông anh ruột của anh là khó chịu à, đi Nhật. Đúng rồi, tại vì bây giờ đó ông cũng nhìn ra có những cái, tại vì ông anh thôi ngày xưa ông cũng ông từng là học ở trường chủng viện ở Đồng Tâm á, Mỹ Tho mà. Ngày xưa cái vùng miền Tây đó là chỉ có vùng Mỹ Tho đó là nó có cái trường Đồng Tâm là cái chủng viện là để cho chủng viện là lớn nhất thôi ở vùng miền Tây thôi, chứ còn mấy tỉnh kia đâu có. Đó. Ông là dân của nhà Hồ Chí trước giải phóng, nhưng mà có một cái là lúc mà năm 74 đó, gần cuối năm 74 lúc mẹ tôi phải đi về quê bãi xây lúa, bị cái tụi lính sư đoàn 21 nó đánh đó, là đánh cho tới tưởng đâu mẹ tôi chết đó, nó đánh gãy hai cái chân đó, rồi xong rồi mà tuổi thứ năm bả mới về bả báo cho ông anh thứ ba, tức là lúc đó ông đang học chú tài đôi. Sao mà đánh mẹ anh nặng thế trời. Cái tụi lính quốc gia nó ác con, mà ta nói cái lính sư đoàn 21 ngày xưa là nó ác ghê hồn lắm, mà ta nói là nếu mà ai mà sống chế độ cũ nó sư đoàn 21 biết rồi đó. Đó là khi mà nó gần tới mấy cái năm cuối cùng thì nó đánh ác liệt lắm, tại dùng của tôi ngày xưa là dùng ấp chiến lược là cái dùng phong điện đó, bởi vì sau này cái xã của tôi được phong là xã anh hùng, mà xã kêu bằng cái là kêu bằng cái là đánh giặc ngoan cường, mà nó có làm có khu di tích lịch sử luôn đó. Thì bà già tôi mới đi xây lúa thì nó mới kêu lại đó là nó hỏi chứ bà đi đâu, thì mẹ tôi mới nói đi xây lúa, thì nó nói đi xây gạo mà nó xây lúa hả, thì mẹ tôi nói thì xây lúa mới ra gạo chứ, nó nói đi xây lúa về xây gạo về nuôi dưa cộng hay gì, mẹ tôi nói đâu có, thì nhà con cái đông quá xây lúa nó không nói gì hết trơn, mới kêu thằng lính của nó chỉ huy, mới kêu thằng lính của nó đi rút cái cây đòn trong tay, hồi xưa cái đám của thằng này đi tới đâu đó người ta dỡ nhà người ta đi tới đó, ta sợ đó, thì nó mới rút còn dông nhà đó là nó quất hai bên chân mẹ tôi đó là gãy luôn. Thì bà chị Năm đó với mấy người đi cây lúa chung nó khiêng mẹ tôi xuống tới dưới ghe đó là hai cái ống quần gắt hết trơn rồi, nó sưng á. Dạ man thiệt đó đó anh thấy đó là một người dân đấy nha, đó là một người dân đấy. Bây giờ tôi nói lính quốc gia tôi ghét quá vậy, nhưng mà ngày xưa mấy lính quốc gia nó lại thương tôi, tại vì ngày xưa tôi còn nhỏ nhỏ đó, mà nhà tôi ở gần cái đồn á, là lấy mấy lính quốc gia mỗi lần đi càng á
là tôi nhớ là mấy cái hình tôi sẽ còn nhỏ nhỏ rồi tôi cái mặt tròn vo nụ vậy dễ cưng lắm. Giờ đó mấy lính quốc gia là nó gặp tôi giờ đầu rồi nó hỏi chứ lớn mày đi lính gì, cái tôi nói tôi đi lính Việt Cộng, mà mình đó nhỏ lúc đâu biết Việt Cộng gì đâu, mà tại thường thường nó mà đi cái lính mình địch lại với nó khoái đó, nó bồng tôi, nó bồng tôi đi thì mẹ tôi mới sợ là lính mới gặp lính sợ lắm, rồi nó bồng tôi đi hồi cái nó kêu cười cái đi, nó thả xuống cái cười cái nó hùng cười cái nó thả xuống, thì tôi ấy hết cho cái vụ nó đánh gì đó. Rồi bà chị tôi mới về mấy bà mới báo với ông anh lớn tôi đó, cái ông nãy giờ tôi kể đó, thì bà nói mấy thằng lính quốc gia đánh mẹ chết rồi chứ không có nói thường. Trời ơi, lúc đó thì tôi còn nhỏ mà tôi mới có 8-9 tuổi mà tôi đi bắn đạn hay sớm á, tôi nghe ở nhà súng bắn quá trời đi. Ủa, tôi nói vụ gì dữ dữ vậy ta, tại vì hồi xưa ở nhà tôi là hồi xưa ở dưới ở thường thường cái mấy cái ấp đó, nó có cái đội là dân quân tự vệ đó. Thì ông anh tôi thì ban đêm thì nhiều khi ông đi ghét dân quân tự vệ, giống như mà bây giờ mấy đứa nhỏ nhỏ bây giờ nó cũng đi theo cái đội dân phố rồi vậy đó. Thì ở nhà có cây súng AR-16 đó, tôi nghe bắn quá tôi mới chạy về. Tôi chạy về thì tôi thấy bà chị thứ năm thì khóc, còn ông anh cũng đứng là bao nhiêu đạn không gom không bắn quá trời. Tôi bắt đầu tôi không biết vụ gì, là tôi nghe bà chị bà nói đó, nói là mấy thằng lính quốc gia đánh mẹ chết rồi. Rồi anh ba đó anh đem súng ra anh bắn, anh nói hệ thằng lính nào vô tới là ông bắn chết đó, ông bắn hết đạn rồi không thấy nào vô chứ. Ông mới lúc đó ông mới quẩy cây súng ông đi theo cách mạng luôn, là bắt đầu mất tích năm đó luôn. Ông mất tích từ gia đình không biết đi đâu chứ, tới giải phóng năm 75 về thấy ông mặc cái bộ đồ ni lông dầu đội nón tay bèo mang súng ngắn ai cũng giật mình hết trơn á. Ai cũng hết hồn hết trơn. Mà thứ nhất là cái dân mà ngày xưa mà có đi theo đi lính quốc gia sợ lắm, sợ ông trả thù. Nhưng mà ông anh tôi không hiểu lắm. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mà về ổn định rồi đó thì là lại được khổ con cái là khi ông về ông tiếp thu cái xã, ngay cái xã mà ngày xưa mẹ tôi bị đánh luôn là ông về ông tiếp thu xã đó luôn. Rồi đó là cái xã bây giờ là mình đang về mình ở luôn đó. Rồi xong cái làm hoài cuối cùng á là ông không có kết nạp đảng được, mà thầy ông qua thương nghiệp đó, chứ là cho ông về đó là ông làm kết nạp đảng được là do là gia đình công giáo hả anh? Đúng rồi, thời đó gia đình công giáo mà là không có kết nạp đảng được. Chứ còn lúc đó đó là năm 75 ông đó về ông tiếp thu cái xã đó là giống như ông làm xã đội trưởng, xã đội phó. Rồi tôi nói là nếu mà thời xưa, nếu mà nói về bộ đội đó, ngày xưa nếu thằng nào đó được mang súng ngắn là biết là lãnh đạo rồi. Chứ còn lính là chỉ có mang súng dài thôi. Còn ổng ngày xưa là về là thấy chơi kêu mà cái bộ đồ ni lông dầu như tại thời đó là bộ đội mặc đồ ni lông dầu màu xanh với nó tay bèo à. Mà chỉ vì là lính quốc gia mà đánh mẹ mình gãy giò cho nên là mình xách súng mình đi theo cách mạng luôn đó, đúng không anh? Đi theo cách mạng luôn đó. Nói chung đợt đó đó là tôi nhớ giai đoạn đó, tại lúc đó tôi đang đi bắn đạn kêu ly ở sớm mà tôi nghe ở nhà tôi súng bắn quá trời đi, tôi mới chạy về. Thì chạy về rồi thấy ảnh vừa cầm súng bắn mà ảnh vừa khóc, rồi bà chị Năm thì cũng khóc nữa. Tại hồi xưa đó là nhà mình đó, khi mình tản cư đó, kêu tản cư đó chạy giặt đó là đi ra ngoài Cần Thơ ở, rồi còn ruộng vườn thì vẫn còn nằm ở trong cái xứ gạch ông Hào bây giờ, thấy không? Đó, thì lâu lâu thì bà già về chống làm ruộng đi xây lúa thôi, mà đợt đó là bị nó đấm gì đó rồi. Thì nói chung đó là cũng một cái giống như một cái cơ duyên đó, cái nhân duyên là ông anh ông đang học như vậy đó, rồi xong là ông vậy là ông đi theo cách mạng luôn đó. Đấy là cái duyên đó. mà chung quy lại thấy kể thấy cuối cùng thấy thương nhất là mẹ anh. Trời đất ơi, để một bầy con như vậy, anh biết là một lần, người ta nói một lần sanh á, với một người phụ nữ là sức khỏe giảm đi nhiều lắm, mà em sanh lần còn con là mẹ anh sanh tới 15 đứa mà rồi lại gặp một ông chồng thì như vậy, rồi lại bị bọn lính quốc gia nó dã man như vậy. Em thấy mặc dù không biết cụ mà thấy anh kể mà thấy thương đứt ruột đi. Trời ơi, nội tôi ngồi tôi tính thôi, tôi nói là cho mẹ tôi lấy chồng năm 16-17 tuổi thì đây xưa lấy chồng sớm đi. Thì tôi nói mà nội vừa mang bầu với đẻ không á là 30 năm, đúng không? Đúng. Tại vì đó là thí dụ mang bầu 9 tháng thì đẻ cho nó bú rồi cũng là 1 năm nó đi, thì đó là mới thôi bú đi, thì là vừa mang bầu vừa đẻ là 2 năm đứa. Mà đâu phải chỉ mang bầu với đẻ đâu, anh còn phải làm để nuôi những cái miệng ăn đó nữa. Đúng rồi, tôi nhớ là cái kỳ mà đẻ cái thằng thứ 14 đó là mẹ tôi ba đẻ rớt luôn, tất nhiên là ngày ngày mai đẻ nó rồi, bữa nay ba
bà với tôi vẫn còn đi ra ngoài vườn đó tắt mương tắt đìa để chuẩn bị bắt cá để chuẩn bị ăn Tết mà đó. Rồi xong cái bữa sau bắt đầu bụng đẻ chở ra tới trạm y tế, là chưa lên tới trạm bà còn bò ở trên, tức là đau quá bà bò trên cây cầu mà nó nối từ ở dưới cây cầu đá mà nối từ dưới cái sông lên trên trạm y tế, là bà đẻ rớt rớt trên cầu luôn ấy. thấy thương quá thấy thương Nào đó đó, mà mẹ tôi bả hay có một cái là bả hay nói một câu đó là con cái đó là giàu gia đình không có khá giả hay này nọ khó cực, nhưng mà bả nói là bả hãnh diện con cái là bả đẻ 15 đứa con mà không đứa nào thiếu một lóng tay là con đó, là tất nhiên là tất nhiên là chọn và tất nhiên là chọn vô cho không có là dạng giống như không có đứa nào khuyết tật hay gì hết trơn á. ông bà mình nói mẹ tròn con vuông đấy. Thì đó, thì mẹ tôi nhớ là xưa nhỏ nhỏ mẹ hay nói hoài câu đó, nói là mẹ là rất mừng là mười mấy đứa con là không có đứa nào thiếu một lóng tay đó. Chứ đừng có nói chi mà kêu bằng tật nguyền gì đó. Chiên chó nắng gió cao liên ơi, ở đây không có nhu cầu, không có nhu cầu gọi là rủ rê nha, ai có cùng chí hướng, ai có cùng quan điểm thì lên, mà đây không cần rủ mà có những người trí tuệ như anh Phêrô Hồng Phúc này nói thẳng á, đây là một sự thất bại nhục nhã của nhà thờ, nói thẳng mẹ câu lại cho nó vuông. Đấy, tôi nói là nếu mà chính những ông cha Tân đó ngày xưa mà ông đào tạo tôi đó, là ông vẫn còn tuyên bố với bao nhiêu người khác là ông nói là thằng này đó là về kinh sách nó còn giỏi hơn tôi nữa mà Giỏi tất nhiên hơn là linh giỏi hơn mục, ông đó. giỏi hơn linh mục đó. Tất nhiên là ông dạy mình đó mà giỏi là lý do tại vì mình thuộc lòng, còn ông là đâu có thuộc Chết hết. mẹ, chết mẹ rồi, chết mẹ. Vậy là cứ con chiên nào có trí tuệ thì là tỉnh hết trơn, còn lại toàn chiên ngu. Nhà thờ gom lại một mớ toàn cái thứ gọi là ngu ngục không à, con người nào trí tuệ thì sang hết đạo Phật. Hầu hết là vậy, ông Charlie Nguyễn cũng quy y đạo Phật đó anh. Thì có tôi có coi sơ qua về cái tiểu sử của ông Sạc Lương Nguyễn đó, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mà tôi nghe bác Nguyễn Mạnh Quang mà ông về ông gặp được cái ông Nguyễn Trọng Hạnh á, cái ông mà giảng dạy ở trường Học viện Phật giáo Việt Nam á, của thành phố Hồ Chí Minh á, thì ông Nguyễn Trọng Hạnh này đó là ông này lại là một cái người cách mạng cho bộ, ông là từng dạy chính trị cho mấy trường đảng nữa. Nhưng mà khi mà ông nói về cái lịch sử tôn giáo hay các tôn giáo này nọ đó thì mình thấy là ông nói rất là đúng với những cái gì mình đã học và mình biết đó. Chứ nó không phải nói, chứ khi bây giờ mình nói chuyện đơn giản đi, giữa mình nói thật giống như cô đi, cô dạy học đi, thì cùng là học trò cùng một lớp với nhau, nhưng mà khi mà đứa nào nó nói về cái cách nó làm bài lần đầu, khi cô đọc vô cô vẫn đánh giá được từng đứa riêng, chứ đâu 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 phải mà. Mới sáng nay nè, mới sáng nay em có hứa tại bây giờ em vô chủ nhiệm rồi, mới sáng nay em có hứa là em sẽ mua quà tặng cho hai em học trò trong lớp, là hai em đó vừa ngoan vừa tiến bộ nhiều chăm chỉ, thì là một em, tại em thì em chỉ thích tặng truyện thôi, thì một bé thì nó thích được tặng một cuốn Doraemon, một cuốn Conan, một bé thì thích được tặng một cuốn về Bác Hồ. Trời ơi, con tôi bây giờ nó học mấy bài học Bác Hồ đó mà nó còn quên, tôi còn nhớ rồi. Tôi nhớ năm nó học lớp 2 mà nó học cái bài mà kêu bằng đêm nay trên bến Giang Lâu mà cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ nè. Đó, kêu bằng tôi đọc rồi mà đó, tới bị nó quên chứ tôi còn nhớ hết trơn. Tôi nói đó giống như đợt rồi nó mới vừa thi, nó làm cái bài văn mà nói về thơ Hàn Mặc Tử, thì trong con của anh đó, nói thật với cô luôn là lại là nó lại dở văn đó, nhưng mà lần đầu tiên đó nó làm cái bài văn này đó mà nó làm được 8,8 không, nhưng mà nó nói là nó tức con cái là nó đáng lẽ là nó được 9,5 rồi, là nó sai cái câu, là nó hỏi chứ cái văn này thuộc dạng là dạng giống như văn bình hay văn 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 nghị thôi, và lúc đó là nó lại là lục chục nó trả lời sao nó sai câu đó chứ, và lần đầu tiên trong đời nó mừng quá trời luôn, mắc cười nó mình thấy thấy thương gì đâu á, tôi nói trời ơi văn mà trong, và nó nói sao bé lớp mấy anh năm nay dạ thưa lớp 11 con, lớp 11 mà được được điểm văn cao vậy là giỏi đấy.
nó trời là đầu tiên trong đời nó luôn á. Mắc cười lắm. Nhưng mà đó trước khi thi đó là nó nói thôi cái này con phải nhờ ba trợ giúp rồi, trợ giúp cái gì đâu, nói thử ba nghe coi. Nhưng vậy nó nói bây giờ đó là nó là đang cho nó là hai cái vấn đề để cho nó về nó tự tìm hiểu, là một đó là văn thơ của mà Hàn Mặc Tử, hai là của Xuân Diệu. Nó thì tôi cũng có nói nó, tôi nói thơ Xuân Diệu á là đa số nói về thơ tình. Đó, rồi đó xong mình cũng nói cho nó, rồi xong cái cũng gợi ý cho nó, nói là Hàn Mặc Tử đó, Hàn Mặc Tử là ngày xưa cũng có làm mấy bài thơ là cũng ca ngợi về đạo Thiên Chúa rồi cũng dữ lắm đó. Đúng rồi. À, cũng đức mẹ đó, nhưng mà thôi bây giờ là ba gợi ý cho con mấy cái câu, mấy bài thơ của Hàn Mặc Tử là mấy cái bài thơ nói về trăng thôi. Đó. À, giống như là mấy bài giống như bà Hàn Mặc Tử có mấy cái câu là dần trăng ai sẽ làm đôi mà nữa anh gối chiếc nữa sao dậm trường đâu đó. À, nếu không chê khảnh hàng di mà chăng vào ngạch cửa ngại chi chăng dừng. Đó, con dựa vào mấy cái ý đó rồi con viết, rồi con viết về cuộc đời Hàn Mặc Tử, tên thiệt là Nguyễn Trọng Chí ở Quy Nhơn rồi này nọ, rồi xong sao nó dựa vào mấy cái đó nó làm, mà nó nói trời ơi nó làm xong đó táo được mấy nó mừng em thấy thương gì đâu. Em có cuốn thơ và đời Hàn Mặc Tử, thế thì bây giờ hỏi anh nè, có ý định mai mốt bắt thằng con rể Amen không? Dạ sao cô? Có ý định mai mốt bắt thằng con rể Amen không? À, không đâu, tại vì nó con nói chung là con ý là cô nói là con bé của nhà anh đó hả? Em ghẹo anh á, nó có đứa con gái tuyệt vời như thế, mai mốt có ý định kiếm thằng con rể là dân Amen nữa không? Nói chung là cái chuyện đó thì mình nói là cái chuyện đó mình nói theo giống như sách nhà Phật, cái gì nó cũng tùy duyên à. Cái gì nếu mà ta nói là Phật bà tam bất năng mà không có duyên Phật còn độ không độ được, nào mình là người phạm mà làm gì được đây. Nhưng mà mong muốn của mình thì dĩ nhiên khác, nhưng mà nó còn thuộc vào duyên số của nó nữa, đúng không anh? Đúng rồi, tại vì lý do đó mình nói phải nói đi, giống như mình bây giờ đi, mình có gia đình rồi, mình sống với vợ con mình hay là vợ chồng mình chứ đâu có sống với cha mẹ đâu. Còn tôi thì nói chung là tôi có dạy con cái cách đơn giản, tôi nói quan trọng nhất trong cuộc sống làm sao con sống mà con cảm thấy vui vẻ thoải mái là được rồi. Chứ không có cần phải đòi hỏi, bây giờ con cứ nghĩ đi, nhà cao cửa rộng hay nhà lầu xe hơi đầy đủ đi, mà kêu bằng nạnh cha ba, ba làm nạnh mẹ, mẹ làm nạnh con đi đâu đi, mà gia đình đó kêu bằng không ai nhìn mặt ai, và cái nhà nhỏ xíu mà vẫn thấy rộng á, là không ai đi đụng ai hết trơn, mà có những lúc mà cái nhà rất là rộng mà vẫn thấy chặt là lý do là lúc nào mà cũng gần gũi. Vậy thôi. Với lại giống như anh đó, ba anh là một người rất là gọi là sùng đạo ha. Dành hết thời gian cho nhà thờ, thế nhưng mà lại đối với vợ con thì giống như địa ngục ấy. Ba anh đâu có tạo được hạnh phúc cho vợ con đâu. Đúng đúng. Đối với thứ nhất, thứ hai, tới ngày ổng nhắm mắt mà còn phải lệ thuộc là chừng nào đó thằng kia nó cho liệm mới được liệm, mà còn không cho đó là không được đó. Tôi cũng liệm đại đó có sao đâu. Mà trong cái đó suốt 8-90 năm này ông cụ phải đóng bao nhiêu tiền rồi, vô đất thánh rồi. Thì đó mà mình nói là đời á, cha mẹ người ta chết rồi, thí dụ như là người ta muốn làm giác nào, người ta muốn liệm giác nào liệm, chứ còn mà còn lệ thuộc đó. Nhưng mà trong đạo bây giờ đặc biệt nha, chết là ngay ngày Chủ nhật là không được chôn. Một là chôn ngày thứ bảy hay là ngày thứ hai thôi, chứ ngày Chủ nhật không được chôn. Kéo dài sang vậy chứ ngày Chủ nhật được chôn, lý do? Thì tất nhiên là ngày đó là ngày của Chúa. Ngày đó được làm việc xác đúng không? Không được làm, trời ơi nó khổ vậy đó. Bởi vì nhiều khi là nếu mà chết là một là chôn sớm, hai là chôn trễ, mà nếu mà cận ngay chân mấy ngày cuối tuần đó là phải chấp nhận vậy đó. Một là chôn ngày thứ bảy, hai là qua để thứ hai chôn, chứ còn ngày Chủ nhật không được. Tại thì đó, bởi vì có cái luật đó, ta kêu luật của đạo mà. Đúng là bên cái đạo này đúng là khốn nạn thiệt chứ. Nói vậy của đợt rồi của nhà tôi đó là nhiều khi cũng còn một số anh chị rồi này nọ rồi quá trời ấy đi, chứ mình không thể nào mình làm khác được chứ. Do đó là cha tôi chết đó là thứ nhất
trời ơi mà tôi nói mắc cười nha, mấy bà chị dâu tôi này với mấy đứa cháu tôi này cũng cô giáo không đó, còn mấy đứa cháu tôi là cũng bà chị dâu tôi với ông anh đó, đó là mấy người đó hồi xưa là dạy mà nghỉ hưu rồi, còn giờ mấy đứa con vẫn còn dạy đó. Dạy cấp 2 đó mà là tôi quyết định, tại vì ở dưới là cái ngày chủ nhật nó không cho chôn, nó để qua ngày thứ hai thì tôi mới quyết định là chôn ngày thứ bảy, mà đợt đó là ông già tôi chết rồi tôi chôn ngày thứ bảy là ngay chân ngày 23 đó, mà ngày 23 lại là ngay chân cái tháng năm nay, là cô có nhớ không, năm nay là hình như là nó gần 3 tháng với nhau, nó trùng ngày trên ngày dưới đều trùng hết đó, là hình như tháng 1, tháng 2 gì chứ tháng 3 gì ý, tháng 2, tháng 3, tháng 4 gì đó là mấy cái ngày ở trên ngày dưới trùng hết, thì do đó là bắt đầu tôi bị với cái bà chị dâu với con nhỏ mà nó dạy cấp 2 ở dưới, mà nó dạy tiếng Anh cho cái trường Tây Đô ở dưới đó đem tôi ra trước chắc chắn nói đó là chú nghĩ làm sao vậy, chú nghĩ làm sao mà bà chị tôi đó, cái bà mà tôi nói là bà Tân Tòng đó, mà bà bây giờ bà cuồng đó không, bà nói chú nghĩ làm sao mà chú quyết định chôn cha ngay ngày 23 vậy. Tôi nói ủa bây giờ đó là chú nhật thì không cho chôn, mà bây giờ đó là nếu để qua tới thứ hai đó là thành đó là tới 5 ngày, mà trong khi chôn ngay ngày thứ bảy đó thì mới vừa đúng là dạng giống như đó là 3 đêm 2 ngày thôi. Mà, nó tại vì không mà dân amen đâu có coi ngày đâu, sao phải kiêng ba? Thì đó thì tôi nói ủa trong đạo Thiên Chúa là đâu có ngày giờ gì đâu, cái tay con nhỏ mà dạy học nữa. Nó nói chú không nghĩ cho chú rồi chú phải nghĩ cho con cháu chứ. Tôi nói ủa nghĩ gì sao, ủa tao chôn ngày 23 có sao đâu, còn bây giờ nếu mà lỡ là tao chôn ngày 23 đó ha, mà nếu có chuyện gì đó tao chịu trách nhiệm mới, lỡ mà chôn đi, nếu mà chôn ngày 23 nó có trùng tang trùng gì đó là chôn xong đi, chết tao chết trước cái đầu ló đó. Mà rồi, bên đó họ, thấy, bên đó họ vẫn nói là bên đó họ đâu có coi ngày coi giờ gì đâu mà cứ phải chất vấn anh cái vụ ngày 23. Thì đó, thì bởi vì mình mới thấy mắc cười. Nó rất là cuồng, rất là tin Chúa, tin đạo. Mà có một cái đi chắc dẫn tôi cái vụ ngày 23 tôi mới mắc cười. Đó. Thì mà trong khi mấy cái đó là tôi còn rành hơn mấy người đó rồi. Tại vì là bên đạo Thiên Chúa là dứt phát là chỉ có tin Chúa thôi, chứ không có ngày giờ hết trơn. Giống như là các nhà, các cửa gì đó có tiền cứ làm đám cưới là chỉ có là mùa chay không được làm thôi. Còn ngoài mùa chay ra, mà đặc biệt bên bên đạo Thiên Chúa là không có gì đâu. Nhưng mà mùa chay là không có được cưới hỏi à. Tất nhiên là trong mùa chay đó là 6 tuần là không có được cưới hỏi. Qua mùa chay ai muốn làm cái gì đó phải ra mùa chay mới được làm đám cưới. Vậy nhưng mà nó rêu rao đạo Phật mê tín đó. Thì nói chung đó thì ngày xưa thì tôi cũng vậy. Tại vì ngày xưa đó là mình cứ nghĩ đó là các đạo khác nó mê tín, tại vì đó là hồi trước đó là bên đạo Thiên Chúa nó cũng không cho đốt nhang. Chỉ có đốt đèn cầy thôi. Sau này đó, thứ nhất không cho đốt nhang, với thứ hai nữa là không được lại bàn thờ. Đó, ngày xưa là chỉ có tôn thờ Thiên Chúa, người là Chúa của người cho hết là hết linh hồn, hết chí khôn người thôi. Đúng không? Đó, do đó là sau này khi mà cho đốt nhang thì hồi thời điểm nào đó thì tôi không biết, cái đó cái nào bà biết mình nói, cái nào không biết thì mình nói không biết. Nhưng mà sau này mới đốt nhang thôi, chứ hồi xưa là không cho đốt nhang luôn. Được biết đó, là ngày xưa là không được đốt nhang. Thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là có một cái thời gian đó theo tôi nghe cha tôi lại, tại thường thường mấy cái người mà sống lâu năm như cha mẹ tôi đó là ngày xưa đó là nói về cái tiếng Latin đó là người ta rành đó. Có thể là cái trình độ văn hóa người ta học không cao đâu, cha với ông già bà già tôi biết đọc biết viết thôi, lớp 2, lớp 3 thôi, nhưng mà nói về cái tiếng Latin mà làm lễ trong nhà thờ đó, ông cha đọc tiếng Latin trả là bằng tiếng Latin là mấy bà đọc người ta nói giống như bẻ cây đó. Thì ngày xưa đó là thời xưa là cấm ăn đồ cúng luôn, bây giờ vẫn cấm. Chứ tại vì tôi mới hỏi cha tôi đó là lý do sao, tại vì ngày xưa đó là có một số mấy ông cha mà người Tây đó, người Pháp á, là dạng giống như đi. Anh về anh giờ cái Kinh Thánh Corinto chương 10 á là ăn đồ cũng là đồ ma quỷ đấy. Thì cái đó là cái Kinh Thánh viết, mà tôi nói đó là ngày xưa cấm đó là lý do đó là cũng là do mấy ông cha người Pháp. Tất nhiên là ông đi lại đám nhà người ta đó, những cái đồ mà dạng giống người ta để nguội nó ăn cái nó bị đau bụng á. Rồi xong mới về cái đó là nói là ma quỷ nó ăn, rồi xong là mình ăn vô là bị ma quỷ nó hành vô đó, là mới cấm luôn, là không cho ăn đồ cúng luôn.
Nói chung là ông già bà già đó ngày xưa là nó đọc tiếng Latin hay lắm à. À, nó mình cũng nghe nói tiếng Latin thôi chứ cũng không biết tiếng Latin là sao nữa. Chỉ có mấy cái bài hát thì còn còn nhớ là mấy cái bài hát là của lúc mà cái lễ này anh nó có bài hát là ND Sensit Dio gì đó, la 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 đó, gì đó ND Sensit Dio gì đó, nói chung là đêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần đó. Không nhỉ, Mà nhưng mà nó cứ chê bai bên đạo Phật là mê tín, nhưng bọn nó còn mê tín quá cha luôn. đó, tôi hay hỏi mấy đứa em, tôi hỏi chứ chiêm bao có thiệt không, nó nói không, chiêm bao là giả. Nó ủa chiêm bao giả sao, hồi xưa thời của Chúa toàn là cái gì cũng tin vô chiêm bao không à. Lúc ông Thánh du xe với Đức Mẹ đó, sanh Chúa Giêsu ở cái phần Bethlehem đó, ban đêm nằm chiêm bao, cái thiên thần kêu ôm trốn đi, không đi ôm trốn đi, nó toàn là nằm chiêm bao thấy không chứ đâu có thiệt đâu, vì sao tin 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 nó dốc không à. Đó. Nhiều khi đó tôi dẫn chứng ra những cái đó là tất nhiên mình hỏi người ta trước cho người ta trả lời, cho trả lời xong cái mình đưa ra cái cứng họng mà không trả lời được. Tôi nói ủa bây giờ coi kỹ lại có phải không, chứ nói là khi mà để Chúa Giêsu ra là khi có ba nhà đạo sĩ của phương Đông tới, là rồi xong đó gặp Herode mới nói là có vua dân Do Thái sanh ra đây, là sợ Herode giết con của Chúa, rồi mới ban đêm là báo mộng cho du xe nói là hãy đánh thức mẹ của con trẻ và bồng con trẻ hay rời khỏi nơi đây đó, là vì Herode đang chuẩn bị giết đó, thì nó nằm chiêm bao thôi chứ đâu có thiệt đâu. Công nhận mình càng nói càng thấy cái đạo bên anh nó kỳ quá. Không, nó có nhiều nhiều lắm, nói chung đó là nói thực tình mà nó nếu mà nói về cái công giáo đó thì tại vì lý do đó, mặc dầu kinh sách nó ít hơn bên đạo Phật rất là nhiều đó, tại vì bên đạo Phật nó tới Tam Tạng tinh kinh điển năng là nó cơ bản nó tới mấy ngàn năng, mà còn bên bên Công giáo thì tính ra là nói về vấn đề kinh Cựu Ước thì giống như ngày xưa đó là chỉ có bao nhiêu cuốn đâu, đúng không, hình như là tổng cộng kinh Cựu Ước ngày xưa đâu cũng khoảng bốn mấy cuốn à, từ kêu bằng á là Sáng Thế Ký rồi đó, rồi sách Gióp, rồi sách Tobia, rồi đó là sách Dân Số, rồi tới sách Lót đồ rồi đó, rồi tới Tân Ước đâu cũng có hai mấy cuốn à. Đó. Giờ đó đâu có nhiều đâu. Nhưng mà có một cái là nói ra đó là nó nói hoài không hết, là tại lý do nó thứ nhất là nó vừa mâu thuẫn với có những cái đó là nó dạng giống như nó kêu giống như nó chồng chéo á. Là nó chồng chéo. Là bây giờ nãy giờ đó thôi, bây giờ là xin xin tạm ngưng được hết cô. Điện thoại cũng vừa hết pin, anh em mình Dạ. gặp lại bữa khác, tại vì nhiều người nói là anh chịu khó lên diễn đàn nhiều anh nhé. Thôi Rồi cái đó. Thì xin cảm ơn, chứ nói chung là thứ nhất là tối tối rảnh rảnh vậy đó. Đấy thôi. em Thứ thì hai nữa là em chủ yếu là 8 giờ tối em mới lên kênh, sớm nhất là Dạ. 8 giờ tối. Dạ thì Dạ thôi. khi nào em cứ gọi, anh rảnh thì tham gia ha. Dạ, thôi trước mắt thì thôi cũng cảm ơn cô đã cho kết nối để nói chuyện với trên cái diễn đàn của cô. Hai đó thôi xin 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 tổng chào hết tất cả những người trên chương trình nha. Em cũng Dạ. cảm ơn anh đã lên diễn đàn với những câu chuyện chia sẻ rất là thật, rất là thực, rất là thật. Không có những cái gì anh nói thì mọi người đều cảm nhận, đều biết. Chỉ có điều họ không sống ở trong như anh thôi. Thì khi nào có dịp thì anh cho em cái ấy để em gửi tặng cho anh mấy cuốn sách ha, để anh gửi về Dạ. quê. Dạ, rồi ok hả? Để cái đó nữa nữa cái gì nhắn nhắn cho nhắn địa chỉ cho con. Nha. Dạ Em cũng dạ. mong rằng là gia đình anh luôn luôn hạnh phúc và Dạ. dồi dào sức khỏe, và nhất là vợ chồng con cái cảm thấy sống hạnh phúc cho dù không còn đi nhà thờ. Rồi, dạ, cảm ơn cô. Dạ, 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 em cảm ơn dạ. anh, em chào anh. Dạ. Dạ. Alo, chào cả nhà mình nhé, cả nhà ngủ ngon nhé, vừa lúc máy hết hết pin. Bye bye cả nhà. Cảm ơn anh khách mời nhiều lắm.
Cảm ơn buổi live tuyệt vời của Oli và chú khách mời nhiều ạ. Chúc mọi người an lạc ngủ ngon. Có lẽ cho cái thằng nắng gió cao nguyên nó ra khỏi kênh luôn đó bác Lâm Ngao. Thấy nó mất dạy quá. À, cho nó biến luôn đi. Nó không xứng đáng. Hữu Đại cầm nắng tạm biệt cả nhà nhé. Mai gặp lại. Hôm nay làm nói sai. Hôm nay đặt cái tựa là tính nói về cái vụ ở trên Tây Nguyên là làm lễ mà chính quyền tới không cho làm vì tụi nó làm lễ ở nhà dân. Cho nên mới đặt cái tựa đấy, nhưng mà để nó sửa lại tựa. Mai gặp lại cả nhà nhé. Bye bye. Rất hay, cảm ơn anh khách mời. Chào Kỳ Võ.